Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 178. Kiếm vực. Như thế nào là kiếm vực? Kỳ thật hắn một mực không thể cho ra đáp án chuẩn xác, bởi vì người có được kiếm vực thật quá ít. Lúc trước kiếm vực của hắn, tác dụng không thể nói không có, nhưng không rõ ràng như vậy, chẳng qua là tăng cường chút lực lượng. Biên độ tăng trưởng kiếm kỹ, biên độ tăng trưởng phi kiếm, còn có ẩn nấp mình. Mà mới vừa rồi, hắn nhìn thấy kiếm vực hoàn toàn không phải như vậy, cái kia không phải là biên độ tăng trưởng, mà là một loại lực lượng bản nguyên. Cũng không lâu lắm, Bắc Kiếm xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, Bắc Kiếm quan sát Dương Diệp một chút. Thu hoạch như thế nào? Dương Diệp khẽ gật đầu, còn tốt, nơi này có chỗ tu luyện không? Bắc Kiếm cười nói, đương nhiên là có. Nói xong hắn mang theo Dương Diệp quay người rời đi, chỉ chốc lát, hai người đi tới trước một đại điện, tiến vào cung điện kia, Dương Diệp đi thẳng tới một không gian hư vô. Thanh âm của Bắc Kiếm vang lên ở trong đầu hắn. Đây là một không gian riêng biệt, sẽ không có bất kỳ người nào quấy rầy ngươi, bất quá ngươi chỉ có 3 ngày, bởi vì ở chỗ này thuê chỗ rất đắt. Dương Diệp ôm quyền, đa tạ. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua 4 phía, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Ngộ, cái gọi là tu luyện, kỳ thật không chỉ phải luyện, còn cần tu, cái gọi là tu, cũng chính là ngộ. Này giống như một người bình thường ở thế tục, nếu như mỗi ngày chỉ biết vùi đầu gian khổ làm việc, vậy muốn giàu là có chút không thực tế, ngoại trừ vùi đầu gian khổ làm việc, còn cần nghĩ, cần quy hoạch, cần phải có mục tiêu. Tu luyện giả cũng như thế. Lúc trước hình ảnh kiếm tu xuất kiếm không ngừng xuất hiện ở trong đầu Dương Diệp. Trên kiếm đạo, Dương Diệp hắn vẫn là một tân nhân, ít nhất hắn cảm giác mình là một tân nhân, bởi vậy chỉ cần có cơ hội, hắn nguyện ý học tập bất luận vật hữu dụng gì. Kiếm vực, lấy kiếm thành vực. Cứ như vậy, ước chừng 3 giờ sau, Dương Diệp đứng lên, sau một khắc, trong tay hắn xuất hiện một thanh ý kiếm. Nhìn ý kiếm trong tay, thần sắc Dương Diệp dần dần ngưng trọng lên, không gian xung quanh hắn cũng ở thời khắc này dần dần rung động. Phương Thốn kiếm vực. Hắn đã từng luyện thành phương thốn kiếm vực, cái gọi là phương thốn kiếm vực, chính là kiếm khí và kiếm ý thu nhỏ lại ở trong kiếm vực của mình, sau đó thông qua không ngừng đè ép để cho nó biến chất, mà bây giờ, hắn muốn kiếm vực co đến kiếm trong tay mình. Hắn muốn lấy kiếm thành vực. Cả hai cùng loại, nhưng lại có khác nhau. Đương nhiên, cả hai lại có địa phương tương đồng, chính là cực kỳ khó làm được. Cả người Dương Diệp rung động kịch liệt, ý kiếm trong tay hắn không ngừng run rẩy. Ở trên mặt, mồ hôi lạnh không ngừng hiển hiện, sau đó nhỏ xuống. Cứ như vậy rằng có ước chừng một khắc sau. Ý kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên nổ bể ra, cùng một lúc nổ bể còn có một cỗ lực lượng vô hình, cỗ lực lượng này lập tức chấn Dương Diệp bay ra ngoài vạn trượng. Cũng may phòng tu luyện này rộng vô biên vô hạn. Dương Diệp nằm sấp trên không trung, cả cánh tay phải không ngừng tràn ra máu tươi. Trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Gia hỏa ngu xuẩn này, chẳng lẽ ngươi không biết đổi phương hướng sao? Kiếm vực, lấy kiếm thành vực, ngươi cùng kiếm tâm ý tương thông, bản thân nó là kiếm ý của ngươi ngưng tụ, chính là một bộ phận thân thể của ngươi, ngươi cần gì phải đi cưỡng ép co vực lại, sau đó áp đặt cho nó. Bản thân nó có thể tự thành kiếm vực, tên ngu ngốc này, đây là cởi quần đánh rắm, cần thiết sao? Ở một bên, Lôi Lâm hỏi. Tiểu Kỳ tỷ, cái gì gọi là cởi quần đánh rắm? Kỳ Bỉ Thiên tức giận nói. Chính là vẽ vời cho thêm chuyện, hắn chính là một đại ngu ngốc. Lúc này Lôi Lâm xoay người chạy, bất quá rất nhanh, nàng bị Kỳ Bỉ Thiên kéo lại. Kỳ Bỉ Thiên nhìn Lôi Lâm. Ngươi muốn làm gì? Lôi Lâm thanh thúy nói. Ta muốn đi nói cho ca ca. Kỳ Bỉ Thiên lạnh nhạt nói. Không được, cái đồ chơi này cần chính hắn lĩnh ngộ. Vì cái gì? Lôi Lâm rất khó hiểu. Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Ngươi nói cho hắn biết, hắn cảm ngộ sẽ không khắc sâu như vậy. Hơn nữa quá dễ dàng có được, hắn không chỉ không hiểu sâu, còn sẽ không quý trọng mỗi một phần đoạt được của mình. Nói xong nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Dễ có được, sẽ không biết quý trọng. Lôi Lâm trừng mắt nhìn, nàng không hiểu nhiều lắm, nhưng nàng rất rõ ràng, nàng không ra được. Bây giờ ở trong Hồng Mông Tháp này, Tiểu Kỳ lợi hại nhất, cho dù là Hồng Mông Tháp cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không nghe lời, sẽ bị đánh đòn. Trước kia Hồng Mông Tháp muốn chữa thương cho Dương Diệp, kết quả chính là bị Kỳ Bỉ Thiên nắm đến,
sau đó một cước đá tới cuối chân trời. Hơn nữa không phải một lần, mà là qua lại không dưới 100 lần. Đến cuối cùng, Hồng Mông Tháp đã hoàn toàn, không biết, Dương Diệp rồi. Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, thời khắc này Dương Diệp rõ ràng bị cắn trả không nhẹ, toàn thân còn đang co quắp, đặc biệt là tay phải, thiếu chút nữa nổ không rồi. Kiếm vực cắn trả. Đây mới thật là tự mình hại mình a. Lôi Lâm vẫn còn có chút không đành lòng, Kỳ Bỉ Thiên như biết nàng suy nghĩ, nhẹ nhàng sờ lên cái đầu nhỏ của nàng. Hiện tại không để cho hắn chảy chút máu, không để cho hắn biết đau nhức, sau này người khác sẽ đánh hắn càng thảm hơn. Nói xong nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nói khẽ. Ta không phải đã dạy hắn thế giới này rất tàn khốc sao, ngày sau lúc hắn gặp được người khác sẽ để cho hắn dùng tính mạng đến học được. Lôi Lâm khẽ cúi đầu, nói khẽ. Thế nhưng ca ca, vạn nhất ca ca chết thì làm sao bây giờ? Khóe miệng Kỳ Bỉ Thiên hơi cuộn lên. Chết trong tay ta, dù sao cũng hơn chết trong tay người khác, ít nhất ta sẽ nhặt xác cho hắn, giúp hắn chiếu cố tốt các ngươi. Nói đến đây, nàng nhẹ nhàng vuốt đầu Lôi Lâm, cười nói. Nhà đầu ngốc, so với ta năm đó, hắn như vậy tính là cái gì? Nói cho ngươi biết một bí mật. Tiểu Kỳ tỷ tỷ ngươi từng ở một địa phương tối tăm không ánh mặt trời trọn vẹn 36 năm, ở chỗ kia, không có linh khí, không có ánh mặt trời, không có đồ ăn, mỗi ngày tỷ tỷ phải ăn thịt người mới có thể sống sót. Biết vì cái gì tỷ tỷ nhỏ như vậy không? Bởi vì thân thể đã bị tỷ tỷ ăn hết, tỷ tỷ không muốn trở lại bộ dáng lúc trước, cho nên vẫn luôn nhỏ như vậy. Trong không gian hư vô, Dương Diệp lặng lặng nằm ở nơi đó, ở quanh người hắn, như trước trải rộng vết rạn. Kiếm vực cắn trả cũng không phải dễ chịu như thế, đặc biệt là bây giờ không có Hồng Mông tử khí liên tục không ngừng trợ. Giúp. Cứ như vậy, Dương Diệp dùng gần 3 giờ mới để cho thương thế của mình khôi phục lại 7-8 phần. Sau khi khôi phục, Dương Diệp đứng lên. Tiếp tục. Dương Diệp rất rõ ràng, lấy kiếm thành vực, người khác có thể làm, hắn cũng nhất định có thể. Vì vậy Dương Diệp bắt đầu lần nữa. Nhưng đáng tiếc là, không quản hắn thử nghiệm như thế nào. Đều khó như kiếm tu kia bình thường để cho kiếm của mình thành vực, phải nói, bản thân hắn thu nhỏ lại, thật sự là quá khó khăn, khó đến để cho hắn hầu như tuyệt vọng. Trải qua vô số lần thất bại, Dương Diệp chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn biết, nhiều khi không thể kiên trì không có ý nghĩa, bởi vì loại kiên trì này không chỉ không có bất kỳ tác dụng, ngược lại sẽ lãng phí thời gian. Dương Diệp ngừng lại, bắt đầu nghĩ. Từ từ nghĩ. Lấy kiếm thành vực. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía kiếm trong tay mình, rơi vào trầm mặc. Trong hư không cũng rơi vào trầm mặc. Không biết trải qua bao lâu, ý kiếm trong tay Dương Diệp bắt đầu rung động. Không giống lúc trước là, thân thể của hắn không rung rung. Kiếm. Dương Diệp gắt gao nhìn chằm chằm kiếm trong tay mình. Giờ khắc này, đột nhiên hắn phát hiện, kiếm vực, kiếm của mình là kiếm ý ngưng lại, nói cách khác, nó vốn chính là một bộ phận của mình. Hơn nữa kiếm vực, cũng không phải tự thành một vực, đương nhiên, tự thành một vực cũng được, nhưng hạch tâm kiếm vực là kiếm mới đúng. Kiếm. Cho tới nay, hắn không để ý đến điểm này. Trong hư không, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, ý kiếm trong tay dần dần hư ảo, đến cuối cùng chẳng biết tại sao, lại bắt đầu dần dần ngưng tụ, nhưng rất nhanh, thanh kiếm kia trực tiếp nổ bể ra. Ầm. Dương Diệp bị chấn liên tục lùi lại. Nhưng ở trên mặt hắn tràn đầy dáng tươi cười. Bởi vì hắn nghĩ không sai. Muốn lấy kiếm thành vực, nhất định phải lấy kiếm làm hạch tâm, mà không phải dùng người làm hạch tâm. Đương nhiên, nếu như muốn tự thành một vực, nhất định phải dùng người làm hạch tâm. Phát hiện này làm cho Dương Diệp mừng rỡ như điên. Hắn hiện tại, tuy còn không có chân chính làm được lấy kiếm thành vực, nhưng hắn đã có môn đạo. Tiếp tục, Dương Diệp lại bắt đầu. Nhưng thời gian trôi qua rất nhanh. 3 ngày sau, Dương Diệp còn đang tu luyện nhận được tin tức, hắn phải ly khai không gian tu luyện này. Dương Diệp có chút buồn bực, hắn mới vừa vặn có chút manh mối, hiện tại không thể không tạm dừng lại, bất quá không có biện pháp. Dương Diệp đi ra phòng tu luyện, nhưng lần này hắn không thấy Bắc Kiếm, cũng không có cách nào liên lạc đối phương. Dương Diệp quyết định chờ Bắc Kiếm một chút. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, đi ra đại điện, đi tới một mảnh rừng rậm, ở trong rừng. Sau khi Dương Diệp xác định chung quanh an toàn, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó ngưng tụ ra một thanh ý kiếm. Tiếp tục bắt đầu. Sau khi nghĩ thông suốt, Dương Diệp phát hiện,
muốn lấy kiếm thành vực, cũng không phải khó như vậy, ít nhất không có khó như Phương Thốn kiếm vực. Đáng giá nhắc tới là, theo tạo nghệ kiếm đạo của hắn tăng cao, uy lực của Phương Thốn kiếm vực cũng không phải Phương Thốn kiếm vực ban đầu có thể so sánh. Đương nhiên, bây giờ mục tiêu chủ yếu của hắn là ở trên kiếm vực. Dùng Dương Diệp làm trung tâm, không gian xung quanh hắn đột nhiên hư ảo, nhưng mà rất nhanh, những không gian này lại khôi phục bình thường, bất quá kiếm trong tay hắn lại dần dần hư ảo, sau đó kiếm lại ngưng thực, nhưng không bao lâu lại hư ảo, cứ thế nhiều lần. Rốt cuộc, không biết trải qua bao lâu, kiếm trong tay hắn triệt để hư ảo. Thành công! Hiện tại kiếm trong tay của hắn tự thành một vực. Dương Diệp mừng rỡ như điên. Trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Mới bắt đầu mà thôi. Dương Diệp cũng không nghe được lời của Kỳ Bỉ Thiên, hắn chỉ biết, mình thật thành công. Tuy trên đường đã xảy ra rất nhiều khó khăn, nhưng kết quả là tốt. Thanh kiếm trong tay hắn tự thành một vực, tuy bị hắn khống chế, nhưng kỳ thật lại độc lập, này rất kỳ diệu, hắn cũng không cách nào giải thích. Tay cầm ý kiếm, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Hiện tại hắn rất muốn tìm người đến chiến một trận, thử kiếm vực này của mình, nhìn xem uy lực của nó như thế nào. Đáng tiếc không có người. Dương Diệp bình phục tâm tình của mình thoáng một phát, sau đó thu kiếm. Hắn về tới bến đò lúc trước, hắn quyết định ở chỗ này chờ Bắc Kiếm. Sở dĩ không có đi cung điện kia, là bởi vì hắn không có tiền. Hắn hiện tại, một nghèo hai trắng, muốn cái gì không có cái đó, mà ở bên trong, cái gì cũng cần tiền. Cho dù là uống chén linh trà hắn cũng uống không nổi. Nghèo. Dương Diệp lần thứ nhất phát hiện mình nghèo như thế. Dương Diệp ngồi ở trên tảng đá, nhìn vô biên thủy vô biên vô tận, tâm của hắn rất bình tĩnh. Nếu như nói hiện tại hắn cùng lúc trước có gì khác biệt, như vậy chính là tâm tình, hiện tại hắn không táo bạo như trước kia, bất kể là làm việc hay tâm tình, đều rất thong dong bình tĩnh. Đương nhiên, thực lực cũng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại hắn không chỉ chủ cảnh, tạo nghệ kiếm đạo đã hoàn toàn không phải lúc trước có thể so sánh. Có thể nói, hiện tại chủ cảnh bình thường đã hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Cho dù là chủ cảnh tam phẩm, kể cả hồn giáo giáo tôn, hắn đều có lòng tin chém giết. Ngay lúc này, xa xa xuất hiện một con thuyền nhỏ, Dương Diệp ngưng mắt nhìn về trước, vẫn là người chèo thuyền kia, mà trên thuyền còn có một người, người này Dương Diệp có chút quen mắt. Rất nhanh. Dương Diệp thấy rõ người tới. Người nọ đúng là khổ hành giả Diệp Văn Phong, cũng chính là nam tử bán hắn thượng cổ chung. Giờ phút này, khổ hành giả cũng nhìn thấy Dương Diệp, hắn nhìn Dương Diệp mỉm cười, gật đầu ý bảo. Rất nhanh, thuyền cập bến, khổ hành giả đi tới trước mặt Dương Diệp. Không nghĩ tới tiểu huynh đệ cũng ở chỗ này. Dương Diệp cười nói, tiền bối là tới bán một số thứ sao. Nghe vậy, ánh mắt khổ hành giả sáng lên. Tiểu huynh đệ còn muốn. Dương Diệp lắc đầu. Không, bây giờ tiểu đệ ta ngay cả một cọng lông cũng không có. Khổ hành giả mỉm cười. Tiểu huynh đệ nói đùa, tiểu huynh đệ ngay cả cổ tệ cũng có thể lấy tới, hẳn không phải người bình thường. Dương Diệp lắc đầu, gia hỏa này rõ ràng còn không tin. Hắn hiện tại, ngay cả tiền đi thuyền cũng không có. Nói đến tiền, đột nhiên hắn phát hiện, không có tiền thật đúng là không được. Phải biết muốn ly khai chỗ này, phải dùng truyền tống trận mà Bắc Kiếm nói, mà muốn dùng truyền tống trận kia, hắn rất cần tiền. Phải kiếm tiền. Ăn cướp. Không thể không nói, thời điểm nghĩ đến kiếm tiền, trong đầu hắn ý niệm thứ nhất là ăn cướp, không có gì nhanh hơn ăn cướp a. Nhưng rất nhanh, hắn bỏ đi ý tưởng không thiết thực kia. Ăn cướp. Ở địa phương quỷ quái này, ngoại trừ thanh niên đạo tu lúc trước, hắn còn chưa thấy qua người yếu hơn hắn. Mà cho dù là thanh niên đao tu kia, sau lưng người ta cũng đi theo một siêu cấp cường giả. Đi ăn cướp ai đây? Không bị người ăn cướp cũng đã rất tốt. Lúc này khổ hành giả đột nhiên nói. Tiểu huynh đệ có muốn cùng một chỗ uống chén rượu không? Thiên niên tử nơi này rất không tồi. Thiên niên tử, Dương Diệp trừng mắt nhìn. Tiền bối mời khách sao? Khổ hành giả cười ha ha. Được, ta mời khách. Dương Diệp ôm quyền. Vậy tiểu đệ ta liền từ chối thì bất kính rồi. Khổ hành giả quay đầu nhìn thoáng qua thuyền phu. Trúc lão, có muốn đi uống một chén không? Thuyền phu có chút do dự, lúc này khổ hành giả cười nói. Trúc lão, thiên niên tử này cực kỳ khó được, lần này thần cư kia chịu lấy ra,
đối với người yêu rượu như chúng ta mà nói là một cơ hội, bỏ lỡ lần này không biết phải chờ tới khi nào a. Thuyền phu Như Hạ quyết tâm buông mái chèo, đi xuống thuyền. Khổ hành giả mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu huynh đệ, chúng ta đi thôi. Cứ như vậy, được khổ hành giả dẫn dắt, ba người tiến vào cung điện, ở mặt phía bắc có một chút lâu, tổng cộng ba tầng. Thần cư. Cái này là thần cư mà khổ hành giả nói. Ba người mới vừa vào thần cư, một nữ tử xinh đẹp đi ra đón, nữ tử thật sự có thể dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung, tư thái cao gầy, khí chất xuất chúng, chủ yếu nhất là thực lực của đối phương. Dương Diệp căn bản không cảm giác được cảnh giới của đối phương. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh nàng nhìn về phía Trúc Lão, cười nói. Không nghĩ tới Trúc Lão quang lâm bản cư, nhanh mời. Khổ hành giả cười nói. Tả Thanh, chỉ mời Trúc Lão không mời ta sao? Tả Thanh cười nói. Diệp tiền bối nói đùa, lão nhân gia ngài khó được xuất hiện một lần, đến, hai vị lên lầu 2A. Khổ hành giả cười cười, sau đó nhìn về phía Trúc Lão. Vẫn là Trúc Lão mặt mũi lớn, có thể lên lầu 2. Trúc Lão nhìn thoáng qua khổ hành giả. Nói giống như ngươi không thể lên vậy. Khổ hành giả cười cười, không nói gì. Dưới sự dẫn dắt của Tả Thanh, ba người lên lầu 2, ở lầu 2 đã bày một bàn rượu, ba người ngồi xuống. Tả Thanh nhìn thoáng qua Dương Diệp cười nói. Ta không thể ngồi sao? Tả Thanh lắc đầu cười cười. Tự nhiên có thể, bất quá. Nói đến đây, nàng nhìn về phía khổ hành giả và Trúc Lão. Khổ hành giả cười nói. Đây là một vị tiểu huynh đệ ta mới quen, cảm thấy hắn không tệ, cho nên mời hắn đến uống hai chén. Tả Thanh có chút do dự. Khổ tiền bối, quy củ của lầu 2 lão nhân gia ngài là hiểu được. Khổ hành giả mỉm cười. Chút mặt mũi này cũng không cho sao. Tả Thanh cười khổ. Khổ tiền bối, ngài hẳn biết, quy củ, vãn bối nhất định phải theo quy củ làm việc. Trên mặt khổ hành giả đã không còn dáng tươi cười, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu huynh đệ, xin lỗi, chúng ta đi lầu một uống rượu được không? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Khổ tiền bối, ở lầu 2 này uống rượu, cần điều kiện gì sao? Khổ hành giả khẽ gật đầu. Người bọn hắn công nhận. Phải như thế nào mới có thể coi như được bọn họ công nhận? Dương Diệp lại hỏi. Khổ hành giả lắc đầu. Tiêu chuẩn của bọn hắn ta cũng không biết. Nói xong hắn nhìn về phía Tả Thanh. Tả Thanh cô nương có thể nói một chút không? Tả Thanh có chút dừng lại, sau đó nói. Hoặc là mạnh, hoặc là phú. Nói xong nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Dương Diệp cười khổ, cái này đã rất thẳng thắn a. Mạnh mẽ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn một chủ cảnh có thể mạnh đến mức nào? Phú, nói thật, hắn bây giờ rất nghèo. Dương Diệp lắc đầu, định rời khỏi, nhưng lúc này, một quả trái cây đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy trái cây này, ánh mắt Trúc Lão và khổ hành giả trợn to. Thiên dựng quả. Thiên dựng quả thành thục. Lúc này Dương Diệp gãi đầu nói. Nguyên bản ta nghĩ, uống rượu dù sao cũng phải có ít đồ nhắm. Hiện tại xem ra, ai? Nói xong hắn ôm thiên dựng quả quay người rời đi. Thiên dựng quả nhắm rượu. Biểu lộ của Tả Thanh đã cứng ngắc. Thần cư là một nơi thần bí. Ở chỗ này, bảo vật bình thường kỳ thật cũng không thể để cho bọn hắn để trong lòng. Dù là siêu thần khí, ở trong mắt bọn họ cũng không phải chân quý như vậy. Nhưng thiên dụng quả bất đồng. Đây là một loại thần vật hầu như tuyệt tích. Loại vật hiếm hoi này tự nhiên càng chân quý. Ngay lúc này, Tả Thanh đột nhiên cười nói. Tiểu huynh đệ nói đùa, tiểu huynh đệ thâm tàng bất lộ, là ta mắt phụng về. Dương Diệp dừng bước lại, quay người nhìn Tả Thanh. Nói như vậy, ta có thể ở chỗ này uống rượu. Tả Thanh cười nói. Nếu như tiểu huynh đệ nguyện ý, tự nhiên có thể. Dương Diệp còn muốn nói điều gì, khổ hành giả đột nhiên nói. Tiểu huynh đệ chớ nên tức giận, đây là quy củ ở nơi này, thực sự không phải Tả Thanh cô nương xem thường tiểu huynh đệ. Đừng nói tiểu huynh đệ, nếu như ta không phải thương nhân, có chút tích góp mà nói, cũng không có tư cách ở chỗ này. Tả Thanh mỉm cười, không nói gì thêm. Tuy thiên dựng quả vô cùng chân quý, nhưng còn không có chân quý đến tình trạng để cho thần cư ăn nói khép nép cầu một người ở lại chỗ này.
Nơi này là thần cư. Dương Diệp cũng không có so đo quá nhiều, hắn ngồi xuống. Hắn hiện tại đã không phải mao đầu tiểu tử lúc trước, có chút khó chịu liền dẫm lên mặt mũi người khác. Nhiệt huyết, thượng vị giả. Hắn hiện tại, đối đãi sự tình toàn diện hơn, cũng càng cẩn thận hơn. Bởi vì hắn hiện tại, chỉ có thể dựa vào mình, trước khi không có đủ thực lực, có thể ít xuất hiện tốt nhất ít xuất hiện. Hơn nữa, quy luật của xã hội này chính là như vậy, rất nhiều vòng tròn, người không có thực lực, thì thật không có tư cách tiến vào, cũng không nên mạnh mẽ đi vào, coi như mạnh mẽ đi vào, người ta cũng sẽ không dung nạp ngươi, nhưng nếu như thực lực của ngươi đủ rồi, ngươi không cần mạnh mẽ đi vào, người ta cũng tự nhiên tiếp nhận ngươi. Giống như hiện tại, Tả Thanh nhìn ba người khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Khổ hành giả cười nói, tiểu huynh đệ cất vật ấy đi. Dương Diệp nhìn về phía thiên dựng quả trong tay, mỉm cười thầm nghĩ. Đa tạ. Không hề nghi ngờ, đây là Kỳ Bỉ Thiên làm ra. Trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên nhếch miệng. Chỉ nhìn nàng khó chịu mà thôi, không phải giúp ngươi. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp cũng không có thu thiên dựng quả lại, hắn bấm tay vẽ một cái, thiên dựng quả phân làm ba miếng, hắn đưa hai miếng tới trước mặt hai người khổ hành giả. Lời mới rồi ta cũng không phải nói đùa, hai vị mời ta uống rượu, ta mời hai vị ăn trái cây. Khổ hành giả nhìn miếng thiên dựng quả trước mặt, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu huynh đệ, vật ấy rất chân quý, nó chân quý là vì nó hy hữu, nếu lấy ra bán cho người thích hợp, coi như đổi thần vật cũng không phải không thể được, ngươi. Dương Diệp cười nói, ta gặp hai vị, cũng xem như hữu duyên, nói thật, ta cũng không có cái gì lấy ra được, chỉ còn trái cây này. Còn nữa, khổ tiền bối, ta mời ngươi ăn trái cây, nhìn là duyên phận, ngươi nói với ta những thứ này, cũng không hay a. Khổ hành giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói cái gì nữa, hắn cười cười, sau đó nhìn về phía Trúc Lão. Qua nhiều năm như vậy, thật đúng là chưa từng ăn thiên dựng quả trong truyền thuyết, nếm thử đi. Trúc Lão trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó hắn lấy ra ba chén ngọc màu trắng. Nhìn thấy ba chén ngọc màu trắng này, con mắt Dương Diệp lập tức sáng lên. Trực giác nói cho hắn biết đây là bảo bối. Càn khôn bôi. Khổ hành giả cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới đồ chơi này ở trên người Trúc Lão ngươi. Trúc Lão khẽ gật đầu, sau đó bấm tay điểm một cái, hai cái chén ngọc xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp và khổ hành giả. Tiễn đưa các ngươi. Dương Diệp còn không có gì, khổ hành giả đã lắc đầu liên tục. Trúc Lão. Càn khôn bôi này là... Trúc Lão nhàn nhạt nhìn thoáng qua khổ hành giả. Ngươi nói thật nhiều, còn nữa, thương nhân trục lợi, so đo được mất rất bình thường, nhưng có thể đừng ở trước mặt lão già ta làm những thứ này hay không? Nói đưa ngươi thì đưa ngươi. Nói xong hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp. Mặc dù tiểu tử ngươi có chút dối trá, thực lực cũng yếu, nhưng tính cách không tệ, lão đầu tử ta rất vừa mắt. Dương Diệp ngượng ngập cười cười, lão đầu này cũng không tệ lắm a. Một bên, khổ hành giả cười cười, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu huynh đệ, ngươi là không biết càn khôn bôi này, cái đồ chơi này tương đương với một kiện thần khí, hơn nữa là thần khí hiếm có, chớ xem thường cái chén này, trong chén có càn khôn khác, có thể chứa một phiến hải vực. Trừ lần đó ra, chén này là chất liệu đặc thù tạo thành, có thể cất rất nhiều tồn tại hy hữu, ví dụ như thiên thủy trong truyền thuyết, ân, vô biên thủy cũng có thể chứa, đương nhiên vấn đề là ngươi có thể cầm lên được. Ngươi, lúc này Trúc Lão bất mãn nhìn thoáng qua khổ hành giả. Ngươi có hết hay không? Khổ hành giả nhún vai, không nói gì. Lúc này Tả Thanh lần nữa xuất hiện ở trước mặt ba người, trong tay nàng nhiều hơn một bầu rượu màu tím. Tả Thanh mỉm cười, để bầu rượu xuống. Ba vị từ từ dùng. Khổ hành giả bấm tay điểm một cái, một nạp giới rơi vào trước mặt Tả Thanh, Tả Thanh thu hồi nạp giới, xoay người muốn rời đi. Nhưng lúc này khổ hành giả đột nhiên nói. Tả Thanh cô nương, hôm nay thần cư người đột nhiên cởi mở thiên niên tử, lại thông chi khắp nơi, có thể tiết lộ một chút, các ngươi là muốn làm gì hay không? Tả Thanh cười nói. Ba vị lập tức sẽ biết. Nói xong nàng không nói thêm gì, quay người rời đi. Khổ hành giả cầm bầu rượu lên rót ba chén. Trước mặc kệ bọn hắn, đến nếm thử rúp này. Dương Diệp nhẹ nhàng uống một ngụm. Vào miệng có mùi rượu, nhưng hơn nữa là một loại vị ngọt, còn kèm theo một chút cay. Chỉ như vậy, Dương Diệp hơi nghi hoặc, nhưng đúng lúc này,
trong cơ thể hắn tựa như có lửa mãnh liệt thiêu đốt, toàn bộ lục phủ ngũ tạng ở thời khắc này như bị đốt thành tro bụi. Sắc mặt Dương Diệp đỏ bừng, cố nén. Đối diện hắn, Trúc lão cùng khổ hành giả nhìn nhau cười cười, hai người không có để ý Dương Diệp, tiếp tục uống rượu, ăn thiên dựng quả. Khổ hành giả cắn một miếng thiên dựng quả, tham lam hít hít. Nếu như không phải sợ sát phong cảnh, ta thật muốn lấy ra đi bán. Khẳng định có thể bán đi một giá tiền tốt. Nói xong hắn nhìn về phía Trúc lão. Ta cảm thấy chúng ta ăn quả này, là trà đạp nó a. Trúc lão cắn một miếng thiên dựng quả, không có phản ứng khổ hành giả. Mà ở đối diện hai người, sắc mặt Dương Diệp càng ngày càng đỏ, không chỉ như thế, ở thời khắc này, huyết dịch toàn thân hắn càng trực tiếp sôi trào lên. Lúc này khổ hành giả nhìn thoáng qua Dương Diệp. Huyết mạch chi lực của hắn cũng không tệ lắm, tổ tiên hẳn là nhân vật khó lường, nhưng đáng tiếc, này cũng không tính là chuyện tốt. Tổ tiên quá mạnh, đối với ít người mà nói là chuyện tốt, bởi vì bọn họ có thể được lợi từ huyết mạch của tiên tổ. Nhưng đối với ít người mà nói xác thực là chuyện xấu, bởi vì bọn họ rất khó đột phá huyết mạch tiên tổ, cũng chính là nghịch chuyển huyết mạch. Dương Diệp đã có loại dấu hiệu này, nhưng cuối cùng có thể thành công hay không, ai cũng không biết. Huyết dịch toàn thân Dương Diệp ở thời khắc này tựa như bị kích phát, trực tiếp sôi trào lên. Dương Diệp ngồi ở trên ghế, gắt gao áp chế, nhưng không quản hắn áp chế như thế nào, huyết mạch trong cơ thể hắn cũng đang sôi trào, hơn nữa càng ngày càng sôi, giống như muốn nổ phá mạch máu. Dương Diệp nhìn về phía khổ hành giả và Trúc lão, khổ hành giả mỉm cười. Thiên niên tử này không đơn thuần là rượu, mặc dù không có chân quý như thiên dựng quả của ngươi, nhưng nó có một ít kỳ hiệu mà thiên dựng quả không có, huyết mạch của tiểu tử ngươi, lần này có thể nâng cao một bước. Thân thể Dương Diệp bắt đầu rung động, không chỉ như thế, những mạch máu dưới da vậy mà cũng lồi lên. Trong lòng Dương Diệp kinh hãi, vội vàng vận chuyển hồng mông tử khí trong cơ thể, những hồng mông tử khí kia dũng mãnh vào trong mạch máu. Theo hồng mông tử khí tiến vào, những máu kia dần dần bình tĩnh lại. Ước chừng hơn nửa canh giờ, Dương Diệp cảm giác huyết dịch trong cơ thể mình triệt để bình tĩnh lại, mà bây giờ, hắn vừa vận lực, quanh người hắn sẽ xuất hiện hồng mang nhàn nhạt. Dù cho xuất kiếm, hồng mang này cũng tồn tại. Chúc mừng! Lúc này khổ hành giả cười nói. Huyết mạch của ngươi đã đạt đến đỉnh phong, cũng chính là huyết mạch đỉnh phong của tiên tổ ngươi, nếu như ngươi có thể nghịch chuyển huyết mạch của hắn. Huyết mạch chi lực sẽ để cho ngươi lần nữa lột xác, khi đó ngươi mới có thể tính là cường giả chân chính. Dương Diệp cảm thụ huyết mạch của mình thoáng một phát, giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thân mình tràn đầy lực lượng. Mà cỗ lực lượng này, đến từ huyết mạch của hắn. Chiến. Giờ khắc này, Dương Diệp thật sự rất muốn cùng người chiến một trận, chiến đến long trời lở đất. Yên tĩnh một chút. Một bên, khổ hành giả cười nói. Tuy bây giờ huyết mạch của ngươi đạt đến đỉnh phong, huyết mạch chi lực trong đó bị ngươi kích phát hoàn toàn, nhưng ngươi còn không có chân chính nghịch chuyển huyết mạch của mình, hình thành huyết mạch riêng của mình, cho nên tuy thực lực của ngươi tăng cường một ít, nhưng cũng không phải mạnh như vậy. Dương Diệp tự nhiên biết lời của khổ hành giả, đối phương là muốn hắn ít xuất hiện một chút. Ở địa phương quỷ quái này, dù hắn nghịch chuyển huyết mạch của mình cũng phải ít xuất hiện. Dương Diệp bình phục lại tâm tình của mình. Sau đó lần nữa uống một ngụm thiên niên tử, rượu vào bụng, vẫn là cảm giác trước kia, nhưng lần này huyết mạch của hắn không có phát sinh biến hóa gì rồi. Khổ hành giả cười nói. Rượu này, lần thứ nhất uống chân quý nhất, đúng rồi, thần cư còn có một loại rượu, gọi vạn niên tử, nếu như ngươi có thể thu được, nói không chừng có thể trực tiếp nghịch chuyển huyết mạch. Nghe vậy, ánh mắt Dương Diệp sáng lên. Phải làm sao mới có thể lấy được? Không đúng. Bọn hắn bán thế nào? Khổ hành giả và Trúc lão cười cười, hai người không nói gì. Dương Diệp nhìn hai người. Không bán. Khổ hành giả gật đầu. Xác thực không bán, ta đã từng lấy thượng cổ chung đi đổi một ly cũng không đổi được. Rượu này, rất chân quý. Lúc này Trúc lão đột nhiên nói. Rượu này, bọn hắn chỉ đổi nhân tình, một ly một nhân tình, mà rượu này, chỉ cởi mở với những người bọn hắn cho rằng có tư cách. Ở trong ấn tượng của ta, đã từng có một người tới đây, uống một ly. Ai? Dương Diệp hỏi. Trúc lão cười cười, đang định nói. Ngay lúc này, Tả Thanh mang theo một trung niên đi tới lầu 2, sau khi đi vào lầu 2, bọn hắn cũng không dừng bước lại, mà tiếp tục đi lên. Bất quá ngay lúc này, nam tử bên cạnh Tả Thanh đột nhiên dừng bước,
quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, khi thấy Dương Diệp, hắn mỉm cười. Hồi lâu không thấy, lên lầu ba uống một chén. Bên cạnh nam tử, Tả Thanh kinh ngạc nhìn Dương Diệp. Dương Diệp. Tả Thanh cô nương, hôm nay thần cư người đột nhiên cởi mở thiên niên tử, lại thông chi khắp nơi, có thể tiết lộ một chút, các ngươi là muốn làm gì hay không? Tả Thanh cười nói. Ba vị lập tức sẽ biết. Nói xong nàng không nói thêm gì, quay người rời đi. Khổ hành giả cầm bầu rượu lên rót ba chén. Trước mặc kệ bọn hắn, đến nếm thử rốt này. Dương Diệp nhẹ nhàng uống một ngụm, vào miệng có mùi rượu, nhưng hơn nữa là một loại vị ngọt, còn kèm theo một chút cay. Chỉ như vậy, Dương Diệp hơi nghi hoặc, nhưng đúng lúc này, trong cơ thể hắn tựa như có lửa mãnh liệt thiêu đốt, toàn bộ lục phủ ngũ tạng ở thời khắc này như bị đốt thành cho bụi. Sắc mặt Dương Diệp đỏ bừng, cố nén. Đối diện hắn, Trúc Lão cùng khổ hành giả nhìn nhau cười cười, hai người không có để ý Dương Diệp, tiếp tục uống rượu, ăn thiên dựng quả. Khổ hành giả cắn một miếng thiên dựng quả, tham lam hít hít. Nếu như không phải sợ sát phong cảnh, ta thật muốn lấy ra đi bán. Khẳng định có thể bán đi một giá tiền tốt. Nói xong hắn nhìn về phía Trúc Lão. Ta cảm thấy chúng ta ăn quả này, là trà đạp nó a. Trúc Lão cắn một miếng thiên dựng quả, không có phản ứng khổ hành giả. Mà ở đối diện hai người, sắc mặt Dương Diệp càng ngày càng đỏ, không chỉ như thế, ở thời khắc này, huyết dịch toàn thân hắn càng trực tiếp sôi trào lên. Lúc này khổ hành giả nhìn thoáng qua Dương Diệp. Huyết mạch chi lực của hắn cũng không tệ lắm, tổ tiên hẳn là nhân vật khó lường, nhưng đáng tiếc, này cũng không tính là chuyện tốt. Tổ tiên quá mạnh, đối với ít người mà nói là chuyện tốt. Bởi vì bọn họ có thể được lợi từ huyết mạch của tiên tổ. Nhưng đối với ít người mà nói xác thực là chuyện xấu, bởi vì bọn họ rất khó đột phá huyết mạch tiên tổ, cũng chính là nghịch chuyển huyết mạch. Dương Diệp đã có loại dấu hiệu này, nhưng cuối cùng có thể thành công hay không, ai cũng không biết. Huyết dịch toàn thân Dương Diệp ở thời khắc này tựa như bị kích phát, trực tiếp sôi trào lên. Dương Diệp ngồi ở trên ghế, gắt gao áp chế, nhưng không quản hắn áp chế như thế nào. Huyết mạch trong cơ thể hắn cũng đang sôi trào, hơn nữa càng ngày càng sôi, giống như muốn nổ phá mạch máu. Dương Diệp nhìn về phía khổ hành giả và Trúc Lão, khổ hành giả mỉm cười. Thiên niên tử này không đơn thuần là rượu, mặc dù không có chân quý như thiên dựng quả của ngươi, nhưng nó có một ít kỳ hiệu mà thiên dựng quả không có, huyết mạch của tiểu tử ngươi, lần này có thể nâng cao một bước. Thân thể Dương Diệp bắt đầu rung động, không chỉ như thế. Những mạch máu dưới da vậy mà cũng lồi lên. Trong lòng Dương Diệp kinh hãi, vội vàng vận chuyển hồng mông tử khí trong cơ thể, những hồng mông tử khí kia dũng mãnh vào trong mạch máu, theo hồng mông tử khí tiến vào, những máu kia dần dần bình tĩnh lại. Ước chừng hơn nửa canh giờ, Dương Diệp cảm giác huyết dịch trong cơ thể mình triệt để bình tĩnh lại, mà bây giờ, hắn vừa vận lực, quanh người hắn sẽ xuất hiện hồng mang nhàn nhạt. Dù cho xuất kiếm, hồng mang này cũng tồn tại. Chúc mừng. Lúc này khổ hành giả cười nói. Huyết mạch của ngươi đã đạt đến đỉnh phong, cũng chính là huyết mạch đỉnh phong của tiên tổ ngươi, nếu như ngươi có thể nghịch chuyển huyết mạch của hắn, huyết mạch chi lực sẽ để cho ngươi lần nữa lột xác, khi đó ngươi mới có thể tính là cường giả chân chính. Dương Diệp cảm thụ huyết mạch của mình thoáng một phát, giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thân mình tràn đầy lực lượng. Mà cỗ lực lượng này, đến từ huyết mạch của hắn. Chiến. Giờ khắc này. Dương Diệp thật sự rất muốn cùng người chiến một trận, chiến đến long trời lở đất. Yên tĩnh một chút. Một bên, khổ hành giả cười nói. Tuy bây giờ huyết mạch của ngươi đạt đến đỉnh phong, huyết mạch chi lực trong đó bị ngươi kích phát hoàn toàn, nhưng ngươi còn không có chân chính nghịch chuyển huyết mạch của mình, hình thành huyết mạch riêng của mình, cho nên tuy thực lực của ngươi tăng cường một ít, nhưng cũng không phải mạnh như vậy. Dương Diệp tự nhiên biết lời của khổ hành giả, đối phương là muốn hắn ít xuất hiện một chút. Ở địa phương quỷ quái này, dù hắn nghịch chuyển huyết mạch của mình cũng phải ít xuất hiện. Dương Diệp bình phục lại tâm tình của mình, sau đó lần nữa uống một ngụm thiên niên tử, rượu vào bụng, vẫn là cảm giác trước kia, nhưng lần này huyết mạch của hắn không có phát sinh biến hóa gì rồi. Khổ hành giả cười nói. Rượu này, lần thứ nhất uống chân quý nhất. Đúng rồi, thần cư còn có một loại rượu, gọi vạn niên tử, nếu như ngươi có thể thu được, nói không chừng có thể trực tiếp nghịch chuyển huyết mạch. Nghe vậy, ánh mắt Dương Diệp sáng lên. Phải làm sao mới có thể lấy được? Không đúng, bọn hắn bán thế nào? Khổ
Khổ hành giả và Trúc lão cười cười, hai người không nói gì. Dương Diệp nhìn hai người. Không bán. Khổ hành giả gật đầu. Xác thực không bán, ta đã từng lấy thượng cổ chung đi đổi một ly cũng không đổi được. Rượu này, rất chân quý. Lúc này Trúc lão đột nhiên nói. Rượu này, bọn hắn chỉ đổi nhân tình, một ly một nhân tình, mà rượu này, chỉ cởi mở với những người bọn hắn cho rằng có tư cách. Ở trong ấn tượng của ta, đã từng có một người tới đây, uống một ly. Ai? Dương Diệp hỏi. Trúc lão cười cười, đang định nói. Ngay lúc này, Tả Thanh mang theo một trung niên đi tới lầu 2, sau khi đi vào lầu 2, bọn hắn cũng không dừng bước lại, mà tiếp tục đi lên. Bất quá ngay lúc này, nam tử bên cạnh Tả Thanh đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, khi thấy Dương Diệp, hắn mỉm cười. Hồi lâu không thấy, lên lầu 3 uống một chén. Bên cạnh nam tử, Tả Thanh kinh ngạc nhìn Dương Diệp. Dương Diệp. Không chỉ Tả Thanh, ngay cả khổ hành giả và Trúc lão cũng bị chấn kinh rồi. Ở thần cư này, người có thể lên lầu 3. Có thể nói, coi như là đời này của Tả Thanh. Cũng chưa từng thấy mấy lần người có thể. Lên lầu 3, phải nói, nàng đã cực kỳ lâu chưa thấy qua rồi. Mà trong hôm nay, nàng nhận được một mệnh lệnh, tiếp một người lên lầu 3. Người này, chính là người bên cạnh nàng. Mà bây giờ, đại nhân vật bên cạnh mình, rõ ràng mời một tiểu gia hỏa chỉ có chủ cảnh lên lầu 3. Kỳ thật Dương Diệp cũng có chút kinh ngạc, bởi vì người trước mặt này, hắn xác thực nhận thức. Người này đúng là hoang tộc tộc trưởng hoang đế, hắn thật không ngờ, đối phương cũng tới nơi này. Hoang đế. Bên cạnh Tả Thanh, hoang đế cười nói. Không đi sao? Dương Diệp cười cười. Đi đi. Bất quá ta ngay cả lầu 2 cũng thiếu chút nữa không có tư cách, đi lầu 3. Nói xong hắn nhìn về phía Tả Thanh. Hoàng đế cười nói. Chỉ là một cái lầu mà thôi, đi thôi. Nói xong, hắn xoay người lên lầu 3. Trước bàn rượu, Dương Diệp nhìn đám người khổ hành giả ôm quyền. Hai vị, xin phép vắng mặt một chút. Nói xong hắn đi theo. Lúc lên lầu 3, Tả Thanh muốn nói lại thôi, như nhận được mệnh lệnh gì. Nàng không có do dự, cung kính đi theo sau lưng Dương Diệp. Lầu 3 rất rộng rãi, nhưng chỉ có hai bàn rượu. Trên bàn rượu, đã chuẩn bị xong một bầu rượu, trừ lần đó ra, còn có một chút linh quả. Toàn bộ là kỳ chân dị quả, đương nhiên, so với thiên dựng quả còn kém một tí. Thần cư còn không có hào phóng đến tình trạng dùng thiên dựng quả chiêu đãi người. Thế giới này, chỉ có một người có thể hào phóng như vậy, cái kia chính là Tiểu Bạch. Dương Diệp và Hoàng đế ngồi đối diện nhau, Tả Thanh cung kính đứng ở một bên. Hoàng đế cũng không có bảo đối phương lui xuống. Hoàng đế khẽ cười nói. Không nghĩ tới người đến nơi này, để cho ta có chút bất ngờ. Dương Diệp nói. Ta cũng không nghĩ đến tiền bối sẽ tới nơi này. Hoàng đế uống một ngụm rượu, sau đó nói. Ta có thể tới nơi này, rất bình thường, người tới nơi này, lại có chút không bình thường. Như thế nào? Là hư linh tộc tộc trưởng mang ngươi tới. Nói xong hắn nhìn lướt qua bốn phía. Ta không có phát hiện sự hiện hữu của nàng, hơn nữa trên người ngươi có một cỗ lực lượng thần bí bao phủ. Dương Diệp lắc đầu. Hiện tại ở địa phương này, chỉ có một mình ta. Hoàng đế nhìn thoáng qua Dương Diệp, cười nói. Như vậy không tệ, đến mở mang kiến thức, tự mình học hỏi kinh nghiệm. Lại nói, hiện tại ngươi mạnh hơn trước không chỉ một chút. Hiện tại hoang doanh khả năng đã không phải đối thủ của ngươi rồi. Dương Diệp uống một hớp rượu, sau đó nói. Tiền bối để cho ta đến lầu 3 này, hẳn không chỉ vì nói với ta những thứ này chứ. Hoàng đế nói. Chuyện giữa hoàng tộc ta và Vĩnh Hằng quốc độ, sợ là phải có một chấm dứt. Dương Diệp không nói gì. Hoàng đế nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Được rồi, không nói những thứ này. Tìm ngươi đến, chủ yếu là muốn hỏi một sự kiện. Lúc trước người từ hoang tộc ta mang đi lôi trì, hiện tại như thế nào? Lôi trì. Dương Diệp có chút lúng túng, lúc trước hoàng đế dẫn hắn đi lôi trì luyện thể, nhưng hắn lén lút bảo Tiểu Bạch bứng cả lôi trì đi, việc này có chút không nói được a. Hoàng đế cười nói. Có tiểu gia hỏa kia ở đây, chúng đi theo ngươi, là phúc khí của chúng, cho nên lúc trước đối với hành động của các ngươi, ta cũng không có nhúng tay quản. Dương Diệp cười ngượng ngập. Chúng rất tốt. Hoàng đế khẽ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Dương Diệp do dự một chút,
sau đó hỏi. Tiền bối, chỗ này giống như rất đặc thù. Hoàng đế cười nói. Ngươi muốn hỏi cái gì? Dương Diệp nói. Còn xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Hoàng đế có chút trầm ngâm, sau đó nói. Thôi được, ngươi bây giờ, cũng coi như có tư cách biết rõ nơi đây. Nơi đây là thủy nguyên chi địa của Vĩnh Hằng Quốc Độ, cũng là thủy nguyên chi địa cuối cùng của một vũ trụ thượng đẳng. Cái cuối cùng. Dương Diệp nhíu mày. Hoàng đế cười nói. Là cái cuối cùng, ở thời kỳ thượng cổ, quả thật có rất nhiều vũ trụ không kém Vĩnh Hằng vũ trụ, nhưng cuối cùng không còn nữa. Cái chỗ này tương đối đặc thù, bởi vì ở chỗ này, có rất nhiều bảo vật nơi khác không có, ví dụ như vô biên thủy, ở thế giới bên ngoài sẽ không có, ngoại trừ vô biên thủy, còn có một chút tồn tại thần bí, một ít người hoặc vật ở thời kỳ thượng cổ, thậm chí thời kỳ sớm hơn lưu lại. Nói xong hắn khe khẽ gõ bàn. Có thể nói, ở chỗ này, chính là một bức ảnh thu nhỏ của vũ trụ vạn giới, phàm là gia tộc, người, thế lực, tông môn có thực lực, đều sẽ tới đây. Người ở nơi này nhìn thấy, ở thế giới bên ngoài đều cực kỳ ít ỏi, thậm chí cả một giới cũng không hẳn có vật như vậy tồn tại. Ở chỗ này, mỗi một người ở bên ngoài đều là hy hữu. Dương Diệp cười nói, ta không phải hy hữu à. Hoàng đế khẽ lắc đầu. Thực lực của ngươi bây giờ, không thể khinh thường. Đương nhiên, ngươi còn trẻ, còn có một giai đoạn phải đi. Dương Diệp đang muốn nói cái gì, lúc này dưới lầu truyền đến tiếng bước chân, rất nhanh, một trung niên mặc trường bào màu tím đi tới, Tả Thanh nhìn người nọ, vội vàng thi lễ, sau đó cung kính lui qua một bên. Trung niên nhìn thoáng qua Hoàng đế và Dương Diệp, sau đó một mình đi đến bàn bên cửa sổ, Tả Thanh vội vàng đưa tới một bình thiên niên tử. Các hạ là Hoàng đế. Lúc này trung niên kia đột nhiên mở miệng. Hoàng đế mỉm cười. Như thế nào? Trung niên nhìn về phía Hoàng đế. Có chút tò mò, một mực chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói các hạ, không ngờ hôm nay gặp được bản tôn. Hoàng đế cười nói. Các hạ là âm chủ của âm giới. Trung niên khẽ gật đầu. Phu nhân ta bị người giết ở trên cầu, thủ hộ giả không nói là ai, nhưng mà ta cảm thấy, người có thể nhẹ nhàng giết phu nhân ta. Cho dù ở địa phương này, cũng không phải rất nhiều, đương nhiên, hoàng đế ngươi khẳng định tính một cái. Âm phu nhân. Dương Diệp nhíu mày, nữ nhân trung niên này nói, là người ở trên cầu gây ra gió lạnh. Đối phương bị người giết. Hoàng đế lắc đầu, âm chủ khẽ gật đầu. Quấy dày. Hắn tự nhiên lựa chọn tin tưởng, cường giả giống như hoàng đế khinh thường nói láo, giết thì nói giết, không giết chính là không giết. Cường giả loại này. Cực kỳ có ngạo khí. Nhưng lúc này, âm chủ đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Trước khi phu nhân ta chết tiếp xúc qua ngươi, đúng không? Dương Diệp gật đầu. Thiếu chút nữa giết ta. Âm chủ nói. Nhưng nàng chết rồi, ngươi còn sống. Dương Diệp giang tay ra. Các hạ cảm thấy ta có thể giết nàng. Âm chủ nhìn Dương Diệp hồi lâu. Trưởng bối phía sau ngươi đâu? Ta đi theo ngươi rất lâu. Nhưng chưa hề phát hiện ngươi có người sau lưng. Dương Diệp nói. Một mình ta tới. Âm chủ mỉm cười. Ngươi không có năng lực kia. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tiễn đưa ta tới là một người tên Tiêu Giao Tử, cũng là một kiếm tu, hiện tại có thể ở Vĩnh Hằng Quốc Độ, nếu ngươi có nhu cầu có thể đi tìm hắn. Âm chủ liếc mắt nhìn Dương Diệp thật sâu, sau đó xoay người đi xuống lầu dưới, bất quá thời điểm đi đến bậc thang, hắn lại nói. Hy vọng ngươi không gạt ta, bằng không thì, chân trời góc biển, ta tất sát ngươi. Nói xong, hắn quay người đi xuống lầu. Sau khi âm chủ rời đi, hoàng đế cười nói. Ngươi nói láo rồi. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Ta không nói láo, hắn sẽ làm thịt ta. Hoàng đế cười cười, hắn nhìn về phía Tả Thanh ở cách đó không xa. Còn bao lâu bắt đầu? Tả Thanh nói khẽ. Sau một ngày, hoàng đế gật đầu. Vậy thì chờ một chút đi. Chờ cái gì? Dương Diệp hỏi. Hoàng đế cười nói. Thần cư đã lấy được một thần vật, tuy nhiên lại không giải được bí mật của món thần vật đó, cho nên mời người trong thiên hạ tới thử xem. Dương Diệp hỏi. Bọn hắn không sợ bị đoạt sao? Một bên, Tả Thanh nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Ha ha! Hoàng đế lắc đầu cười cười. Nếu như bị đoạt, vậy thì không phải thần cư rồi. Tiểu gia hỏa, người a, còn quá trẻ. Nói như thế nào nhỉ, hai người như ta liên thủ, có lẽ có thể cướp đi.
Tả Thanh nhìn thoáng qua Hoàng đế, đầu hơi thấp, không nói nhỉ. Lúc này Hoàng đế nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngươi cũng ở lại đây đi. Dương Diệp cười nói. Ta sợ là không có tư cách nha. Hoàng đế mỉm cười. Bí mật trên người ngươi, là nhiều nhất ta đã thấy, có lẽ ngươi có thể giải khai món thần vật đó, đây là một loại trực giác của ta. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Tiền bối, âm giới kia ở bên ngoài vĩnh hằng vũ trụ sao? Hoàng đế gật đầu. Ngoài vĩnh hằng vũ trụ còn có vạn giới, kỳ thật vĩnh hằng vũ trụ cũng thuộc về một phần tử của vạn giới, bất quá bọn hắn độc lập mình với ngoại giới. Đương nhiên, ta minh bạch ngươi muốn hỏi, cái gọi là vạn giới, có chút là minh, nhưng có chút là ám, kể cả hoang giới ta năm đó cũng là ám. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Biết rõ vì sao hiện tại hoang tộc ta cùng vĩnh hằng quốc độ còn chưa đánh nhau không? Dương Diệp lắc đầu. Hoàng đế cười nói. Bởi vì phải giải quyết chuyện tình vạn giới, bằng không thì, hai chúng ta đánh nhau, có người ngư ông đắc lợi sẽ không tốt. Còn có một điểm, năm đó sở dĩ hoang tộc ta rời vĩnh hằng quốc độ, nguyên nhân lớn nhất là linh tổ cuối cùng đứng ở bên vĩnh hằng quốc độ, mà nàng, đã đáp ứng một ít chuyện với những thế lực cường đại trong vạn giới. Chính là bởi vì những thế lực kia đột nhiên đứng thành hàng, hoàng tộc ta mới không thể không rời vĩnh hằng quốc độ. Dương Diệp nhìn thoáng qua hoàng đế nói rất bình tĩnh, giống như là một sự tình rất bình thường. Nhưng Dương Diệp cảm giác được, cái này rất không bình tĩnh, hiện tại đối phương đang cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm. Hoàng đế mỉm cười, nhẹ nhàng uống một ngụm linh trà. Lúc này đây, nếu bọn hắn dám ra tay, ta liền buông tha hoàng tộc. Để cho vạn giới chôn cùng hoang tộc ta. Hoàng đế năm đó, để cho thế nhân kiêng kỵ, nếu như không phải vì bảo toàn hoang tộc, năm đó người tham chiến đều đã chết. Vì bảo toàn hoang tộc, vị hoàng đế này không có ra tay, bởi vì nếu như hắn ra tay, hắn có thể giết chết tất cả mọi người, nhưng hoang tộc cũng chỉ còn lại mình hắn. Vĩnh hằng quốc độ. Theo âm chủ bước vào vĩnh hằng quốc độ, một ít thế lực âm thầm nhao nhao tìm kiếm tu tên là Tiêu Giao Tử. Đến cuối cùng, toàn bộ vĩnh hằng quốc độ đều đang tìm kiếm vị Tiêu Giao Tử này. Bởi vì âm chủ tìm vĩnh hằng chi chủ xin hỗ trợ. Mặt mũi của âm chủ, vĩnh hằng chi chủ vẫn phải cho. Ở trước vách núi không biết tên, có một kiếm tu nhìn vách núi kia, có chút xuất thần. Ở trên vách núi có một hàng chữ. Qua hồi lâu, kiếm trong tay kiếm tu đột nhiên ra khỏi vỏ, sau một khắc, trên vách núi lại thêm một hàng chữ. Nghìn năm kiếm đạo đã hết đầu, ai có thể địch thủ? Buồn. Mảnh vụn này, dịch thấu trong suốt. Từ ngoại hình đến xem, tướng mạo lúc trước của mảnh vụn này hẳn là một hạt. Châu. Lúc này, trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên ngẩng đầu, khi thấy mảnh vỡ kia, lông mày nàng lập tức nhíu lại. Mảnh vỡ nội đan. Bên ngoài Hồng Mông Tháp. Trên sân khấu, nam tử kia cười nói. Chư vị. Vật ấy chính là thần cư ta ngẫu nhiên đoạt được, theo chúng ta phân tích, mảnh vụn này có thể là một nội đan yêu thú, nhưng thần cư ta tra hết vạn giới, cũng không có tìm được loại yêu thú nào nội đan bộ dáng như thế. Nói. Xong hắn mỉm cười, chư vị ngồi ở đây, đều là người kiến thức rộng rãi, nếu như có người nhận thức được vật này, hơn nữa biết được bản thể yêu thú của vật này, thần cư ta nguyện ra một kiện siêu thần khí làm thù lao. Bên cạnh Dương Diệp. Khổ hành giả khẽ lắc đầu. Cảm giác có chút không bình thường. Như vậy là sao? Dương Diệp khó hiểu. Khổ hành giả nói. Nếu chỉ vì tìm chủ nhân của mảnh vỡ nội đan, bọn hắn lại nguyện ý ra một kiện siêu thần khí, ngươi cảm thấy bình thường sao? Dương Diệp lắc đầu. Là có chút không bình thường, bất quá những thứ này đều không liên quan gì tới chúng ta. Hắn cũng không nhận ra mảnh vỡ kia, mà chung quanh cũng không có ai đứng ra. Trên sân khấu, nam tử mỉm cười. Xem ra không ai nhận biết. Không sao, vì không để cho mọi người một chuyến tay không, hôm nay thần cư ta sẽ ở chỗ này đấu giá vài thứ tốt, chư vị hứng thú có thể lưu lại nhìn một chút. Nói xong, nam tử mang theo cái hộp quay người rời đi. Bên kia, Dương Diệp cũng chuẩn bị ly khai, lúc này khổ hành giả đột nhiên nói. Thế nào, không nhìn. Dương Diệp cười nói. Ta một nghèo hai trắng. Ở lại chỗ này nhìn cũng không có ý nghĩa gì. Khổ hành giả cười nói. Vậy ngươi đi trước đi, ta xem một chút có đồ vật mong muốn hay không. Dương Diệp ôm quyền. Cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Dương Diệp đi ra thần cư,
hắn không dừng lại ở đảo Thiên Đường, mà đi thuyền về lại cầu. Dương Diệp cũng không biết, trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên đã không thấy. Đảo Thiên Đường. Một tiểu nữ hài tiến vào thần cư, tiểu nữ hài đi tới lầu 2, tiếp theo đi tới lầu 3, không có người ngăn cản nàng. Ở lầu 3, nam tử mặc nguyệt tinh bào đột nhiên quay đầu, chỗ đó chẳng biết lúc nào đã đứng một tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này, dĩ nhiên chính là Kỳ Bỉ Thiên. Nam tử nhìn thoáng qua Kỳ Bỉ Thiên, hai mắt híp lại. Các hạ là ai? Kỳ Bỉ Thiên đi tới trước mặt nam tử, trên bàn còn đặt cái hộp kia. Kỳ Bỉ Thiên chỉ cái hộp. Các ngươi ở nơi nào lấy được? Nam tử cười nói. Ta có thể không trả lời không? Lúc này sau lưng Kỳ Bỉ Thiên nhiều hơn hai hắc y nhân. Kỳ Bỉ Thiên ngồi xuống. Ta ở lại chỗ này thời gian không nhiều lắm, cho nên ta hy vọng ta muốn biết, ngươi sẽ nói cho ta biết, sau đó ta mang cái hộp này đi. Nam tử khẽ nở nụ cười. Nguyên lai các hạ là tới cướp bóc. Nói xong hắn vỗ nhẹ nhẹ cái hộp kia. Cũng không biết các hạ có thực lực này hay không. Lúc này tay phải Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên vẽ một cái. Suy suy. Cách đó không xa, thân thể hai hắc y nhân kia trực tiếp vỡ ra, trong nháy mắt, thân thể hai người sụp đổ bể thành ít nhất hơn vạn khối. Bất quá linh hồn hai người vẫn còn, hiển nhiên Kỳ Bỉ Thiên hạ thủ lưu tình. Nhìn thấy một màn này, đồng tử nam tử kia bỗng nhiên co rụt lại, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Kỳ Bỉ Thiên không nhìn nam tử, nàng cầm cái hộp qua, mở ra nhìn mảnh vỡ, sau đó nói khẽ. 1/3. Nếu như có thể tề tụ hai mảnh khác, nội đan của nàng có thể ngưng tụ. Nói xong nàng nhìn về phía nam tử. Biết rõ tung tích hai mảnh khác không? Nam tử gắt gao nhìn Kỳ Bỉ Thiên. Ngươi biết lai lịch mảnh vỡ này. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên đứng lên. Không nên có thời gian lãng phí, không nên nói những thứ không có ý nghĩa này. Cho ta một đáp án. Lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên. Các hạ đến giật đồ như vậy, không tốt lắm đâu. Kỳ Bỉ Thiên ngồi xuống lại. Cái này vốn là của bạn ta chỉ tới giúp nàng cầm lại thứ thuộc về mình. Thanh âm kia nói. Vật ấy thần cư ta có thể tặng cho các hạ, bất quá có một điều kiện. Kỳ Bỉ Thiên đứng lên cười nói. Ngươi không có tư cách bàn điều kiện với ta. Lúc này một cây trường mâu xuất hiện ở trước mặt của Kỳ Bỉ Thiên. Toàn thân trường mâu đen kịt, ở trên trải rộng vết rạn. Kỳ Bỉ Thiên nhẹ nhàng sờ trường mâu một cái. Thiên mệnh chi lực, có chút ý tứ, nguyên lai là người đã giao thủ với thiên mệnh, bất quá. Nói đến đây, mi tâm nàng đột nhiên xuất hiện một chữ màu đỏ. Mệnh, trầm mặc một cái chớp mắt, thanh âm kia vang lên lần nữa. Thất kính, vật ấy các hạ tùy thời có thể mang đi. Kỳ Bỉ Thiên thu cái hộp, sau đó nói. Hai mảnh khác đâu? Thanh âm kia nói. Vật ấy ta ở dưới đáy vô biên hà đoạt được, còn hai mảnh khác, ta thật không biết. Kỳ Bỉ Thiên không có nói gì, ôm cái hộp quay người rời đi. Kỳ Bỉ Thiên đi rồi, nam tử kia lập tức thở dài một hơi, hắn nhìn hư không hỏi. Cư chủ, người này là ai? Trầm mặc một lát, thanh âm kia vang lên, người không thuộc về thời đại này. Nam tử còn muốn hỏi cái gì, nhưng chủ nhân của thanh âm kia đã triệt để biến mất. Dương Diệp quay về trên cầu, tiếp tục đi tới. Hiện tại hắn đã không định đi lung tung ở chỗ này, bởi vì hắn gặp Hoàng đế, mà Hoàng đế nói cho hắn biết, Hoàng tộc và Vĩnh Hằng quốc độ đại chiến sắp bắt đầu. Hắn hiện tại, nhất định phải nhanh quay về Cổ Kiếm Tông, sau đó an bài thoáng một phát, nghênh đón đại chiến kế tiếp. Đương nhiên, hắn đã nghĩ kỹ. Nếu như có thể mà nói, hắn nhất định sẽ ở sau lưng hung hãn đâm hồn giáo và các thế lực của Vĩnh Hằng quốc độ một đao. Dương Diệp gia tăng tốc độ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Dương Diệp ngừng lại, ở trước mặt hắn không xa, cũng chính là bên phải cầu, có một bình đài treo ở trên bầu trời. Trên bình đài có một truyền tống trận. Trong lòng Dương Diệp vui vẻ, đây chính là truyền tống trận đi ra. Dương Diệp vội vàng đi tới, nhưng đúng lúc này, một lão giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp bấm tay điểm một cái. Một nạp giới rơi vào trước mặt lão giả nhìn lướt qua nạp giới và hắn cùng một chỗ biến mất. Thân hình Dương Diệp run lên, trực tiếp rơi vào trên bình đài. Rất nhanh, truyền tống trận khởi động. Thời gian dần trôi qua, Dương Diệp dần dần hư ảo,
nhưng ngay lúc này, một luồng sáng từ cuối cầu kích xạ đến, sau một khắc, sắc mặt Dương Diệp đại biến, thân hình run lên, trực tiếp rời đi bình đài, quay về trên cầu. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa, một hắc y nhân đang kích xạ đến. Nhìn thấy hắc y nhân này, thần sắc Dương Diệp lập tức lạnh xuống. Cường giả hồn giáo. Hắc y nhân hắn này cũng không xa lạ gì, là một trong hai cường giả hồn giáo lúc trước đuổi giết hắn kia, hai người này đều là chủ cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Bất quá lúc trước, một tên trong đó bị tổ sư Cổ Kiếm Tông chém giết, hiện tại chỉ còn một tên. Mà Dương Diệp thật không ngờ, người của hồn giáo lại đuổi giết đến nơi này. Hắc y nhân kia đi vào trước mặt Dương Diệp, quanh người đã trải rộng hồn thể. Tay phải Dương Diệp nắm chắc, một thanh ý kiếm trống rỗng xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn đâm ra một kiếm. Một kiếm bình bình đạm đạm. Nhưng một kiếm bình bình đạm đạm ấy, lại làm cho hắc y nhân kia sắc mặt đại biến. Một kiếm này, cũng không phải nói uy lực lớn bao nhiêu, mà là trong kiếm này hàm xúc vừa đúng. Kỳ thật, này giống như một vị võ đạo tông sư cùng một người mới vừa học võ, đồng dạng một quyền. Ở trong tay võ đạo tông sư thi triển ra cùng trong tay người bình thường thi triển ra, tuyệt đối là không giống nhau. Ấn tượng của hắc y nhân đối với Dương Diệp vẫn còn ở vĩnh hằng quốc độ, bởi vậy giờ phút này Dương Diệp chém ra một kiếm, hắn chấn kinh rồi. Một kiếm đâm ra. Xuy. Những hồn thể trước tiên đi vào trước mặt Dương Diệp bị một kiếm này chấn thành hư vô, sau một khắc, Dương Diệp cầm kiếm nhẹ nhàng quét qua. Xuy. Một đạo kiếm quang hình bán nguyệt chấn động ra. Những nơi đi qua, hồn thể đều bị xé nứt thành hư vô. Hắc y nhân kia lui về sau trăm trượng, kéo ra khoảng cách với Dương Diệp. Xa xa, Dương Diệp cầm kiếm mà đứng. Phản pháp quy chân. Không, kiếm của hắn cũng không phải phản pháp quy chân, mà là bỏ tạp cầu thực. Hắn lúc trước, xuất kiếm quá tạp, có rất nhiều nhân tố ngoại giới, còn có một chút tâm lý ỷ lại, dù sao lúc trước hắn là có vô số thần khí nha. Nhưng bây giờ, hắn xuất kiếm cũng chỉ là xuất kiếm. Cách đó không xa, hắc y nhân kia quan sát Dương Diệp một chút. Phân biệt nhiều ngày, phải lau mắt mà nhìn. Dương Diệp không cùng nói nhảm với đối phương, hắn bước ra một bước này đi thẳng tới trước mặt hắc y nhân, kiếm ra như điện. Hắc y nhân không dám khinh thường, hai tay mãnh liệt chắp ở trước ngực, trong chốc lát, vô số hồn thể từ trong cơ thể hắn chấn động ra. Lực lượng hồn thể chấn về phía Dương Diệp cũng không tránh lui, cầm kiếm nhẹ nhàng quét qua, trong kiếm, đạo đạo kiếm quang dập dờn. Trong khoảnh khắc, những hồn thể kia bị kiếm quang xé tan thành phấn, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng lên. Lúc này Dương Diệp bước ra một bước, trong chốc lát, kiếm trong tay hắn trực tiếp hư ảo. Kiếm vực, lấy kiếm thành vực, một kiếm ra, những hồn thể quanh người đối phương trong nháy mắt kêu thảm thiết thê lương. Ngay sau đó, hắc bào của hắn nổ tung, còn có vô số linh hồn thể. Một thanh kiếm cắm ở trong ngực hắc y nhân, lực lượng cường đại chấn hắn bay ra ngoài nghìn trượng. Ngoài nghìn trượng, tay phải hắc y nhân vịn lấy thành cầu, giờ phút này hắn đã không còn áo bào che phủ, là một trung niên, ở trước ngực hắn, ý kiếm vẫn tồn tại, máu tươi không ngừng từ miệng vết thương tràn ra. Thanh kiếm này, tự thành một vực, vừa rồi hắn hết toàn lực. Nhưng vẫn không ngăn được thanh kiếm này. Khục. Trung niên lau máu tươi ở khóe miệng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Không giống a. Nói xong đột nhiên hắn rút ý kiếm ra, sau một khắc, thân thể hắn nổ tung, cùng lúc đó, một cỗ lực lượng linh hồn kinh khủng giống như núi lửa bộc phát quét về phía Dương Diệp. Tự bạo. Hơn nữa còn tự bạo linh hồn. Mạng sống. Trung niên rất rõ ràng, hắn không có khả năng sống. Dương Diệp lúc này đã không phải Dương Diệp khi trước, hắn muốn chạy trốn, căn bản không thực tế. Vì vậy hắn lựa chọn Ngọc Thạch Câu Phần. Cường giả chủ cảnh nhị phẩm tự bạo, tự nhiên không phải chuyện đùa. Cách đó không xa, Dương Diệp không có chủ quan, hắn lui về phía sau một bước, hai tay của hắn giơ lên, rất nhanh, một thanh ý kiếm ngưng tụ thành, kiếm hư ảo, sau một khắc, Dương Diệp cầm kiếm mãnh liệt đánh xuống. Xuy, một kiếm rơi xuống. Cỗ lực lượng linh hồn kinh khủng kia bị Dương Diệp bổ ra, lực lượng linh hồn tán về bốn phía, bất quá thời điểm tiếp xúc tới vô biên thủy thì biến mất vô tung vô ảnh. Tuy cổ lực lượng linh hồn này rất mạnh, nhưng so với vô biên thủy, lại có chút chưa đủ nhìn rồi, rất nhanh, những lực lượng linh hồn kia ảnh hưởng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Trên cầu,
Dương Diệp buông tay ra, ý kiếm biến mất không thấy gì nữa. Dương Diệp lìn lướt qua bốn phía, sau đó xoay người đi đến truyền tống đài, bất quá khi hắn muốn đi vào truyền tống đài, một lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là lão giả trước kia. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả. Như thế nào? Lão giả lạnh nhạt nói. Các hạ không thể đi ra ngoài. Dương Diệp nhíu mày. Vì sao? Lão giả lắc đầu. Bên ngoài có người không muốn cho các hạ ra ngoài, đối phương gia thù lao chúng ta không thể cự tuyệt, cho nên các hạ không thể đi ra ngoài. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không ra tay với các hạ. Người ở phía ngoài. Dương Diệp khẽ nở nụ cười. Hồn giáo, Vĩnh Hằng Quốc Độ, không đúng, bọn hắn vốn là một phe. Lão giả lạnh nhạt nói. Những thứ này lão hủ không biết, nhiệm vụ của lão hủ chẳng qua là không cho các hạ ly khai nơi đây mà thôi. Dương Diệp nhìn lão giả. Nếu như ta muốn đi ra ngoài thì sao? Lão giả nói. Ngươi có thể thử xem. Dương Diệp đang muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một giọng nói. Dương Tiểu Huynh. Dương Diệp quay đầu, người tới chính là Khổ Hành Giả. Khổ Hành Giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, cười nói. Không nghĩ tới ngươi ở nơi này, ta vừa vặn có chuyện tìm ngươi, chuyển sang nơi khác tâm sự. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, hai người quay người rời đi. Phía sau hai người, lão giả kia nhìn thoáng qua Dương Diệp, im lặng không nói. Sau khi ly khai truyền tống đài gần trăm dặm, Khổ Hành Giả thấp giọng thở dài. Dương Tiểu Huynh nhất quyết không thể xúc động. Dương Diệp nói. Vì cái gì? Khổ Hành Giả khẽ lắc đầu. Tiểu Huynh đệ ngươi đối với bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Chính ngươi ngẫm lại. Thế lực có thể ở địa phương này thành lập truyền tống trận, sẽ là thế lực bình thường sao? Truyền tống trận này liên thông bên ngoài, độ khó kiến tạo vượt xa ngươi tưởng tượng. Mới vừa rồi, nếu như ngươi động thủ, chẳng khác nào là đang cho bọn hắn lý do, cho bọn hắn lý do động thủ với ngươi. Bọn hắn không thể tùy tiện động thủ. Dương Diệp khó hiểu. Khổ Hành Giả gật đầu. Ở trên cầu, bọn hắn không thể tùy tiện động thủ, bởi vì bọn họ thuộc về thế lực bản thổ nơi này. Ở chỗ này có một chút quy củ, những quy củ kia ước thúc bọn hắn. Dương Diệp trầm giọng nói. Trước kia âm phu nhân động thủ với ta. Khổ Hành Giả cười khổ. Thứ nhất, nàng không phải người địa phương, là người ngoại lai, nàng không cần tuân thủ quy củ nơi này. Thứ hai, lão ca ta nói rõ ràng một chút, âm phu nhân là phu nhân của âm giới chi chủ, bản thân là một phương cự phách, mà ngươi ở trong mắt người khác, sợ là một chút phân lượng cũng không có. Cho nên thời điểm âm phu nhân ra tay với ngươi, phía trên tuyệt đối mở một con mắt nhắm một con mắt, còn nữa, âm phu nhân cũng không có giết ngươi. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Ta hiểu rồi. Quy củ kỳ thật cũng nhìn người, ở dưới cùng một loại quy củ, người không giống nhau, bị đãi ngộ tuyệt đối không giống nhau. Dương Diệp cũng không biết, lúc ấy sau khi Kỳ Bỉ Thiên giết âm phu nhân. Sau đó phẫn nộ nói, chính là vì nguyên nhân này. Trên cầu, Dương Diệp trầm giọng nói. Ta phải nhanh chóng đi ra, ta sợ bọn họ đối phó Cổ Kiếm Tông ta. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Khổ Hành Giả. Tiền bối có biện pháp nào không? Khổ Hành Giả trầm mặc một lát, sau đó nói. Người có ba con đường, thứ nhất, đánh ra, con đường này đơn giản trực tiếp nhất, đương nhiên, ta cảm thấy ngươi không có thực lực này, thứ hai. Chính là để cho bọn hắn thả ngươi ra ngoài, cho ra chỗ tốt mà bọn hắn không thể cự tuyệt, ví dụ như ngươi dùng siêu thần khí đi đổi, đương nhiên, phỏng chừng ngươi sẽ không làm như vậy. Thứ ba, Dương Diệp hỏi, Khổ Hành Giả cười khổ, cũng là khó khăn nhất, đi tố cáo bọn hắn, hoặc là gây náo loạn cực kỳ lớn, này có thể thành công hay không, quyết định ở người sau lưng ngươi đủ cường đại hay không, bởi vì ngươi náo. Ngươi đi tố cáo, kết quả khả năng chính là bọn họ quyết tâm giết chết ngươi. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Trước tố cáo, không tố cáo được ta liền náo, nếu thật sự không được, ta liền đánh ra. Nói xong hắn hít sâu một hơi. Đều muốn giết ta đúng không, cũng tốt, sát ý cũng nên tăng lên rồi. Dương Diệp rất rõ ràng, lúc này đây, tuyệt đối là các thế lực của Vĩnh Hằng Quốc Độ và Hồn Giáo dở trò quỷ. Đối phương biết hắn ở chỗ này, sau đó muốn nhốt hắn lại. Tâm giết hắn vẫn không nguôi. Được Khổ Hành Giả dẫn dắt, Dương Diệp đi tới một địa phương tên là Thiên Điện. Thiên Điện này,
tương đương với địa phương quản sự, chịu trách nhiệm xử lý một ít tranh chấp. Dù sao ở địa phương này, phía trên vẫn có rất nhiều người không hy vọng nơi đây trở thành chiến trường, cái này không phù hợp lợi ích của bọn hắn. Vì vậy thì có một thiên điện như vậy xuất hiện. Thiên điện theo cầu xây lên, treo lơ lửng ở trên vô biên thủy. Hai người tới trước thiên điện, rất nhanh, một lão giả xuất hiện ở trước mặt hai người, lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp. Dương Diệp. Dương Diệp có chút kinh ngạc. Các hạ nhận ra ta. Lão giả lạnh nhạt nói. Nô gây qua ngươi, ngươi là vì truyền tống trận mà đến. Dương Diệp gật đầu. Lão giả khẽ lắc đầu. Việc này thiên điện ta không lẫn vào, đi đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Vì cái gì? Lúc này Dương Diệp đột nhiên hỏi. Lão giả dừng bước lại. Ngươi nên biết. Dương Diệp cười nói. Thế nào, thế lực của Vĩnh Hằng Quốc Độ đã có thể chi phối nơi này sao? Lão giả quay người nhìn thoáng qua Dương Diệp. Thế lực của Vĩnh Hằng Quốc Độ không thể chi phối nơi đây, nhưng nhiều khi, bán bọn hắn một chút mặt mũi, với chúng ta mà nói, không có chỗ xấu. Nói thẳng thắn hơn, ngươi không có mặt mũi, mà bọn hắn có, hiểu chưa? Nói xong, hắn quay người biến mất ngay tại chỗ. Bên cạnh Dương Diệp, Khổ Hành giả lắc đầu. Xem ra Vĩnh Hằng Quốc Độ bỏ ra vốn liếng rất lớn. Ngay cả thiên điện cũng lựa chọn không lẫn vào chuyện của ngươi. Dương Diệp cười cười. Xem ra ta không có lựa chọn khác rồi. Khổ Hành giả trầm giọng nói. Dương Tiểu Huynh, ngươi không nên vọng động, ta xem như đã nhìn ra, bọn hắn rất hy vọng ngươi nháo sự, nếu như ngươi nháo sự. Bọn hắn vừa vặn có cớ đối phó ngươi. Dương Diệp cười nói. Tiền bối, ngươi còn không nhìn ra sao. Mặc kệ ta nháo sự hay không, bọn hắn cũng sẽ đối phó ta. Hiện tại sở dĩ còn không có ra tay với ta, có thể là Vĩnh Hằng Quốc Độ và Hồn Giáo muốn tự mình ra tay, hoặc bọn hắn còn không có nói xong lợi ích, hoặc vì cái gì khác, nhưng mặc kệ là cái gì, kết quả sau cùng là bọn hắn nhất định sẽ động thủ với ta. Khổ Hành giả do dự một chút. Sau đó thấp giọng thở dài. Vấn đề này, hắn đã nhìn ra không tầm thường, toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc Độ đều đang nhắm vào Dương Diệp. Dương Diệp cười cười. Tiền bối, cáo từ, chúng ta có duyên gặp lại. Nói xong, Dương Diệp quay người biến mất. Trong tràng, Khổ Hành giả khẽ lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp đã đi ra thiên điện, hắn đến bên cạnh cầu, nhìn vô biên thủy phía dưới, Dương Diệp trầm mặc. Hắn hiện tại nên như thế nào? Đánh ra. Nói thật, hắn không có thực lực kia. Chớ nhìn thực lực của hắn bây giờ đã được tăng trưởng thật to, nhưng phải biết, bây giờ hắn đối mặt là những người nào. Không đánh ra, ở lại chỗ này tiếp tục tu luyện. Ngay lúc này, trước mặt Dương Diệp không xa, xuất hiện một hắc y nhân. Hắc y nhân đi tới trước mặt Dương Diệp, nhìn Dương Diệp ôm quyền. Các thế lực của Vĩnh Hằng Quốc Độ còn có Hồn Giáo. Đã bắt đầu ra tay với Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hắc Y Nhân. Ngươi là ai? Hắc Y Nhân lắc đầu. Việc này các hạ không cần biết. Tối đa hai ngày sau, nếu các hạ không ra ngoài, Cổ Kiếm Tông sẽ không còn tồn tại. Nói xong, Hắc Y Nhân quay người biến mất. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc như trước. Sau khi Hắc Y Nhân rời đi, đi tới thần cư, ở lầu thứ ba, Hắc Y Nhân nhìn trung niên quỳ một chân xuống. Tộc trưởng, đã báo tin tức cho hắn biết. Người trước mắt này đúng là hoàng đế. Hoàng đế khẽ gật đầu. Đi xuống đi. Hắc y nhân quay người biến mất. Hoàng đế đi tới bên cửa sổ, nhìn cây cầu kia mỉm cười. Náo đi, gây càng lớn càng tốt. Hoàng đế lúc nào cũng chơi trò hề bất nhập lưu như vậy. Lúc này một giọng nói vang lên. Chỉ nghe thanh âm, không thấy người đâu. Hoàng đế lắc đầu. Ta cũng không tính toán hắn, chẳng qua là nói cho hắn biết âm mưu của Vĩnh Hằng Quốc Độ và Hồn Giáo, còn làm như thế nào, tất cả ở hắn. Ngươi cảm thấy hắn sẽ làm như thế nào? Thanh âm kia hỏi. Hoàng đế cười nói. Theo ta hiểu biết về hắn, hắn nhất định sẽ náo. Thực lực của hắn chưa đủ. Thanh âm kia nói. Không có thực lực náo loạn. Hoàng đế lắc đầu. Cái này không có quan hệ gì tới ta. Thanh âm kia trầm mặc. Phía dưới, trên cầu. Dương Diệp đi về phía truyền tống trận. Ra ngoài. Trên cầu, Dương Diệp cầm kiếm đi tới, khóe miệng của hắn lộ ra dáng tươi cười. Quân cờ. Hắn biết, lúc này đây, Dương Diệp hắn đã trở thành quân cờ của những người khác,
không chỉ là quân cờ, còn là con cờ thí trong mắt một số người. Hắn có hai lựa chọn, kỳ thật chỉ có một lựa chọn, bởi vì không quản hắn có động thủ hay không, người ta cũng nhất định sẽ động thủ, nếu như vậy, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới trước truyền tống đài. L. Rất nhanh, một lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Thực lực của lão giả này, ở trong mắt Dương Diệp không yếu hơn hồn giáo giáo tôn chút nào, thậm chí còn mạnh hơn đối phương nữa. Cường giả chủ cảnh đỉnh phong. Lão giả nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp cười nói. Có thể để ta đi ra không? Lão giả lắc đầu. Cơ không được. Dương Diệp nhếch miệng cười cười. Vậy ta bước qua thi thể của ngươi đi ra. Nói xong, Dương Diệp đã biến mất ngay tại chỗ. Cách đó không xa, tay phải của lão giả khẽ nâng lên, trong nháy mắt, không gian trước mặt hắn vỡ ra, trong nháy mắt đó, kiếm của Dương Diệp vừa vặn đâm vào. Thoáng qua, không gian khép lại. Ầm, ý kiếm trong tay Dương Diệp biến thành bột mịn, nhưng lúc này, không gian quanh người Dương Diệp nứt ra, sau một khắc, không gian như muốn chiếm đoạt Dương Diệp. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp lui về phía sau một bước, quanh người hắn, vô số kiếm quang và kiếm ý xuất hiện. Phương Thốn kiếm vực. Trong nháy mắt, không gian chung quanh Dương Diệp bị xé rách, bất quá rất nhanh, không gian khôi phục bình thường. Nhưng đúng lúc này, lão giả kia đưa tay nhẹ nhàng nhấn về phía Dương Diệp. Ầm. Không gian trước mặt Dương Diệp lõm vào, một cỗ lực lượng cường đại đẩy Dương Diệp lui hơn trăm trượng. Còn chưa kết thúc, lão giả đột nhiên xông lên, sau một khắc, một cỗ lực lượng cường đại thổi quét qua. Hai bên cầu, Vô Biên Thủy bị cỗ lực lượng này chấn khởi lên từng cơn sóng gợn. Xa xa, sau khi Dương Diệp dừng chân, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại, hai tay giơ cao khỏi đầu, trong tay hắn, một thanh kiếm ngưng tụ. Sau một khắc, hai mắt Dương Diệp mở ra, sau đó mãnh liệt đánh xuống. Lấy kiếm thành vực. Ầm. Hai bên cầu, những Vô Biên Thủy kia trực tiếp vén lên, mặc dù không cao, chỉ không đến nửa trượng, nhưng cái này đã cực kỳ khủng bố rồi. Trên cầu, theo tiếng nổ vang lên, lão giả kia thả ra lực lượng lập tức nổ bể, lão giả thì bị chấn đến ngoài trăm trượng. Một kiếm rơi xuống, Dương Diệp cũng không dừng tay, chân phải đạp mạnh, cả người bắn nhanh ra như điện. Cùng lúc đó, ở quanh người hắn, đột nhiên bay ra vô số phi kiếm do kiếm ý ngưng tụ thành. Lúc này đây, lão giả kia không dám chủ quan chút nào, hắn tâm niệm vừa động, rất nhanh, một tấm thuẫn đen nhánh xuất hiện ở trước mặt, sau một khắc. Tấm chắn biến ảo, huyễn hóa thành thiết giáp thật dày bao phủ chung quanh hắn. Vô số kiếm rơi xuống. Bành 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 bành. Theo từng tiếng nổ không ngừng vang lên, lão giả kia cả người mang thuẫn liên tục lùi lại, bất quá kiếm của Dương Diệp không có khả năng phá vỡ tấm chắn của hắn. Mấy tức sau, Dương Diệp ngừng lại, nhưng lúc này, một tấm thuẫn đen nhánh lại như thiểm điện tấn công tới. Dương Diệp cầm kiếm đâm một cái. Ầm. Một kiếm này cứng rắn bức ngừng tấm chắn. Đúng lúc này, lão giả kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, lão giả vung quyền đánh vào trên tấm chắn. Ầm. Một cỗ lực lượng cường đại chấn động ra, ý kiếm trong tay Dương Diệp run lên kịch liệt, sau một khắc, bản thân hắn bị chấn liên tiếp lùi ra sau mười mấy trượng. Lão giả kia muốn xuất thủ lần nữa, nhưng ngay lúc này, Dương Diệp bước tới trước mặt hắn, cùng lúc đó, kiếm quang lấp lóe. Kiếm vực. Phát giác được lực lượng trong kiếm của Dương Diệp, lão giả không dám khinh thường, vội vàng thúc giục tấm thuẫn nghênh đón. Kiếm rơi xuống. Ầm. Tấm chắn run lên, ngay sau đó rạn nứt, mà lão giả thì cả người mang thuẫn bay ra ngoài. Dương Diệp cũng không dừng tay, bước về phía trước một bước, lần nữa đâm tới, cùng lúc đó, quanh người hắn, vô số ý kiếm bắn ra, những ý kiếm này tựa như kiếm vũ lập tức bao phủ lão giả lại. Rầm 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 rầm. Trên cầu, từng tiếng nổ không ngừng vang lên, mà lão giả kia thì liên tục lùi lại, mấy hơi sau, hắn đã lùi trọn vẹn mấy ngàn trượng. Mà tấm thuẫn trong tay lão giả đã sớm phá thành mảnh nhỏ. Rốt cuộc, theo một tiếng nổ vang lên, tấm thuẫn trong tay lão giả nổ bể ra, hóa thành mảnh vỡ rơi lả tả đầy trời. Không có tấm thuẫn, trong nội tâm lão giả hoảng hốt, muốn kéo dài khoảng cách với Dương Diệp. Nhưng đã chậm. Kiếm của Dương Diệp rất nhanh. Rất chính xác, càng cực kỳ mạnh. Lúc này đây, kiếm của Dương Diệp rơi xuống, lão giả kia chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể lão giả cuồn cuộn quét ra,
cỗ khí tức này tựa như cuồng phong đón nhận một kiếm kia của Dương Diệp. Kiếm rơi xuống. Xuy. Trên cầu vang lên âm thanh nứt vỡ, sau một khắc, Dương Diệp đã xuất hiện ở sau lưng lão giả. Dương Diệp hít sâu một hơi, kiếm trong tay lúc rõ lúc hư. Một hơi sau. Xuy. Sau lưng Dương Diệp, thân thể lão giả kia tách ra, máu phun như suối. Xa xa, Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, kiếm đâm vào mặt đất. Khiêng đi, người kế tiếp. Đánh ra. Dương Diệp rất rõ ràng, hắn không có khả năng chỉ giết một người là có thể bình yên. Rời đi. Các thế lực của Vĩnh Hằng Quốc Độ sẽ không để cho hắn thoải mái như vậy. Mà bây giờ, hắn đã giết người này, không cần phải nói, thế lực phía sau người này khẳng định sẽ không để cho hắn bình yên đi ra ngoài. Cừu hận gì đó, nhiều khi chính là như vậy, kéo một chút sẽ giống như cầu tuyết, sau đó càng ngày càng nhiều. Bất quá hắn cũng không có cách nào, hắn không có quá nhiều lựa chọn. Chém giết cường giả chủ cảnh đỉnh phong. Tuy hắn cũng bị thương, nhưng lần này Dương Diệp lại có cảm giác không giống, bởi vì lúc này đây, hắn không có sử dụng bất kỳ ngoại vật nào, ngay cả bí pháp cũng không. Lúc này đây, hắn dựa vào là thực lực chân chính của mình. Đương nhiên, cái này chẳng qua là bắt đầu, bởi vậy hắn không có buông lỏng. Theo thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, chung quanh một mảnh yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Dương Diệp cười nhẹ. Các ngươi không ra, ta sẽ đi. Nói xong hắn đi đến truyền tống đài. Hắn còn chưa đi tới truyền tống đài, sau lưng hắn xuất hiện một nam tử. Dương Diệp dừng bước lại, quay người nhìn về phía nam tử kia, cười nói. Ta còn tưởng các ngươi không ra chứ. Nam tử nhìn thoáng qua thi thể của lão giả cách đó không xa, sau đó nói. Chủ cảnh chém giết chủ cảnh đỉnh phong, hơn nữa không dùng bất kỳ ngoại vật nào, khó trách các thế lực của Vĩnh Hằng Quốc Độ kiêng kỵ ngươi, ngươi đáng để bọn họ kiêng kỵ. Dương Diệp cười nói, ta không có hứng thú với cái này, ta cảm thấy hứng thú là, nếu như ta giết ngươi, phía sau ngươi còn có người đi ra không? Nam tử gật đầu, còn. Dương Diệp giang tay ra. Vậy vì sao các ngươi không cùng đi ra? Không nên từng bước đi ra đơn đấu, chịu chết sao? Nam tử vỗ nhẹ nhẹ mặt của mình. Ở chỗ này lăn lộn, đúng là vẫn còn cần thể diện, cho nên ngươi không thấy được sao? Xuất thủ đối phó ngươi, đều ở phạm vi chủ cảnh. Nếu như trên chủ cảnh, coi như giết ngươi, chúng ta cũng sẽ bị thế lực khác nhạo báng. Dương Diệp cười nói. Nguyên lai là cần thể diện, đúng rồi, các thế lực của Vĩnh Hằng Quốc Độ cho các ngươi điều kiện gì? Ta thật sự có chút tò mò. Nam tử lắc đầu. Đây là chuyện tình của cấp trên, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là ngăn cản ngươi rời đi nơi này. Đương nhiên, hiện tại thay đổi rồi. Bây giờ nhiệm vụ là đánh chết ngươi, bởi vì ngươi giết người của chúng ta, hiện tại, coi như Vĩnh Hằng Quốc Độ thả ngươi đi, chúng ta cũng sẽ không đáp ứng. Dương Diệp trừng mắt nhìn. Ta rất sợ a. Xa xa, khóe miệng nam tử hơi cuộn lên, bất quá dáng tươi cười rất lạnh. Trong tay hắn, đột nhiên nhiều hơn một cây trường thương. Bất quá ngay lúc này, Dương Diệp quỷ dị biến mất, sau một khắc, Dương Diệp đã ở trước mặt của nam tử kia. Kiếm ra. Nhưng lúc này, thương trong tay nam tử kia cũng như thiểm điện đâm ra. Trực chỉ ngực Dương Diệp. Tuy Dương Diệp xuất thủ trước, kiếm cũng mau, nhưng nam tử kia cũng không chậm, đối phương hậu phát chế nhân, hơn nữa thương lại dài, bởi vậy nam tử rất có tự tin, hắn tự tin một phát này của mình sẽ bức lui Dương Diệp, sau đó nắm tiên cơ. Nhưng theo một thanh âm thân thể xé rách vang lên, nam tử bối rối. Dương Diệp cũng không có trốn. Một trường thương chuẩn xác không sai đâm vào trước ngực, cái này còn chưa kết thúc, Dương Diệp còn chủ động tới gần, làm cho thương đâm sâu hơn một chút. Đương nhiên, sau khi tĩnh hồn lại sắc mặt nam tử lập tức kịch biến. Bất quá lúc này, hắn nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười, sau một khắc, gương mặt tươi cười kia có chút lệch vị, cuối cùng càng ngày càng lệch. Nguyên lai không phải khuôn mặt tươi cười lệch, mà là đầu hắn đã rời cổ của mình. Đầu của nam tử cứ như vậy bay ra ngoài. Sau đó rơi vào trong vô biên thủy. Trên lầu ba của thần cư, hoàng đế nhìn một màn này kia, đột nhiên hắn vỗ tay, trong mắt không che giấu tán thưởng chút nào. Rất có ý tứ, ta vẫn còn có chút xem nhẹ quyết đoán của hắn. Vừa rồi thực lực của nam tử kia kỳ thật không thua lão giả trước đó, thậm chí còn mạnh hơn một ít, nhưng Dương Diệp và lão giả kia đánh nửa ngày, lại cùng nam tử chỉ giao thủ một chiêu.
Nguyên nhân chủ yếu là lựa chọn của Dương Diệp, thời điểm Dương Diệp đối mặt nam tử, đánh là xuất kỳ bất ý, hắn lựa chọn dùng tổn thương đổi mạng, đây tuyệt đối là nam tử kia không nghĩ tới, đương nhiên, có thể thành công, là vì kiếm của Dương Diệp quá nhanh, quá mạnh. Còn có một điểm không thể xem nhẹ, chính là nhục thể của hắn có thể để cho hắn thừa nhận một thương này, nếu như hắn chẳng qua là kiếm tu bình thường, vừa rồi một thương kia, đủ để đánh nhục thể hắn rách tả tơi, lúc kia đừng nói dùng tổn thương đổi mạng, mà là chịu chết. Còn có một điểm là, lúc trước ý nghĩ của nam tử và Dương Diệp là hoàn toàn khác biệt, ý nghĩ của Dương Diệp là phân sinh tử, hắn muốn giết người, mà ý tưởng của nam tử tuy cũng muốn giết người, nhưng hắn tự tin. Hắn không muốn vừa lên liền giết người, hoặc có lẽ là, hắn không nghĩ mình có thể giết người, cho nên đã làm xong chuẩn bị đánh lâu dài. Nhưng Dương Diệp không cho hắn cơ hội. Trên cầu, Dương Diệp ngồi dưới đất, thân thể dựa vào lan can, trước ngực hắn, máu tươi không ngừng tràn ra. Dương Diệp nhìn thoáng qua thi thể của lão giả kia và nam tử, rất thất vọng, bởi vì trên tay hai người này không có nạp giới. Nói cách khác, hắn không có chiến lợi phẩm. Hắn có chút hối hận vừa rồi quá bạo lực. Bởi vì bảo bối của hai người này khẳng định đều giấu ở trong đầu, hắn đánh đối phương thần hồn câu diệt, những bảo bối kia của đối phương vô cùng có khả năng đi theo hủy hết. Đây là phương thức chứa đựng đặc hữu của cường giả chủ cảnh. Không có nạp giới, thì không có tiếp tế rồi. Dương Diệp nhìn trước mặt mình, ở trước mặt hắn chỉ còn lại có 12 viên giới tinh, mỗi một lần chiến đấu, hắn đều phải tiêu hao 3 viên. Chớ nhìn vừa rồi hắn giết người giết thống khoái như vậy, kỳ thật tiêu hao là rất lớn. Lúc trước, hắn chưa bao giờ cần phải cân nhắc vấn đề huyền khí, cũng không cần cân nhắc vấn đề thương thế, nhưng bây giờ, hắn đều phải cân nhắc. Dương Diệp cầm lấy 3 viên giới tinh thôn phệ, 3 viên giới tinh này, là dùng để chữa thương, trừ lần đó ra, hắn còn cần cầm 2 viên giới tinh bổ sung huyền khí của mình. Nói cách khác, hắn còn lại 7 viên giới tinh. 7 viên. Dương Diệp hít sâu một hơi, thu giới tinh vào, hắn nhìn cuối chân trời, cười nói, thời gian này qua, thật sự hoài niệm hai tiểu gia hỏa kia a. Tiểu Bạch, Nhị Nha, các ngươi cố gắng chơi, chờ ta giải quyết xong chuyện nơi đây sẽ trở về với các ngươi. Nói xong Dương Diệp đứng lên, trước ngực hắn, miệng vết thương vẫn còn, một thương vừa rồi, nếu như nam tử phản ứng nhanh một chút, không có giật mình, đối phương vẫn có năng lực hủy diệt thân thể hắn. Thậm chí để cho hắn mất mạng. Đáng tiếc, đối phương ngây ra một lúc, sau đó hắn để đối phương ngây ngàn đời. Cao thủ quyết đấu, thắng bại chỉ trong nháy mắt. Dương Diệp dựa vào lan can, hắn không có chọn rời đi, bởi vì hiện tại hắn căn bản không có khả năng ly khai. Ở chỗ không xa đứng một người, một lão giả mặc áo gai. Lão giả đầu chọc, sau lưng mang một khối cự thạch hình vuông, toàn thân ngăm đen, mà ở dưới chân lão giả. Là một đôi giày gai, mép giày đã bị mài rất mỏng, trên đó còn có mấy cái lỗ rách. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả, hắn căn bản không biết lão nhân này xuất hiện lúc nào. Xuất hiện không có dấu hiệu nào. Đây không phải cường giả chủ cảnh, mà là trên chủ cảnh. Lão giả đầu chọc nhìn thoáng qua Dương Diệp, mỉm cười. Chậm rãi chữa thương, không vội, ta chờ ngươi chữa khỏi tổn thương. Thần sắc Dương Diệp ngưng trọng trước đó chưa từng có. Trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên đang đá bóng đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn thoáng qua bên ngoài, trầm mặc. Lúc này Lôi Lâm thở phì phò chạy tới trước mặt Kỳ Bỉ Thiên. Tiểu Kỳ tỷ tỷ, bọn hắn khi dễ ca ca. Kỳ Bỉ Thiên khẽ gật đầu. Ta biết. Lôi Lâm chảy nước mắt. Kỳ Bỉ Thiên nhẹ nhàng vuốt đầu nhỏ của Lôi Lâm, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bên ngoài Hồng Mông Tháp. Trên cầu. Sau nửa canh giờ, thương thế của Dương Diệp cơ bản đã tốt lắm rồi. Dương Diệp đứng lên, hắn nhìn về phía lão giả đầu chọc. Không phải nói cần thể diện sao, như thế nào, trên chủ cảnh cũng tới. Lão giả đầu chọc khẽ lắc đầu. Tiểu huynh đệ nói đùa, tiểu huynh đệ thực lực kinh người, theo chúng ta phân tích, trong chủ cảnh, sợ là cơ bản không ai có thể chống lại tiểu huynh đệ. Tiếp tục phái chủ cảnh đến, bất quá là chịu chết. Dương Diệp khẽ gật đầu. Có chuyện này muốn thỉnh giáo một chút. Lão giả đầu chọc đi tới trước mặt Dương Diệp. Tiểu huynh đệ có di ngôn gì, hoặc có lời gì muốn lưu cho thân nhân, cứ việc nói, ta tận lực làm được. Dương Diệp cười nói. Cũng không có gì, chỉ muốn biết trên chủ cảnh vậy cảnh giới gì.
tiền bối có thể giải thích một chút không? Lão giả đầu chọc cười nói. Nguyên lai là cái này, trên chủ cảnh là mệnh cảnh. Mệnh cảnh? Dương Diệp nhíu mày. Ý gì? Lão giả đầu chọc cười nói. Cái gọi là đại đạo mệnh cảnh, kỳ thật là một lời nói hư vô mờ mịt, mà sở dĩ xưng mệnh cảnh, là vì bản thân đã cường đại đến có thể cảm nhận được thiên mệnh tồn tại. Nếu như ngươi có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó, thì đã đạt tới mệnh cảnh. Dương Diệp lại hỏi. Cảm nhận được thì như thế nào? Lão giả đầu chọc lắc đầu. Cảm nhận được, sẽ cách nó gần hơn một bước. Nói xong hắn nhìn về phía Dương Diệp. Chúng ta không có ý cuốn vào ân oán giữa Vĩnh Hằng Quốc Độ và ngươi, bất quá Vĩnh Hằng Quốc Độ ra giá rất cao, đối phương không chỉ ra một cổ tệ, còn thêm một hồn tệ, cái giá tiền này, chúng ta thật không thể cự tuyệt. Đương nhiên, chúng ta cũng biết, bọn hắn ra giá cao như vậy, nhất định là có chút không bình thường, hoặc có lẽ là, phía sau ngươi còn có thế lực gì, hoặc người nào đó, bất quá không sao, mặc kệ phía sau ngươi có cái gì, sau khi giết ngươi, chúng ta nguyện ý tiếp nhận hết thảy hậu quả. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, hắn hít sâu một hơi, sau đó nói. Tiểu Kỳ, nếu như ta chết rồi, xin hỏa táng xác ta, hơn nữa nói cho Tiểu Bạch và Nhị Nha biết, ta đi một chỗ rất xa, đợi sau khi các nàng lớn lên, ta sẽ trở lại tìm các nàng, nhờ vả. Tự tin, Dương Diệp xác thực không có lòng tin có thể chiến thắng lão giả đầu chọc trước mắt. Bởi vì thực lực của lão giả đầu chọc này, tuyệt đối là loại cấp bậc như hồn giáo giáo chủ. Cường giả loại này, thật sự không phải cảnh giới của hắn bây giờ có thể chống lại. Cho nên đây không phải chuyện tự tin hay không tự tin. Dương Diệp cầm kiếm mà đứng, ở trong mắt hắn, không sợ hãi chút nào. Chiến! Cho dù người trước mắt này lại mạnh, vậy thì thế nào? Dương Diệp hắn dám đánh một trận, Dương Diệp xuất thủ. Một thanh kiếm lóe lên. Nhanh hơn tia chớp. Nhưng lúc này, tay phải của lão giả đầu chọc đột nhiên duỗi ra. Sau đó nắm chắc. Cái nắm chắc này, trực tiếp cầm lấy ý kiếm trong tay Dương Diệp. Dùng tay nắm kiếm. Lực lượng cường đại trên thân kiếm, ở thời khắc này căn bản không có cách phóng ra, đều bị lão giả đầu chọc cầm chặt. Lúc này tay phải của lão giả đầu chọc có chút dùng sức. Ý kiếm trong tay Dương Diệp nổ bể ra, hóa thành hư vô. Mà lực lượng cường đại sinh ra kia càng làm cho Dương Diệp bị chấn bay ra ngoài ngàn trượng. Dương Diệp rơi xuống đất. Cầu khẽ run lên, mà trong miệng Dương Diệp, một ngụm máu tươi chậm rãi tràn ra. Lão giả đầu chọc mỉm cười. Uy lực kiếm này không tệ, không tệ. Đáng tiếc, còn thiếu một chút. Nói xong, lão giả đầu chọc bước ra một bước. Xa xa, đồng tử của Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại. Sau một khắc, hai tay của hắn giơ kiếm mãnh liệt chém xuống. Trên cầu, một đạo năng lượng mãnh liệt bộc phát ra. Những năng lượng này, toàn bộ đều do kiếm khí biến thành. Theo năng lượng bộc phát, một nhân ảnh tùy theo bay ra ngoài. Đúng là Dương Diệp. Lão giả không có tiếp tục ra tay, hắn nhìn nhìn lòng bàn tay của mình, ở trong lòng bàn tay hắn, có một vết kiếm nhàn nhạt. Chứng kiến vết kiếm này, thần sắc lão giả có chút ngưng trọng. Loại cảnh giới này của Dương Diệp, theo đạo lý mà nói là không thể tổn thương được hắn. Nhưng bây giờ... Dương Diệp xác thực làm hắn bị thương rồi. Lão giả đầu chọc ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Tạo nghệ kiếm đạo của ngươi không hợp cảnh giới này. Xa xa, Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, cười nói. Đáng tiếc vẫn không có tác dụng gì, không phải sao? Lão giả đầu chọc lắc đầu. Ngươi có thể để ý kiếm làm tổn thương ta, cái này đã vô cùng ghê gớm rồi. Đáng tiếc, còn chưa đủ, còn chưa tới cực hạn của ngươi, đương nhiên đã rất tốt. Nói xong, tay phải lão giả đầu chọc đột nhiên nắm chắc, sau một khắc, hắn cách không đấm ra một quyền. Một đấm ra, vô biên thủy lập tức nhấc lên cao mấy trượng. Trước mặt Dương Diệp, không gian rung động, thoáng qua, một cỗ lực lượng cường đại từ trong không gian chấn động ra. Dương Diệp không lùi mà tiến tới, bước ra một bước, sau một khắc, cả người hắn hư ảo, thoáng qua, vô số kiếm khí và kiếm ý từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Phương Thốn kiếm vực, suy 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 suy. Trên cầu, từng thanh âm làm cho da đầu người tê dại không ngừng vang lên. Bốn phía Dương Diệp, một cỗ lực lượng vô hình bị xé rách. Mấy tức sau, trên cầu lần nữa khôi phục bình thường. Xa xa, lão giả đầu chọc kia khẽ gật đầu, chậm rãi đi về phía Dương Diệp.
chiêu này của ngươi không tệ, rõ ràng phá một quyền này của ta, nói thật, ngươi để cho ta thật bất ngờ. Nói xong, hai tay lão giả đầu chọc đột nhiên vung lên, vô biên thủy đột nhiên rung động, rất nhanh, hai dòng nước chảy phóng lên trời, bay tới trên không đỉnh đầu của lão giả đầu chọc, sau một khắc, hai dòng nước tựa như hai mũi tên nhọn kích bắn về phía Dương Diệp. Dương Diệp không dám khinh thường, lần nữa thi triển ra phương thốn kiếm vực. Xuy, phương thốn kiếm vực xuất hiện, một dòng nước trong đó nổ bể ra, tán rơi xuống dưới cầu, nhưng một dòng nước khác tiến quân thần tốc, xuyên qua ngực Dương Diệp. Cả người Dương Diệp té bay ra ngoài. Mà trong nháy mắt bay rớt ra ngoài kia, hai thanh phi kiếm do ý kiếm ngưng tụ thành đột nhiên xuất hiện ở hai bên của lão giả đầu chọc, hai thanh phi kiếm trực tiếp chém về phía cổ của lão giả đầu chọc. Lão giả đầu chọc khẽ lắc đầu, hai tay đưa ra, sau đó nhẹ nhàng chấn động. Rầm rầm, hai thanh ý kiếm nổ vỡ ra, hóa thành hư vô. Xa xa, Dương Diệp rơi xuống đất, ở trước ngực hắn có một lỗ máu này chính là dòng nước kia gây ra. Dòng nước kia, trực tiếp xuyên thủng cả người hắn. Dương Diệp cưỡng ép đứng lên, mà xa xa, lão giả kia cũng không có xuất thủ, với hắn mà nói, thắng bại đã được quyết định từ lâu. Hắn hiện tại, chẳng qua là muốn nhìn cực hạn của Dương Diệp. Bởi vì Dương Diệp có thể ở loại cảnh giới này làm hắn bị thương, cái này để cho hắn kinh ngạc và tò mò. Lão giả chậm rãi đi tới trước mặt Dương Diệp mấy trượng, hắn bấm tay điểm một cái, một viên tử tinh tinh rơi vào trước mặt Dương Diệp. Chữa thương đi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía lão giả mỉm cười. Ta biết, này còn chưa tới cực hạn của ngươi, đến để cho ta nhìn xem cực hạn của ngươi. Mèo vờn chuột. Dương Diệp nghĩ tới cái từ này, một số thời khắc, thời điểm mèo bắt được chuột, sẽ không trực tiếp ăn tươi, mà không ngừng trêu đùa, đây là một loại tâm lý cường giả trêu đùa người yếu. Không thể phủ nhận, hiện tại hắn là con chuột bị trêu đùa. Dương Diệp cười nhẹ, hắn cũng không tiếp viên tử tinh tinh kia, hắn đứng lên, nhìn về phía lão giả. Ngươi muốn xem cực hạn của ta, sao không tự áp chế cảnh giới đến chủ cảnh. Kể từ đó, ngươi không phải có thể chứng kiến cực hạn của ta sao? Tự áp chế cảnh giới. Lão giả đầu chọc nhíu mày, như đang suy. Nghĩ. Lúc này Dương Diệp cười nói. Thế nào, các hạ sợ sau khi tự áp chế cảnh giới bị ta giết chết? Lão giả đầu chọc nói. Ngươi không cần sử dụng phép khích tướng. Dương Diệp nhún vai. Ngươi cứ tự nhiên. Lão giả đầu chọc nhìn thoáng qua Dương Diệp, cười nói. Được. Ta tự áp chế cảnh giới đánh với ngươi một trận. Nói xong, khí tức của lão giả đầu chọc bắt đầu biến yếu, thời gian dần trôi qua, từ mệnh cảnh rơi xuống chủ cảnh, bất quá là chủ cảnh đỉnh phong. Như vậy đủ chưa? Lão giả đầu chọc cười nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đủ rồi. Nói xong kiếm ra. Một kiếm này, ra không có dấu hiệu nào, ra mây bay nước chảy. Nhưng theo hai tay của lão giả đầu chọc chặp lại. Một kiếm này của hắn bị lão giả đầu chọc kẹp lấy, kiếm ở trong tay lão giả đầu chọc tựa như bị định trụ, căn bản không có cách nhúc nhích. Lão giả đầu chọc nhìn thoáng qua Dương Diệp. Chỉ như vậy. Nói xong, hai tay hắn mãnh liệt dùng sức. Ý kiếm nổ bể ra, mà Dương Diệp thì bị đánh bay. Lúc này đây, lão giả đầu chọc không có dừng tay, chân phải hắn nhẹ nhàng điểm một cái, cả người tựa như mãnh hổ vồ mồi nhào về phía Dương Diệp. Tay phải thành chộp, quanh người xuất hiện một yêu thú hư ảo. Trong chớp mắt, hắn đi tới trước mặt Dương Diệp, một chảo rơi xuống. Khí thế của một chảo này vô cùng cường đại, trực tiếp chấn cây cầu rung động, có địa phương càng xuất hiện khe hở. Dương Diệp không dám khinh thường, thân thể của hắn lập tức hư ảo, vô số kiếm ý và kiếm khí cuồn cuộn quét ra. Phương thốn kiếm vực. Nhưng khi chảo rơi xuống, những kiếm khí cùng kiếm ý kia của hắn trong nháy mắt hóa thành hư vô. Chảo tiến quân thần tốc, trực tiếp vỗ vào ngực của Dương Diệp. Bất quá ngay lúc này, ý kiếm trong tay Dương Diệp đâm vào trước ngực của lão giả đầu chọc, nhưng... cả người Dương Diệp cong lại bay ra ngoài. Mà trước ngực lão giả đầu chọc lông tóc không hư hại. Giờ khắc này, áo gai của lão giả đầu chọc lộ ra tướng mạo sẵn có, này căn bản không phải quần áo thông thường, mà là một thần khí vô hạn tiếp cận siêu thần khí. Loại thần khí này ở trong tay lão giả đầu chọc, uy lực kỳ thật không thua siêu thần khí ở trong tay Dương Diệp. Tuy phẩm cấp của nó không cao bằng siêu thần khí, nhưng cũng phải xem sử dụng nó là người nào. Lúc này đây,
Dương Diệp lấy thương đổi thương không thành công. Lão giả đầu chọc vỗ nhẹ nhẹ trước ngực mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Lấp mệnh đổi mệnh, ý tưởng rất tốt, nhưng đáng tiếc, ta mặc thần khí vô hạn tiếp cận siêu thần khí. Xa xa, Dương Diệp nhìn thân thể của mình, trước ngực hắn, xuất hiện một dấu móng tay rất lớn, đây không phải chảo người, mà là chảo thú, ở viền ngoài dấu tay, thân thể dạn nứt hình mạng nhện. Toàn thân đều là tổn thương. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía lão giả đầu chọc, cho dù đối phương tự hạ cảnh giới, vẫn cường đại như vậy. Lão giả đầu chọc đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trên đỉnh đầu Dương Diệp, thời điểm Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, hắn chỉ thấy được một yêu thú hư ảo lao về phía hắn. Uy áp cường đại để cho hắn nghẹt thở. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, trong tay hắn, một thanh ý kiếm ngưng tụ. Sau một khắc, ý kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên hư ảo. Lấy kiếm thành vực, kiếm của Dương Diệp đột nhiên đâm lên một cái. Trên cầu, theo một tiếng nổ vang, lão giả kia ngưng tụ thành yêu thú hư ảo phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau một khắc, nó trực tiếp nổ bể ra. Trên không trung, một nhân ảnh vội vàng thối lui, sau đó vọt đến hơn trăm trượng. Nhân ảnh này, đúng là lão giả đầu chọc kia. Lão giả đầu chọc cúi đầu nhìn tay phải của mình. Lòng bàn tay phải có một vết kiếm sâu đậm, trừ lần đó ra, cả cánh tay phải hắn đã trải rộng vết rạn. Một kiếm kia, nếu như không phải hắn thu tay lại nhanh, cánh tay này của hắn khả năng liền phế đi. Lão giả đầu chọc nhìn về phía Dương Diệp, khóe miệng hơi cuộn lên. Kinh hỉ, vô cùng kinh hỉ, không nghĩ tới, ngươi còn có chiêu này không tệ, đã tạo thành uy hiếp với ta hiện tại. Ngươi, ngay lúc này, Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, trên đỉnh đầu lão giả đầu chọc, một thanh kiếm thẳng tắp rơi xuống. Kiếm vực, lấy kiếm thành vực. Khóe miệng lão giả đầu chọc nổi lên vẻ dữ tợn, hắn cũng không có tránh né một kiếm này, mà hai tay hợp lại. Trong tràng, không gian bỗng nhiên run lên. Hai tay của lão giả đầu chọc trực tiếp kẹp lấy kiếm của Dương Diệp. Bất quá lúc này đây, hắn không hề nhẹ nhàng như vậy, thanh kiếm kia rung động kịch liệt. Lực lượng cường đại không ngừng chấn động hai tay hắn. Giờ khắc này, lão giả đầu chọc có chút hối hận. Hắn đánh giá thấp lực lượng trong kiếm. Lần này, hắn lâm vào cục diện rất lúng túng. Không vào được, càng không lui được. Đúng lúc này, quanh người Dương Diệp, mạch máu đột nhiên rung động. Sau một khắc, ý kiếm xuất hiện tia máu. Huyết mạch chi lực. Xuy. Hai tay lão giả trực tiếp nứt ra. Theo một tiếng nổ vang. Cả người Dương Diệp bay ra ngoài. Xa xa, lão giả đầu chọc đã khôi phục cảnh giới bình thường. Trên cầu, Dương Diệp trọn vẹn bay ra gần ngàn trượng mới dừng lại. Sau khi dừng lại, Dương Diệp lảo đảo, trực tiếp lăn dưới đất, chỗ thân thể lăn qua, máu tươi nhuộm đỏ. Đáng tiếc. Lúc này trong lòng Dương Diệp có chút đáng tiếc, bởi vì vừa rồi một kiếm kia, hắn thiếu chút nữa thì được như ý. Đáng tiếc, vào lúc cuối cùng. Lão nhân kia khôi phục cảnh giới, thực lực đã thay đổi về chất. Chênh lệch quá xa. Xa xa, lão giả đầu chọc nhìn trước ngực mình, ở trước ngực hắn có cũng vết máu, đó là kiếm tạo thành. Vết kiếm. Vừa rồi một chớp mắt kia, nếu như hắn không khôi phục cảnh giới, hắn không tiếp nôi, hắn sẽ bị một kiếm phân thây. Lão giả đầu chọc ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Không thể không nói, ngươi làm cho lão phu quá ngoài ly ý muốn. Dương Diệp mỉm cười. Ngươi cũng để cho ta ngoài ý muốn, đương nhiên, cũng không phải quá ngoài ý muốn. Lão giả đầu Uy chọc cười nói. Ta nói rồi, ta sẽ tự áp chế cảnh giới bước ra cực hạn của ngươi, nhưng chưa nói muốn dùng chủ cảnh cùng ngươi quyết nhất tử xê khiến. Không phải sao? Dương Diệp nhún vai. Chúng ta không cần nói nhiều, đến đây đi. Lão giả đầu chọc khẽ gật đầu. Cũng nên kết thúc. Nói xong, tay phải khẽ nâng lên. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình từ trong lòng bàn tay chấn động ra, không chỉ như thế, hai bên cầu, có mấy đạo vô biên thủy phóng lên trời, sau đó kích bắn về phía Dương Diệp. Còn chưa kết thúc, lão giả đầu chọc đã biến mất tại chỗ. Lúc này đây, lão giả đầu chọc không muốn nương tay. Theo từng đạo lực lượng cường đại xuất hiện, cầu bắt đầu rung động. Đối diện, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Lùi lại. Không. Hắn không thể lui được nữa. Chiến. Hắn chỉ có thể lựa chọn chiến. Trong tay Dương Diệp, ý kiếm dần dần rung động, rất nhanh,
ý kiếm trở nên hư ảo. Lúc này mấy mũi tên nước cùng một cỗ lực lượng cường đại đã cuốn tới. Kiếm ra. Trong tay Dương Diệp đâm ra một kiếm này đâm ra, mấy mũi tên nước bị bức ngừng, nhưng theo lão giả đầu chọc kia đi tới trước mặt của Dương Diệp, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp bao phủ hắn. Ầm, kiếm vỡ, người bay. Cùng lúc đó, mấy mũi tên nước vốn bị kiếm vực của Dương Diệp bức dừng kích xạ qua, sau một khắc, thân thể Dương Diệp cương cứng, ở trước ngực hắn xuất hiện mấy lỗ máu. Lão giả cũng không dừng tay, đấm ra một quyền. Xa xa. Ầm. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh vào bụng của Dương Diệp, cả người hắn cong lại bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Ầm. Dương Diệp nện xuống đất, toàn bộ mặt cầu run lên kịch liệt. Thần cư. Ở trong lầu ba, hoàng đế nhìn Dương Diệp, khóe miệng nổi lên dáng tươi cười nghiền ngẫm. Còn không ra tay, hắn sẽ chết. Kỳ thật không chỉ thần cư, giờ phút này trong âm thầm, cũng có thật nhiều thế lực nhìn phía dưới. Chiến đấu trên cầu quá kịch liệt, đã kinh động đến vô số thế lực. Trên cầu, lão giả đầu chọc lưng đeo tảng đá đi về phía Dương Diệp, xa xa, Dương Diệp nằm trên mặt đất, ở dưới người hắn, máu tươi như nước suối tuôn ra. Xung quanh mấy trượng đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhưng lúc này, lão giả kia đột nhiên ngừng lại, bởi vì cách đó không xa Dương Diệp chậm rãi bỏ lên, sau khi hắn bỏ dậy, tựa vào thành cầu, trong tay hắn là một thanh ý kiếm chống đất. Lão giả đầu chọc nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngươi còn có chiêu gì sao? Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng. Thật giống như không có rồi. Lão giả đầu chọc cười nói. Cho nên chuẩn bị đi chết rồi sao? Dương Diệp lắc đầu. Đột nhiên nghĩ đến, giống như còn có một chiêu. Nói xong, Dương Diệp nhếch miệng cười cười, sau một khắc, quanh người hắn đột nhiên nổi lên hỏa diễm. Đốt hồn. Nhìn thấy một màn này. Hai mắt lão giả đầu chọc hơi híp lại, hắn thật không ngờ, Dương Diệp lại chọn đốt hồn. Đốt hồn, chính là một tia sinh cơ cũng không để lại cho mình. Thần cư, hai mắt hoàng đế híp lại, hắn cũng không nghĩ đến, Dương Diệp vậy mà chọn trực tiếp đốt hồn, người phía sau hắn không ra tay sao. Hoàng đế hơi nghi hoặc. Trên cầu, hỏa diễm trên người Dương Diệp càng lúc càng thịnh, lúc này đây, hắn không nói đùa, mà là làm thật. Hắn thật sự đang đốt hồn của mình. Cho dù chết, hắn cũng phải chết có tôn nghiêm. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, giờ khắc này, hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện, rất nhiều người. Trước kia từng màn không ngừng hiện lên ở trong đầu hắn. Sự thực là hắn rất muốn sống, bởi vì hắn có rất nhiều không bỏ xuống được. Nhưng khi không thể không chết, vậy cũng không có cách nào, hắn rất thản nhiên, mặc dù có chút tiếc nuối, có chút bận tâm. Nhưng hết thảy đều đã tận sức. Bởi vì cho dù hắn không có ở đây, Hồng Mông Tháp cũng sẽ không rơi vào tay lão giả đầu chọc, càng sẽ không rơi vào hồn giáo cùng các thế lực của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Như vậy là đủ rồi. Dương Diệp nắm kiếm trong tay thật chặt, giờ khắc này, hắn cảm giác ý thức của mình có chút mơ hồ, hắn biết, thời gian đến, hiện tại hắn không ra tay, chính là thật đang tự sát. Đột nhiên hắn có chút mong đợi một kiếm này của mình. Bởi vì một kiếm này, tuyệt đối là một kiếm mạnh nhất trong cuộc đời hắn. Trên cầu, lão giả đầu chọc chậm rãi nắm lại hai đấm, có chút đề phòng 307. Tuy hắn rất tự tin, nhưng sẽ không tự đại, thiếu niên trước mắt này, cho hắn rất nhiều ngoài ý muốn, hắn không muốn mình lật thuyền trong mương. Lão giả đầu chọc muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, cách đó không xa, hỏa diễm quanh người Dương Diệp đột nhiên biến mất, cùng lúc đó, Dương Diệp chậm rãi té xuống. Bất quá ngã rất chậm, cho đến hắn nhẹ nhàng nằm trên mặt đất. Hai mắt lão giả đầu chọc híp lại, hắn nhìn về phía bên phải, nơi đó chẳng biết lúc nào đang ngồi một tiểu nữ hài. Nhìn thấy nữ hài này, thần sắc của lão giả đầu chọc ngưng trọng trước nay chưa từng. Có. Tiểu nữ hài này, tự nhiên chính là Kỳ Bỉ Thiên. Lúc này một nữ hài cột hai bím tóc sừng dê đột nhiên xuất hiện ở trên cầu, rất nhanh, tiểu cô nương này chạy tới bên người Dương Diệp. Khi thấy thảm trạng của hắn, tiểu nữ hài không khỏi khóc lên, tiểu nữ hài tóc sừng dê này đúng là Lôi Lâm. Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp nằm dưới đất, sau đó nói. Hắn còn chưa có chết, khóc gì chứ? Lôi Lâm lau nước mắt, sau đó hai tay vẫy một cái, một cỗ lôi điện chi lực cường đại bao phủ Dương Diệp, sau một khắc, nàng dẫn Dương Diệp vào trong Hồng Mông Tháp. Sau khi Dương Diệp tiến vào Hồng Mông Tháp, cả Hồng Mông Tháp lập tức sôi trào. Giờ khắc này,
sinh linh trong Hồng Mông Tháp mới phát hiện, nguyên lai trong lúc bất tri bất giác, Dương Diệp ở trong lòng bọn họ đã có vị trí rất trọng yếu. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, trên cầu, Kỳ Bỉ Thiên đi tới vị trí nguyên lai của Dương Diệp, tại đó, Dương Diệp đã không thấy, nhưng mà vết máu vẫn còn ở đó. Rất nhiều máu. Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Ta giống như nuốt lời. Lão giả đầu chọc phòng bị nhìn Kỳ Bỉ Thiên. Các hạ đến tột cùng là người phương nào? Kỳ Bỉ Thiên cũng không để ý lão giả đầu chọc, nàng ngồi xổm xuống, nhìn vũng máu kia hồi lâu, sau đó khóe miệng hơi cuộn lên. Kỳ thật đã đủ rồi, ta không nên dùng tiêu chuẩn của ta đi đối đãi hắn, này có chút không công bình, cuối cùng thời đại không giống nhau nha. Nói đến đây, nàng đứng lên, sau đó quay đầu nhìn về phía lão giả đầu chọc. Kỳ thật ngay từ đầu ta không có nghĩ qua sẽ xuất thủ. Nhưng khi hắn đốt hồn, ta biết, hắn không có gửi gắm hy vọng trên thân người khác nữa. Hắn đã cố gắng hết sức của mình, hắn cũng chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Ta cảm thấy, hắn đã làm được cực hạn của mình. Yêu cầu của ta đối với hắn, cũng không phải muốn hắn có bao nhiêu ưu tú, mà là muốn hắn tận hết sức, làm đến cực hạn của mình là được. Mà hắn cũng làm được. Sau đó thì sao? Lão giả đầu chọc đột nhiên khẽ nở nụ cười. Không thể không nói, hắn xác thực làm được cực hạn của mình, hắn có thể dùng chủ cảnh cùng ta chiến lâu như vậy, xác thực rất khó được. Nhưng ta muốn hỏi các hạ, sau đó thì sao? Có ý nghĩa sao? Không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn vẫn sẽ chết, không phải sao? Kỳ Bỉ Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nhiều khi, ta không quá thích ra tay, bởi vì trong mắt của ta, ta ra tay, thật sự là có chút khi dễ người, hơn nữa, ta đối với các ngươi. Thật không có bất kỳ hứng thú, tựa như một con voi, nó sẽ không có hứng thú với một con kiến. Nghe vậy, thần sắc của lão giả đầu chọc lập tức băng lạnh xuống. Khẩu khí của các hạ thật lớn. Kỳ Bỉ Thiên cười nói. Thế nhưng ta phát hiện, các ngươi thật sự rất quá đáng. Các ngươi không để cho hắn ra ngoài, hắn giết người của các ngươi phái người càng lợi hại hơn đến, sau đó bị hắn giết, lại phái người càng lợi hại hơn, ân, chính là ngươi. Cho tới nay, ta cảm thấy hắn không có sợ hãi, sau đó ta phát hiện, kỳ thật các ngươi càng không có sợ hãi. Nói đến đây, Kỳ Bỉ Thiên chậm rãi đi tới trước lão giả. Ta nhớ được ngươi đã nói, sau khi các ngươi giết hắn, nguyện ý gánh chịu bất kỳ hậu quả, như vậy, bây giờ nghe cho kỹ, ta chính là người ở sau lưng hắn, hiện tại, các ngươi gánh hậu quả đi. Nói xong, tay phải Kỳ Bỉ Thiên khẽ nâng lên. Hai mắt lão giả đầu chọc kia híp lại. Hắn không dám khinh thường, hai tay khẽ nâng, trong chốc lát, vô biên thủy bắt đầu rung động, ngay sau đó, mấy cột nước phóng lên trời, nhưng theo tay phải của Kỳ Bỉ Thiên nhẹ nhàng chúi xuống, mấy cột nước kia cũng rơi xuống, về tới trong vô biên thủy, giờ khắc này, cả vô biên thủy cực kỳ bình tĩnh. Trong mắt lão giả đầu chọc tràn đầy kinh hãi. Ngươi! Ngay lúc này, Kỳ Bỉ Thiên cách không chào tới. Ầm! Áo gai trên người lão giả đầu chọc nổ bể ra, hóa thành hư vô. Trong lòng lão giả đầu chọc hoảng hốt, giờ khắc này, hắn không dám giữ lại chút nào, sau lưng hắn, tảng đá vuông hóa thành một đạo ánh sáng âm u bắn về phía Kỳ Bỉ Thiên. Tay phải Kỳ Bỉ Thiên hóa trưởng, đá vuông cách bàn tay nàng hơn tấc thì ngưng lại, nhưng lúc này, trong khối đá kia, một đạo lực lượng quỷ dị không ngừng chấn động ra, giờ khắc này, những vô biên thủy ở hai bên cầu sôi trào lên. Siêu thần khí. Đá vuông này là siêu thần khí. Lúc này Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm. Ở trong ánh mắt kinh hãi của lão giả đầu chọc, sau khi đá vuông run lên kịch liệt, thì trực tiếp nổ bể ra. Một quyền hủy một kiện siêu thần khí. Sắc mặt lão giả đầu chọc tái nhợt, kinh khủng nhìn nữ hài trước mắt, giờ khắc này hắn đã bối rối. Tay phải Kỳ Bỉ Thiên nhẹ nhàng chiêu chiêu, ở bên phải nàng, một cột nước phóng lên trời, không, đây không phải cột nước, mà là một thủy long, sau một khắc. Thủy long dài đến trăm trượng lướt qua chân trời, bay thẳng đến lão giả đầu chọc. Các hạ, xin hạ thủ lưu tình. Lúc này một giọng nói ở phía chân trời truyền đến. Nhưng thủy long không dừng lại, trực tiếp đụng xuống. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, lão giả đầu chọc biến mất vô tung vô ảnh, không chỉ như thế, một đoạn cầu trực tiếp bị tạc bay. Hủy cầu. Lúc này một lão giả xuất hiện ở trước mặt Kỳ Bỉ Thiên, lão giả này. Đúng là lão giả ban đầu ở trước thiên điện cự tuyệt Dương Diệp. Lão giả gắt gao nhìn Kỳ Bỉ Thiên. Các hạ, người phá hư quy củ của nơi này, ngươi. Quy củ.
Kỳ Bỉ Thiên mỉm cười, sau một khắc, thân hình của nàng run lên, thoáng qua, nàng đến trước mặt lão giả, sau đó ở dưới tình huống lão giả kia còn chưa phản ứng lại, đá vào trên đầu hắn một cước. Ầm. Đầu lão giả lập tức bay ra ngoài. Kỳ Bỉ Thiên nhìn lướt qua bốn phía. Các ngươi không nguyện ý gánh chịu hậu quả sao? Hiện tại, nghe rõ cho ta muốn động thủ. Nói xong chân phải nàng đạp mạnh. Ầm. Dưới chân, cây cầu kia trực tiếp sụp xuống, hơn nữa dùng tốc độ cực nhanh lan tràn ra. Giờ khắc này, không thể nghi ngờ làm mọi người sợ run rẩy. Miểu sát mệnh cảnh. Tất cả mọi người đã ngây dại. Nhưng đáng sợ nhất là nữ hài kia còn không có dấu hiệu dừng tay. Nàng muốn làm gì? Hủy cầu. Khi nhìn đến cây cầu sụp xuống, tất cả mọi người sắc mặt thay đổi, cây cầu kia là con đường duy nhất của thế giới này, nếu như không có nó, toàn bộ thế giới này sẽ tê liệt, bởi vì cây cầu này nối liền các địa phương, ví dụ như truyền tống đài, khi mọi người từ bên ngoài truyền tống vào, là rơi ở trên truyền tống đài, mà truyền tống đài là dựa vào cầu thiết lập, cầu hủy, truyền tống đài kia tự nhiên sẽ biến mất. Nói cách khác, ngoại trừ rất ít người, ngày sau bọn hắn truyền tống vào, có thể sẽ trực tiếp rơi vào trong vô biên thủy. Trừ lần đó ra, truyền tống trận kia chỉ có một tòa, nếu như bị hủy, bọn hắn làm sao ra ngoài. Ngoại trừ truyền tống trận, còn có rất nhiều thế lực bản địa dựa vào cây cầu kia thành lập thành, ví dụ như thiên điện, nếu như cầu hủy, thiên điện tuyệt đối sẽ từ trên không rơi xuống vô biên thủy. Cây cầu kia, không phải cây cầu bình thường. Nó là tồn tại rất ít có thể treo lơ lửng ở trên vô biên thủy, cũng là tồn tại trấn áp vô biên thủy. Có nó trấn áp, những vô biên thủy phía dưới mới có thể bình tĩnh như vậy. Đương nhiên, trọng yếu hơn là, cây cầu này là một loại biểu tượng. Sự xuất hiện của nó, không người biết được, nhưng nó không thể nghi ngờ là tồn tại trường cửu ở nơi đây. Ở trong dòng sông lịch sử, chưa bao giờ có người dám hủy hoại cây cầu kia, bởi vì không người nào dám. Cho dù chiến đấu, ngẫu nhiên bị tổn thương, sau đó cũng nghĩ hết biện pháp đền bù. Mà bây giờ, có người muốn hủy cầu. Cầu từng khúc sụp đổ. Vẻn vẹn chỉ mấy hơi, đã biến mất vạn trượng, mặc dù so với cả cây cầu chẳng qua là một phần nhỏ, nhưng tiếp tục như thế, sớm muộn gì cả cây cầu sẽ biến mất. Thời điểm vạn trượng thân cầu biến mất, chung quanh Kỳ Bỉ Thiên, những vô biên thủy kia thời gian dần trôi qua bắt đầu rung động. Những vô biên thủy này đã bắt đầu không bình tĩnh rồi. Mà trong âm thầm, các thế lực cũng ngồi không yên. Rất nhanh, một lão giả xuất hiện ở trước mặt Kỳ Bỉ Thiên, lão giả mặc áo bào xám, tóc tuyết trắng, cả người cực kỳ già nua. Lão giả nhìn thoáng qua Kỳ Bỉ Thiên, sau đó nói. Các hạ tức giận cũng nên tiêu tan a. Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Chưa có tiêu. Nghe vậy, sắc mặt lão giả có chút băng lạnh xuống. Để cho ta lãnh giáo cao chiêu của các hạ một chút. Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng để xuống, trong chốc lát, không gian trực tiếp hư ảo, sau đó tạo thành một cái hang lớn, thời gian dần trôi qua, cái hang lớn này thôn vệ về phía Kỳ Bỉ Thiên. Kỳ Bỉ Thiên đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích, mặc cho cái hang lớn kia thôn vệ nàng. Rất nhanh, cái hang lớn kia đã hoàn toàn bao trùm Kỳ Bỉ Thiên, nhưng ở trong hang lớn, Kỳ Bỉ Thiên một chút việc cũng không có. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia nhíu mày. Làm sao có thể? Kỳ Bỉ Thiên lạnh nhạt nói. Thôn phệ ta, ngươi không phải ngây thơ bình thường nha. Nói xong, tay phải nàng nhẹ nhàng vung lên. Ầm. Hắc động biến mất không thấy gì nữa, mà theo hắc động kia biến mất, tay phải của Kỳ Bỉ Thiên cách không chảo về phía lão giả tóc trắng. Cầm Thiên. Nàng chỉ biết ba chiêu, cái này là chiêu thứ nhất. Một chảo này, dường như ngay cả Thiên cũng có thể bắt. Xa xa. Đồng tử của lão giả tóc trắng co rụt lại, sau một khắc, một cái chảo hư ảo vỡ vụn hết thảy lực lượng của hắn, thoáng qua, hắn trực tiếp hóa thành bột mịn. Miểu sát. Không huyền niệm chút nào miểu sát. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên dựng lên một ngón trỏ. Trong 10 hơi, ta muốn gặp được tất cả mọi người của thế lực thành lập truyền tống trận, không thấy được, ta sẽ bắt đầu giết người, giết sạch tất cả mọi người trong thế giới này. Nói xong, hai tay nàng nhẹ nhàng chấn động. Rầm rầm. Ở hai bên nàng, lại mấy vạn trượng thân cầu nổ bể ra. Giờ khắc này, cả vô biên thủy không phải rung rung, mà là trực tiếp sôi trào lên. Vô biên thủy nơi này đã yên lặng vô số năm, một khi bộc phát,
sẽ quét sạch toàn bộ thế giới. Vô biên thủy cường đại, có thể phá hủy hết thảy. Toàn bộ thế giới đã có chút khủng hoảng. Bởi vì hiện tại xem ra, nữ hài đứng trên vô biên thủy kia căn bản không có thể địch. Kỳ quái chính là, vô biên thủy chung quanh bắt đầu sôi trào, nhưng chỗ Kỳ Bỉ Thiên đứng, vô biên thủy lại bình tĩnh như trước. Nàng đứng ở nơi đó, ở trên chân nàng xuất hiện một quả cầu bằng dây mây, nàng cứ như vậy lẳng lặng đá. Lúc này một hư ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng, ở bên cạnh hư ảnh lơ lửng một cây trường mâu. Thần cư chi chủ. Vị chủ nhân thần cư quanh năm không hiện thế xuất hiện. Kỳ Bỉ Thiên không có nhìn cư chủ kia. Có thể từ trong tay vị kia sống sót, hơn nữa sống đến bây giờ, không dễ dàng, đừng đi tìm cái chết. Trầm mặc một lát, cư chủ trầm giọng nói. Các hạ, không có khả năng cứu vãn sao? Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Ta không đi tìm bọn họ, mà để cho các người giao bọn hắn ra, là bởi vì ta nhân từ, không nên khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta. Thời điểm sự kiên nhẫn của ta dùng hết, tất cả mọi người ở nơi đây sẽ chôn cùng. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cư chủ kia, nhếch miệng cười cười. Ta có thể cảm nhận được bốn đạo khí tức cường đại, ngươi tính một người, còn có ba cái, các ngươi có muốn đồng loạt ra tay thử một chút hay không? Ngay lúc này, vô biên thủy kia đột nhiên rung động kịch liệt, thời gian dần trôi qua, ở chỗ kia, vô biên thủy đột nhiên lăn lộn, rất nhanh. Một quái vật khổng lồ bơi ở trong vô biên thủy. Tất cả mọi người nhìn về chỗ đó. Dưới vô biên thủy còn có sinh vật. Kỳ Bỉ Thiên cũng nhìn về phía vị trí kia, nàng nhìn thoáng qua, sau đó cười nói. Có chút ý tứ, một nghiệt xúc đến từ thời kỳ. Đó, nói xong, tay phải nàng chúi xuống. Rất nhanh, một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, không chỉ như thế, vô biên thủy cũng lăn lộn kịch liệt, rất nhanh. Trong vô biên thủy kia xuất hiện rất nhiều chất lỏng màu đỏ như máu. Mấy tức sau, quái vật khổng lồ ở dưới vô biên thủy kia xông vào sâu trong đáy nước. Không dám ngoi đầu lên nữa. Kỳ Bỉ Thiên quay đầu nhìn về phía cư chủ. Sự kiên nhẫn của ta sắp xong. Trước khi không thấy được người cơ ta muốn nhìn thấy, ta sẽ không khách khí. Nói xong, tay phải nàng khẽ vẫy, trong chốc lát, vô biên thủy trực tiếp vén lên, mảnh vô biên thủy này càng lúc càng lớn. Càng ngày càng cao, đến cuối cùng, đã cao tới ngàn trượng, dài vạn trượng. Mà mảnh vô biên thủy này đang đi thẳng tới trên không đảo thiên đường. Chỉ cần tay Kỳ Bỉ Thiên rơi xuống, mà nước vạn trượng kia sẽ trút xuống, trực tiếp bao phủ đảo thiên đường, không chỉ đảo thiên đường, thiên điện cũng sẽ tùy theo bị dìm ngập. Giờ khắc này, rất nhiều thế lực đều không bình tĩnh. Đặc biệt là thế lực trong đảo thiên đường, phải biết thần cư chẳng qua là một thế lực trên đảo thiên đường. Ở trên đó còn có rất nhiều thế lực tồn tại. Chung quanh Kỳ Bỉ Thiên, đột nhiên xuất hiện rất nhiều đạo khí tức mịt mờ mà cường đại, những người này khí tức đều tập trung vào Kỳ Bỉ Thiên. Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu cười cười. Sự kiên nhẫn của ta dùng hết rồi. Nói xong, tay phải nàng nhẹ nhàng rơi xuống. Vô biên thủy trút xuống, bay thẳng đến đảo thiên đường. Lúc này cư chủ kia xuất thủ, bất quá hắn không phải ra tay với Kỳ Bỉ Thiên. Mà là với vô biên thủy. Một thanh trường mâu xuất hiện ở trước màn nước vô biên thủy vạn trượng, chính là chuôi trường mâu này, cứng rắn chĩa vào màn nước. Cách đó không xa, Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu cười cười, chân phải nàng đạp nhẹ. Màn nước vạn trượng đột nhiên nổ bể ra, cùng lúc đó, một cái chảo hư ảo trực tiếp chụp về phía cư chủ. Cầm Thiên, cư chủ không dám khinh thường, hiện ra bản thể, là một trung niên, tay phải hắn khẽ vẫy. Trường mâu xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn nâng mâu đâm một cái. Trên trường mâu, một cỗ hắc quang sáng chói chấn động ra, lực lượng cường đại làm vô biên thủy bị vén lên. Nhưng sau khi một chảo rơi xuống, cư chủ liền bị chấn bay ra ngoài vạn trượng. Mà trong khoảnh khắc, đảo thiên đường bị những vô biên thủy kia bao phủ, trong đó, một số người trốn thoát, nhưng càng nhiều người hơn không có trốn được, bởi vậy tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Nhưng còn chưa kết thúc, tay phải Kỳ Bỉ Thiên cách không chảo ra. Ở bên phải nàng, cây cầu bắt đầu từng khúc sụp đổ, không đến một hơi, cầu kia sụp đổ mấy vạn trượng, hơn nữa còn lấy tốc độ cực nhanh lan tràn đi. Xin các hạ hạ thủ lưu tình. Lúc này một thanh âm trầm trọng vang lên. Kỳ Bỉ Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau xuất hiện một lão giả lưng còng, trong tay lão giả lưng còng chống một cây quải trượng đen nhánh. Lão giả không có nói cái gì. Tay phải hắn vung lên,
Sau lưng hắn xuất hiện mấy chục người, trong đó cầm đầu là một lão giả hoa bào, mà những người này, toàn bộ đều bị một khóa sắt đen nhánh trói buộc. Lão giả nhìn thoáng qua Kỳ Bỉ Thiên. Thế lực ngăn cản Dương Diệp đi ra gọi Tinh Võng Tông, tất cả mọi người của bọn hắn ở thế giới này đều ở đây, các hạ có thể tùy ý xử trí. Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua những người kia. Chắc chắn không? Lão giả khẽ gật đầu. Xác định. Kỳ Bỉ Thiên nhìn về phía lão giả hoa bào của Tinh Võng Tông. Đừng có dùng cái biểu tình này, các ngươi nói qua, bất kỳ hậu quả gì, các ngươi cũng gánh nổi, cho nên hiện tại liền gánh chịu đi. Nói xong tay phải nàng vung lên. Rầm rầm rầm. Những người kia từng khúc nổ tung, chỉ chốc lát, trên vô biên thủy nhiều ra vô số chân tay cụt, còn có vô số máu tươi. Kỳ Bỉ Thiên phủi tay, sau đó nói. Được rồi, giết thư thái. Ta rời đi, không cần tiễn đưa. Nói xong, nàng quay người trực tiếp biến mất ở trong tràng. Nhìn thấy Kỳ Bỉ Thiên biến mất, vô số người lập tức thở dài một hơi. Tiểu cô nương này thật đáng sợ. Nhưng đúng lúc này, Kỳ Bỉ Thiên lại trống rỗng xuất hiện. Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua lão giả kia, sau đó nói. Ta thiếu chút nữa quên, còn có một cái gọi thiên điện. Mọi người. Chứng kiến Kỳ Bỉ Thiên lần nữa xuất hiện. Lão giả ở trước mặt nàng sắc mặt cực kỳ khó. Coi, cái gì gọi là lấy thế ép người? Hắn xem như lĩnh giáo. Tiểu cô nương trước mắt này có thể nói thế không tha người làm được cực hạn a. Đối diện Kỳ Bỉ Thiên, lão giả nhìn thoáng qua Kỳ Bỉ Thiên, sau đó nói. Từ, về nay sau, nơi đây không còn thiên điện, còn người, thế lực thiên điện ở chỗ này chỉ có một người, mà người nọ, đã chết ở trong tay các hạ. Kỳ Bỉ Thiên khẽ gật đầu, sau đó xoay người biến mất ngay tại chỗ. Lúc này đây, là thật rời đi, thần sắc của lão giả khẽ buông lỏng, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, hai bên cầu đã hủy mấy vạn trượng, mà dưới mấy vạn trượng cầu bị hủy kia, vô biên thủy đã bắt đầu cuồn cuộn. Nếu như không thể khống chế, những vô biên thủy này sẽ gây ra sóng thần. Tổn thất nặng nề. Lúc này đây, thế giới này chân chính tổn thất nặng nề. Ở trong một chỗ hư không. Hoàng đế nhìn thoáng qua Kỳ Bỉ Thiên biến mất, khóe miệng hơi cuộn lên. Không nghĩ tới thế gian này còn có đám người như thế tồn tại, có chút ý tứ. Nói xong, hắn quay người biến mất. Không biết trải qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt, là một dung nhan tuyệt mỹ. Tô Thanh Thi. Tô Thanh Thi mỉm cười. Tỉnh rồi. Dương Diệp nhếch miệng cười cười, hắn giữ chặt tay của Tô Thanh Thi, nói khẽ. Còn sống, thật tốt. Còn sống, thật tốt. Cái này là cảm giác của Dương Diệp bây giờ. Thời điểm này hắn mới phát hiện, thật ra thế gian này vẫn có thật nhiều rất nhiều chuyện tốt đẹp, người tốt đẹp. Thế giới này, cũng không chỉ có giết chóc và tranh đấu. Quý trọng, người không có trải qua tử vong, hắn sẽ không tự nghiệm thấy thế giới này tốt đẹp. Tô Thanh thì khẽ vuốt hai má của Dương Diệp. Còn sống là tốt rồi. Dương Diệp nắm tay của Tô Thanh Thi thật chặt, không nói gì. Trong tay có thể nắm, đều phải cẩn thận quý trọng. Sau một ngày, Dương Diệp rời khỏi phòng, hắn đi tới trước nhà trúc, ở cửa phòng hắn nhìn thấy tiểu cô nương kia. Kỳ Bỉ Thiên. Dương Diệp nhếch miệng cười cười. Đánh ván cờ không? Kỳ Bỉ Thiên gật đầu, tay phải nàng vung lên, bàn cờ xuất hiện ở trước mặt nàng. Hai người bắt đầu đánh. Dương Diệp rơi xuống một con. Sau đó nói. Cảm ơn. Kỳ Bỉ Thiên lạnh nhạt nói. Thật sao? Dương Diệp cười nói. Cảm ơn ngươi cứu ta. Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ta cứu ngươi, nhưng vậy thì như thế nào? Ngươi trốn qua một kiếp hôm nay, sau này thì sao? Không ai có thể cứu ngươi cả đời. Dương Diệp gật đầu. Ta minh bạch. Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Ngươi không rõ. Nói xong nàng rơi xuống một con, tiếp tục nói. Thế giới này còn tàn khốc hơn ngươi tưởng tượng. Nhiều khi, rất nhiều chuyện, không là ngươi không làm, không gây ra, chúng sẽ không tới tìm ngươi. Không phải như thế, những thứ khác không nói, ta chỉ nói lên một điểm. Mệnh cảnh, ngươi đã biết mệnh cảnh, rất nhiều người cho rằng này chính là một cảnh giới, kỳ thật không phải. Dương Diệp nói. Xin lắng tai nghe. Kỳ Bỉ Thiên khẽ cười nói. Này giống như hai quốc gia ở thế tục, một quốc gia là đế quốc cổ xưa. Chúng cực kỳ cường đại, mà đổi thành một quốc gia, chúng không cường đại như vậy, nhưng chúng đang dần dần cường đại.
cho nên ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Dương Diệp trầm giọng nói. Cái cường đại sẽ chèn ép cái không cường đại, hoặc là sẽ trực tiếp tiêu diệt. Kỳ Bỉ Thiên gật đầu. Ở thế gian này, nhiều khi, rất nhiều người làm rất nhiều chuyện, bọn hắn cần lý do, nhưng cũng có thể không cần lý do. Thời điểm ngươi càng ngày càng mạnh, cường đại đến đầy đủ uy hiếp một vài tồn tại, chúng sẽ làm cho ngươi chết sớm. Lúc trước Nhị Nha rất mạnh, còn mạnh hơn ta hiện tại rất nhiều, không chỉ nàng, còn có một vị ta ấn tượng tương đối khắc sâu, vị kia cũng rất mạnh, nhưng đáng tiếc, cuối cùng cũng chỉ rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Người lúc trước, cường đại hơn mọi người bây giờ rất nhiều, nhưng đáng tiếc, kết cục cũng không phải tốt đẹp gì. Dương Diệp trầm giọng nói. Vì sao nó không trực tiếp hủy diệt tất cả mọi người? Ngược lại phải đợi những người này cường đại lên mới làm. Kỳ Bỉ Thiên cười nói. Ngươi cho rằng nó không có làm như vậy sao? Đương nhiên, nó không thành công, không phải bởi vì nó không đủ cường đại, mà là. Nói đến đây, nàng lắc đầu cười cười. Ta nói với ngươi chuyện này để làm gì nhỉ? Dương Diệp. Kỳ Bỉ Thiên lại nói. Sau lần này, ta phải đi rồi. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Kỳ Bỉ Thiên nhún vai. Trước kia ta xuất thủ, ta phải tìm một chỗ tránh nạn một chút. Dương Diệp trầm giọng nói. Nơi đây không được sao? Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Ta ở chỗ này, các ngươi sẽ cực kỳ thế thảm. Dương Diệp trầm mặc. Kỳ Bỉ Thiên cười nói. Ngươi ở thế giới kia biểu hiện rất không tồi, nhưng còn thiếu rất nhiều. Không phải ta hà khắc với ngươi, mà là thật sự còn chưa. Đủ. Nói xong nàng rơi xuống một quân cờ. Ngươi thua, Dương Diệp ngây người. Bởi vì lúc này đây, hắn không có nhường Kỳ Bỉ Thiên. Kỳ Bỉ Thiên nói. Ta biết, trước kia ngươi một mực nhường ta, nhưng đáng tiếc, ta đang không ngừng lớn lên, mà ngươi lại không. Nói xong nàng đứng lên, sau đó đi tới bên cạnh Dương Diệp, nàng vỗ nhẹ nhẹ đầu của Dương Diệp. Sống đến già, học đến già. Trong những ngày kế tiếp, không có người thúc giục ngươi, loại thời điểm này, càng cần ngươi tự vấn lòng mình, lần sau gặp mặt, hy vọng ngươi không có để cho ta thất vọng. Nói xong, thân thể Kỳ Bỉ Thiên dần dần hư ảo. Tiểu Kỳ tỷ tỷ. Lúc này Lôi Lâm từ nơi không xa chạy tới. Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua Lôi Lâm. Có duyên gặp lại. Nói xong, Kỳ Bỉ Thiên hoàn toàn biến mất. Trước bàn cờ. Biểu lộ của Dương Diệp cứng đờ, giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác trong lòng có chút trống rỗng. Đi. Nàng cứ đi như thế. Đi không có chút do dự gì. Lôi Lâm vẫn là tiểu gia hỏa thích khóc, chứng kiến Kỳ Bỉ Thiên ly khai, nàng ngã vào trong ngực Dương Diệp khóc nức nở. Kỳ Bỉ Thiên ly khai Hồng Mông Tháp, tất cả thần khí bị phong ấn đều tự động cởi bỏ. Kỳ Bỉ Thiên đi tới một hư không mịt mờ, mà ở chỗ kia, cũng đứng một tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài không lớn hơn nàng bao nhiêu. Tiểu nữ hài này đúng là Thiên Tú. Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua Thiên Tú. Một phân thân cũng có thể đạt tới loại trình độ này, cực kỳ ghê gớm rồi. Thiên Tú quay người nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên, nàng quan sát Kỳ Bỉ Thiên một chút, sau đó nói. Sự cường đại của ngươi, để cho ta nghĩ tới một kiếm tu. Kỳ Bỉ Thiên cười nói. Ta đã thấy. Thiên Tú khẽ gật đầu. Cảm giác như thế nào? Kỳ Bỉ Thiên đi tới trước mặt Thiên Tú, cười nói. Một kiếm tu rất cường đại, một kiếm tu không nên xuất hiện ở thời đại này. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Thiên Tú hỏi. Kỳ Bỉ Thiên cười nói. Người có thất tình lục dục, hắn đã bỏ 9, chỉ còn 1. Sự cường đại của hắn, là cực đoan, so sánh với hắn, ta càng ưa thích Dương Tiểu Tử. Tuy kiếm của Dương Tiểu Tử không có cường đại như hắn. Nhưng đây mới là người, kiếm của hắn, hữu tình, có tình vị. Nếu như có một ngày Dương Tiểu Tử biến thành như hắn, ta nghĩ, người cũng sẽ thất vọng a. Thiên Tú khẽ cười nói. Xác thực sẽ thất vọng, bất quá, ta có lòng tin, hắn sẽ không biến thành như vậy. Kỳ Bỉ Thiên khẽ gật đầu. Phải đi rồi, bằng không thì thế giới này sẽ tan nát. Giờ phút này chung quanh hư không, đã cực kỳ không ổn định. Làm như có lực lượng gì tại bốn phía tràn ngập. Thiên Tú nhìn thoáng qua Kỳ Bỉ Thiên. Không có sao chứ. Giờ phút này, trên trán Kỳ Bỉ Thiên, chữ mệnh đã sáng lên, hơn nữa là màu máu đỏ. Kỳ Bỉ Thiên cười nói. Không có việc gì,
hiện tại nó cũng không ở trạng thái đỉnh phong, cho dù cảm nhận được ta, muốn chu sát ta, tối đa chỉ có 50% nắm chắc. Thiên Tú trầm mặc mấy tức, sau đó nói. Bảo trọng. Kỳ Bỉ Thiên cười cười, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư không. Rất nhanh, nàng hoàn toàn biến mất ở trong tràng. Trên không trung, Thiên Tú cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới. Bảo trọng mình. Rất nhanh, nàng cũng dần dần hư ảo. Phía dưới. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp ngồi ở trước bàn cờ trầm mặc rất lâu, như nghĩ đến cái gì, trên mặt hắn nổi lên nụ cười, sau đó đứng lên. Nhưng lúc này, kiếm sát, kiếm hồ lô, kiếm tổ, kiếm linh, còn có thượng cổ trung và các thần khí đều đi tới trước mặt hắn. Dương Diệp duỗi tay nắm kiếm sát. Ông! Một tiếng kiếm reo vang vọng lên. Có kiếm, cảm giác không giống nhau nha. Lúc trước, thanh kiếm này ở trong tay hắn, là một thanh siêu thần khí, mà bây giờ, thanh kiếm này ở trong tay hắn, chỉ là một thanh kiếm. Cái này là cảm giác của hắn bây giờ. Cái này là một thanh kiếm. Như cảm thấy biến hóa của Dương Diệp, kiếm sát bắt đầu rung động kịch liệt, thời gian dần trôi qua, kiếm ý quanh người Dương Diệp không tự chủ được tản ra, cuối cùng, những kiếm ý này đều trào vào kiếm sát. Những kiếm ý này là tự mình ra, phải nói là kiếm sát yêu cầu ra. Cứ như vậy, ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp, kiếm ý vô cùng vô tận tràn vào trong kiếm sát, rốt cuộc, như đến cực hạn của kiếm sát điên cuồng rung động, từng tiếng kiếm reo không ngừng từ trong đó phát ra. Đột nhiên, kiếm sát hóa thành một đạo kiếm quang xông vào mi tâm Dương Diệp. Thân thể Dương Diệp trực tiếp cương cứng. Sau một khắc, hai mắt Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại, ở trên mặt hắn xuất hiện vẻ thống khổ, nhưng lúc này, một tia kiếm quang theo mi tâm hắn bay xuống, rất nhanh, kiếm quang đi tới trước ngực Dương Diệp, cũng chính là vị trí trái tim của hắn. Kiếm quang dừng lại, sau một khắc, sợi kiếm quang kia đâm vào trái tim hắn. Trong nháy mắt, Dương Diệp té xuống. Ở vĩnh hằng chi giới, dưới mặt đất, một nam tử không tay không chân đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn về phía một chỗ, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hắn nở nụ cười. Kiếm do tâm sinh, Chu Tâm vấn, ngươi có thể kiên trì được sao? Nhiều khi, không đơn thuần là người chọn kiếm, kỳ thật kiếm cũng sẽ chọn người. Lúc trước, sở dĩ kiếm sát đi theo Dương Diệp, có quan hệ rất lớn với Trần Huyền An. Nhưng muốn nói, lúc kia kiếm sát là để cho Dương Diệp sử dụng. Nhưng không vì hắn làm tất cả. Thanh kiếm này không có chân chính thần phục Dương Diệp. Này có khác nhau rất lớn. Cam tâm và bị động, khác biệt ở trong đó, không phải là một chút. Trong Hồng Mông Tháp, theo thanh kiếm kia thẳng cắm thẳng vào trái tim Dương Diệp trực tiếp té xuống đất. Tử vong. GT269307. Hắn lần nữa cảm nhận được khí tức tử vong, Chu Tâm đau khổ. Loại đau này hoàn toàn khác linh hồn và nhục thân đau nhức. Lúc trước hắn từng rất nhiều lần đau nhức, nhưng lần này rất trực tiếp, bởi vì kiếm kia chọc vào đúng là trái tim của hắn. Bất quá, thanh kiếm này không có hủy diệt trái tim của hắn, mà là từng chút tiến vào. Giống như lăng trì, mà nó mỗi tiến một phần, Dương Diệp đau nhức sẽ gia tăng gấp mấy lần. Hai tay Dương Diệp nắm thật chặt, thống khổ nói. Ngươi cuối cùng muốn làm gì? Kiếm này đang mưu sát a. Thanh kiếm kia không có trả lời, vẫn còn từng chút tiến vào. Rất nhanh, trong trái tim, máu tươi tràn ra, sau đó tràn vào trong thân kiếm. Nhưng nó làm như cảm thấy chưa đủ, lại tiến vào hơn tấc. Xuy. Trong trái tim, máu tươi phun vãi ra, trực tiếp chảy vào trong kiếm. Thoáng qua. Xuy. Một thanh kiếm từ mi tâm Dương Diệp chậm rãi chui ra. Thân kiếm đỏ bừng. Kiếm sát lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, cũng không lâu lắm, máu tươi trên thân kiếm biến mất, khôi phục bộ dáng vốn có. Mà Dương Diệp vẫn còn nằm trên mặt đất, không biết trải qua bao lâu, sắc mặt tái nhợt mới dần dần khôi phục bình thường. Dương Diệp đứng lên, lúc này thanh kiếm kia trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn duỗi tay nắm chắc kiếm sát. Dương Diệp hoàn toàn ngây dại. Bởi vì giờ khắc này, hắn nắm kiếm sát, giống như nắm tay của mình. Là tự nhiên như vậy. Trừ lần đó ra, hắn còn cảm giác mình và kiếm sát tâm ý tương thông. Loại cảm giác này, giống như tay của mình, hắn muốn làm cái gì, chỉ cần một ý niệm trong đầu, tay sẽ lập tức làm ra động tác. Một bộ phận của thân thể mình. Nhận chủ. Giờ khắc này, Dương Diệp biết, siêu thần khí này chân chính nhận mình làm chủ. Kiếm sát bây giờ,
là thật tâm theo hắn, mà hắn dùng, cũng sẽ cực kỳ thuận buồm xuôi gió, uy lực kia, tuyệt đối không phải lúc trước có thể so sánh, đặc biệt là thực lực của hắn bây giờ đã không phải lúc trước so với. Dương Diệp nhìn kiếm trong tay mỉm cười, sau một khắc, thanh kiếm kia hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở trước ngực. Thanh kiếm này, trực tiếp tiến vào trái tim của hắn. Cùng trái tim của hắn hợp hai làm một. Lúc này đây, hắn là chân chính tâm nghĩ kiếm tới. Dương Diệp nhìn về phía hai thanh kiếm còn dư lại, một thanh kiếm tổ, một thanh kiếm linh. Tay phải Dương Diệp nhẹ nhàng vung lên, sau một khắc, hai chuôi kiếm khôi phục hình người. Kiếm tổ, kiếm linh. Hai nữ nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp cười nói. Ở trong lòng ta, các ngươi không chỉ là kiếm, càng là người thân, thân nhân không thể phân chia. Nói xong hắn vươn hai tay. Kiếm linh và kiếm tổ nhìn nhau, sau một khắc, trong lòng bàn tay Dương Diệp nhiều hơn hai thanh kiếm. Nhìn hai chuôi kiếm trong tay, Dương Diệp mỉm cười. Có các ngươi làm bạn, thật tốt. Sau khi trải qua một ít chuyện, hắn phát hiện rất nhiều chuyện và vật trên thế gian này là tốt đẹp như vậy. Hiện tại hắn còn sống, hắn sẽ trân quý hết thảy mình có. Bất kể là kiếm tổ hay kiếm thủ, hắn cũng không muốn mất đi. Về phần cấp bậc, hắn hiện tại kỳ thật đã không coi trọng cấp bậc gì cả. Siêu thần khí. Ở trong mắt hắn, nếu như người không mạnh, cho người vũ trụ đệ nhất trí bảo cũng không có ích gì. Nếu như người mạnh, coi như cho hắn một cây gỗ, hắn vẫn vô địch như cũ. Trước kia hắn cũng hiểu rõ đạo lý này, nhưng không có sâu như hiện tại. Cái này tự nhiên phải cảm tạ Kỳ Bỉ Thiên. Dương Diệp cũng không hề rời Hồng Mông Tháp, mà đi tới trong nhà trúc của Kỳ Bỉ Thiên, trong nhà trúc trống rỗng, ở trên mặt bàn bày đặt hai cái hộp. Đây là Kỳ Bỉ Thiên để cho hắn. Một cái hộp là mảnh vỡ nội đan mà Kỳ Bỉ Thiên từ trong thần cư lấy được, mà mảnh vỡ nội đan cái, theo Dương Diệp suy đoán, hẳn là của Nhị Nha. Cái hộp này là cho Nhị Nha. Một cái hộp khác là cho hắn. Đó là Kỳ Bỉ Thiên từ trong vô biên thủy vớt lên. Dương Diệp đi tới trước cái hộp kia, Lôi Lâm theo đuôi không biết khi nào thì chạy vào, bàn tay nhỏ bé gõ cái hộp kia, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Nàng đã sớm muốn mở ra, nhưng đáng tiếc, Kỳ Bỉ Thiên không cho. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt cái đầu nhỏ của Lôi Lâm, hắn cười cười, sau đó nhìn về phía cái hộp kia, không do dự, hắn mở hộp ra. Khi thấy đồ vật trong hộp, Dương Diệp ngây dại. Đúng là một quả trứng. Bất quá là một quả trứng hỏng. Đây là một quả trứng màu vàng kim, chỉ to cỡ nắm tay, quanh thân trứng xuất hiện rất nhiều vết rạn, thậm chí trên đỉnh đã thiếu một mảnh nhỏ. Trong trứng có cái gì? Dương Diệp hiếu kỳ nhìn một chút, nhưng mà hắn thất vọng rồi. Trong trứng kia chẳng có cái gì cả. Trống trơn. Vô nghĩa. Dương Diệp nhìn không được mắng một tiếng. Nhưng đúng lúc này, trứng đột nhiên vỡ ra, ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp, nó tứ phân ngũ liệt. Sau đó tán lạc ở trước mặt hắn, có chừng 7 khối. 07. Dương Diệp cầm lấy một khối, hắn nhìn kỹ một chút, nhưng không có phát hiện chỗ đặc biệt nào. Dương Diệp nhíu mày, này có chút không bình thường. Bởi vì nếu như trứng này xác thực bình thường mà nói, Kỳ Bỉ Thiên là tuyệt đối sẽ không mang về. Dùng nhãn lực của nàng, đồ vật bình thường nàng căn bản coi thường. Mà nếu như nàng mang về, hơn nữa để ở chỗ này, đủ để chứng minh cái đồ chơi này tuyệt đối không đơn giản. Nhưng đến cùng không đơn giản ở đâu chứ? Dương Diệp lắc đầu, thả vỏ trứng trở về, hơi nghi hoặc một chút. Cuối cùng là trứng của ai chứ? Dương Diệp mang theo Lôi Lâm đi ra phòng trúc, còn hai cái dương kia, hắn đều không mang đi. Kỳ Bỉ Thiên lưu lại vỏ trứng, khẳng định có dụng ý của nàng. Sau khi Dương Diệp và Lôi Lâm rời đi, trong dương, vỏ trứng nguyên bản đã phân liệt tán lạc đột nhiên khôi phục nguyên trạng. Một quả trứng hoàn hảo. Mà quả trứng thì không ngừng sôi nổi ở trong hộp. Đáng tiếc, một màn này Dương Diệp và Lôi Lâm không chứng kiến. Dương Diệp mang theo Lôi Lâm đi tới trên phi thăng đài, giờ phút này, chúng yêu thú đều có mặt. Trong đó Tiểu Long đã là chủ cảnh. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người Tiểu Ngưu còn cầm búa, xem ra rất uy vũ. Tiểu Ngưu nhìn về phía Dương Diệp. Bạch, Tiểu, Bạch, Tiểu Bạch. Chúng yêu thú đều nhìn Dương Diệp, hiển nhiên muốn lấy được câu trả lời của Dương Diệp. Dương Diệp mỉm cười. Nàng sẽ trở lại thật nhanh. Ừ, còn có Nhị Nha. Nhị Nha. Nghe được hai chữ này,
chúng yêu thú trong chàng không kềm hãm được dùng mình một cái. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp. Giờ phút này, hắn chưa xuất hiện ở Vĩnh Hằng Quốc Độ, mà đang ở trong thông đạo không gian. Dương Diệp có chút thấp thỏm. Bởi vì Kỳ Bỉ Thiên có chút không đáng tin cậy, nếu như đối phương truyền tống sai, truyền tống hắn đến địa phương khác, ví dụ như ám thế giới gì đó, vậy hắn liền thật ở dám. Còn tốt, lúc này đây Kỳ Bỉ Thiên rất đáng tin cậy. Một lúc lâu sau, Dương Diệp đi ra thông đạo không gian. Vĩnh Hằng Quốc Độ. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới Cổ Kiếm Tông, nhưng cả Cổ Kiếm Tông đã hóa thành một vùng phế tích. Đã về trễ rồi. Thần sắc Dương Diệp lập tức âm trầm, hắn rơi xuống, thần thức nhìn lướt qua bốn phía, nhưng Cổ Kiếm Tông đã là một vùng phế tích, không có bất kỳ sinh mạng nào chấn động. Mình đã về trễ rồi. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại, bất quá ngay lúc này, cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một nữ tử váy đỏ. Nhị tỷ. Dương Diệp kinh ngạc nói. Nữ tử váy đỏ trước mắt này đúng là huyết nữ. Huyết nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp. Đi theo ta. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó đi theo. Huyết nữ mang theo Dương Diệp đi tới một sơn mạch, đi theo huyết nữ, hai người tới chỗ sâu nhất của sơn mạch. Sau khi hạ xuống, huyết nữ mang theo Dương Diệp đi tới trước một vách đá, nàng bấm tay điểm một cái, một vòng huyết quang bắn ra, rất nhanh, vách tường vỡ ra, sau đó một lối đi xuất hiện ở trước mặt hai người. Tiến vào thông đạo, hai người tới một thế giới dưới lòng đất. Ở trong thế giới dưới lòng đất, Dương Diệp gặp được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Minh nữ, Tuyết trưởng lão. Đại bộ phận đệ tử Cổ Kiếm Tông đều ở chỗ này, mà đám người Minh nữ cũng ở nơi đây. Nhìn thấy những người này, Dương Diệp rốt cuộc thở dài một hơi. Dương Diệp nhìn về phía huyết nữ lạnh nhạt nói. Lúc trước sau khi ngươi ly khai không lâu, ta cùng trưởng lão của Cổ Kiếm Tông thương lượng, đề nghị bọn hắn ly khai Cổ Kiếm Tông, nhường chỗ kia lại. Dùng thực lực của bọn hắn bây giờ, căn bản thủ không được chỗ đó, cưỡng ép thủ chỗ đó, chỉ biết hy sinh vô ích, đặc biệt là dưới tình huống ngươi không có mặt. Cho nên ta để cho bọn hắn trực tiếp ly khai. Một bên, Tuyết trưởng lão đi tới. May mà chúng ta rời đi trước. Sau khi chúng ta rời đi không lâu, cường giả của Vĩnh Hằng Quốc Độ và Hồn Giáo bao vây Cổ Kiếm Tông. Lúc này đây, chủ cảnh đỉnh phong khoảng chừng 6 vị, bọn hắn hiển nhiên là đến thật. May mà chúng ta đã rời khỏi, bằng không thì, sợ là những người này đều khó may mắn thoát khỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Nơi đây an toàn không? Huyết nữ đang định nói, ngay lúc này, nàng và Dương Diệp quay đầu nhìn lại, huyết nữ lạnh nhạt nói. Sợ là không an toàn rồi. Bên ngoài. Mấy đạo khí tức cường đại cuốn tới. Vừa lộ ra đã bị phát hiện rồi. Dương Diệp quay người liếc nhìn mọi người, sau đó nói. Ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, hắn quay người biến mất. Dương Diệp đi ra lòng núi, mà ở trên không, xuất hiện 10 người. Cầm đầu là một lão giả, đây là một cường giả chủ cảnh, mà Dương Diệp vừa vặn nhận thức lão giả này. Lúc trước hắn ở Lục Gia đã gặp chủ cảnh. Kia! Người Lục Gia, bên người lão giả chỉ có hai hắc y nhân, còn lại những người kia hiển nhiên không phải là người của Hồn Giáo. Lúc này Kiếm Kinh xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp, Kiếm Kinh nhìn thoáng qua những người kia, sau đó nói. Lục Gia, Lãnh Gia, Hình Gia, tổ chức thiên hồn đều tới. Lúc này đây, mấy đại thế gia của Vĩnh Hằng Quốc Độ đã trắng trợn xuất thủ, Dương Diệp khẽ gật đầu. Hình Gia đến rồi, người của Diệp Gia lại không có. Dương Diệp trầm tư. Trên không trung, khi thấy Dương Diệp, lão giả Lục Gia kia không khỏi nhíu mày. Dương Diệp, người vậy mà trở về. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Gia, cười nói. Để cho các ngươi thất vọng rồi. C. Lão giả lắc đầu. Ở đâu ra thất vọng, nếu như trở về, vậy thì cùng nhau giải quyết xong đi. Vừa vặn tiết kiệm thời gian, ngươi. Ngay lúc này. Dương Diệp đột nhiên kên biến mất ngay tại chỗ. Trong dãy núi, một đạo kiếm quang thẳng tắp phóng lên trời. Trên không trung, đồng tử của lão giả Lục Gia kia bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, tay phải hắn nắm chắc thành quyền, sau đó oanh ra một cái. Ầm, một quyền này rơi xuống, một cỗ quyền mang cường đại giống như núi lửa bộc phát chấn động ra.
toàn bộ bầu trời cũng vì đó chấn động lên. Nhưng theo đạo kiếm quang kia đến, quyền mang bị xé tan thành phấn, sau một khắc. Ầm, toàn bộ bầu trời run lên kịch liệt, ngay sau đó, một nhân ảnh bay ra ngoài. Đúng là lão giả Lục gia kia. Mà ở trong quá trình bay đi, hai thanh phi kiếm chém qua, đầu của lão giả bay ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe. Toàn bộ bầu trời yên tĩnh giống như chết. Chúng cường giả kinh hãi nhìn Dương Diệp. Rất nhanh, một giọng nói vang lên. Rút lui trước. Nói xong, những người còn dư lại kia muốn rời khỏi, nhưng lúc này, Dương Diệp ở cách đó không xa đột nhiên lắc đầu. Một cái cũng chớ đi. Nói xong, suy 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 suy, mấy đạo kiếm quang tựa như sao băng xẹt qua. A, à, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng lên. Ngắn ngủn mấy hơi thở, toàn bộ bầu trời đã trải rộng mảnh vỡ thi thể. Phía dưới, kiếm kinh đã ngây ra như phỗng. Giờ phút này thực lực của Dương Diệp đã để cho nàng xa lạ. Trên không trung, Dương Diệp đứng lơ lửng. Hai thanh kiếm nhẹ nhàng trôi nổi ở bên cạnh hắn. Hai chuôi kiếm này, đúng là kiếm tổ và kiếm thủ, mà giờ khắc này, hai chuôi kiếm đều bị kiếm ý của hắn bao trùm. Ở dưới kiếm ý của hắn gia trì, hai thanh kiếm đều được tăng cường rất lớn, có thể nói, bây giờ này hai thanh kiếm bởi vì hắn mà mạnh, mà không phải hắn mượn nhờ lực lượng của hai thanh kiếm này. Kiếm vẫn là kiếm lúc trước, nhưng tính chất đã hoàn toàn khác nhau. Về phần kiếm sát, hắn còn không có dùng. Đối phó những người này, không cần dùng đến kiếm sát. Trên không trung, Dương Diệp quay người về tới dưới chân núi, hắn đi tới trước mặt huyết nữ. Nhị tỷ, giúp ta trông coi nơi này. Huyết nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngươi muốn đi tìm bọn họ. Dương Diệp gật đầu. Không sáng suốt. Huyết nữ nói. Dương Diệp cười nói. Vấn đề này, còn chưa xong đâu. Ta ở lại chỗ này, nơi này chính là chiến trường, bọn hắn càng ngày sẽ càng nhiều cường giả tới. Cho nên ta phải chủ động xuất kích. Ta ra ngoài, ánh mắt bọn hắn sẽ thả ở trên người ta, kể từ đó, nơi đây sẽ an toàn hơn. Huyết nữ trầm mặc. Dương Diệp như nghĩ đến cái gì, lại nói. Nhị tỷ, mang theo đám người Minh nữ rời đi nơi này. Vĩnh Hằng quốc độ và hoang tộc sắp bộc phát đại chiến, không nên cuốn vào vòng xoáy này. Huyết nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp. Là ngươi kêu chúng ta tới. Dương Diệp cười khổ. Ta có chút hối hận rồi. Huyết nữ khẽ lắc đầu. Vậy ngươi đừng quản nhiều. Ngươi đi giải quyết chuyện của ngươi đi, giải quyết xong tới tìm ta, ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Nói xong, huyết nữ quay người rời đi. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó muốn rời khỏi, nhưng lúc này, cách đó không xa kiếm kinh đột nhiên nói. Ta nhận được tin tức của Liêm Xương. Dương Diệp nhìn về phía kiếm kinh. Tin tức của Liêm Xương. Kiếm kinh khẽ gật đầu. Ta cũng không biết nàng làm sao truyền tin tức cho ta. Ý tứ của nàng là Tiểu Bạch và Nhị Nha ở bên kia rất nghịch ngợm, nàng không thể không tống các nàng về. Nghịch ngợm. Dương Diệp kinh ngạc nói. Các nàng ở bên kia làm cái gì? Kiếm kinh lắc đầu. Xác thực không biết, chỉ biết hai tiểu gia hỏa này rất nghịch ngợm, ân, còn nữa, các nàng cũng nhớ ngươi, cho nên khả năng qua không được bao lâu, các nàng sẽ trở lại. Trở về. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Trở về cũng tốt, ta cũng nhớ hai tiểu gia hỏa này rồi. Ngươi liên lạc nàng một chút, khi các nàng trở về, ta đi đón các nàng. Nói xong, Dương Diệp quay người ngự kiếm rời đi. Tại chỗ, kiếm kinh nhìn thoáng qua phương hướng Dương Diệp rời đi, nàng có chút mong đợi. Chờ mong Tiểu Bạch trở về. Tiểu Bạch trở về, thì đồng nghĩa với nàng có thể khôi phục diện mạo vốn có rồi. Khi đó nàng sẽ thật sự có thể trợ giúp Dương Diệp, mà không phải giống như bây giờ, chỉ có thể giúp đỡ Dương Diệp xử lý một ít việc vặt vãnh của Cổ Kiếm Tông. Rất chờ mong. Trong lòng núi, huyết nữ đi tới chỗ đám người Minh nữ. Huyết nữ nhìn chúng nữ, sau đó nói. Được rồi, không giấu các ngươi, đại tỷ khả năng đã xảy ra chuyện. Nghe vậy, thần sắc của chúng nữ lập tức khó. Coi, Dương Diệp đã đi ra sơn mạch. Hắn cũng không có trực tiếp đi tìm hồn giáo và Vĩnh Hằng quốc độ, mà đi tới chiến giới. Ở chiến giới, hắn gặp Diệp Chi Bắc, hai người ngồi ở trên đỉnh núi. Cảm tạ. Dương Diệp nói. Diệp Chi Bắc lắc đầu. Ta cũng là cân nhắc vì gia tộc. Sự tình thực chứng minh, thế lực tham dự vây công Cổ Kiếm Tông, đều không có được chỗ tốt, không chỉ không được chỗ tốt,
còn hao binh tổn tướng, so với bọn hắn, Diệp gia chúng ta buôn bán lời. Nói xong nàng nhìn về phía Dương Diệp. Không nên trách Bỉ Thanh, nàng đã lui ra khỏi như thế người thừa kế gia tộc. Tay phải Dương Diệp khẽ run lên, trầm mặc hồi lâu, hắn nói. Bởi vì Cổ Kiếm Tông sao? Diệp Chi Bắc gật đầu. Tuy ta với nàng đều là người thừa kế tương lai của Diệp gia, nhưng người biết đấy, chỉ cần lão quái vật trong gia tộc vẫn tồn tại, chúng ta không thể chính thức nắm giữ gia tộc. Mà nàng, cũng khuyên qua Hình gia, nhưng đáng tiếc, Hình gia không có nghe nàng. Mà nàng, vì không muốn ở giữa gia tộc và bằng hữu khó xử, buông tha cho vị trí gia chủ. Dương Diệp trầm giọng nói. Hình gia không có làm khó nàng chứ? Diệp Chi Bắc lắc đầu. Không biết, chỉ có điều hiện tại nàng thối lui ra khỏi quyền lợi trung tâm của gia tộc. Với nàng mà nói, có lẽ cũng coi như là một chuyện tốt, dù sao nàng cũng không muốn làm gia chủ gì. Nói xong nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi thì sao, lần này ngươi trở về là muốn làm gì? Dương Diệp nói khẽ. Giải quyết một ít chuyện. Diệp Chi Bắc nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp tạm biệt Diệp Chi Bắc, hắn đi tới chiến thành. Mới vừa vào chiến thành, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Nữ tử này chính là Lưu Uyên đại nhân của chiến giới. Lưu Uyên nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ta nói rồi, ngươi và hồn giáo không thể tiến vào chiến giới, nữ tử trước mắt này, lúc trước nhẹ nhàng đánh lui hồn giáo giáo tôn. Dương Diệp nói, ta không phải tới gây chuyện. Lưu Uyên lắc đầu, cũng không được, rời đi. Dương Diệp dựng thẳng lên một ngón tay. Một phút sau ta sẽ rời đi, như thế nào? Lưu Uyên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp tiến vào chiến thành. Lần nữa đi tới dưới mặt đất, ở trong phòng tối, hắn gặp được người thần bí kia. Không biết lần này Diệp Tông Chủ có gì muốn làm? Người thần bí nói. Dương Diệp nói. Ta muốn tất cả bí mật của hồn giáo, hoặc là nói, đại bản doanh của bọn họ ở nơi nào. Trong phòng đột nhiên trầm mặc. Qua hồi lâu, người thần bí nói. Nhịn một chút, không được sao? Dương Diệp lắc đầu. Có chút sổ sách, phải tính rõ ràng rồi. Người thần bí nói, nếu như ngươi qua, có thể sẽ lọt vào cạm bẫy. Dương Diệp cười nói, bọn hắn sớm muộn sẽ ra tay, hơn nữa, hiện tại ta không ra tay, bọn hắn càng sẽ ra tay. Kỳ Bỉ Thiên ở thế giới kia làm vài sự tình, hắn tin tưởng bây giờ Vĩnh Hằng Quốc Độ đã biết. Hiện tại hắn muốn mượn dư thế của Kỳ Bỉ Thiên làm chút chuyện. Bỏ qua lần này, sẽ không còn cơ hội. Hắn không phải ỷ lại Kỳ Bỉ Thiên. Mà là đã hiểu được biến báo, cũng hiểu được dựa thế. Có tiện nghi không chiếm là vương bát đản. Một khắc sau, Dương Diệp đi ra, sau đó rời chiến thành. Trên tường thành, Lưu Uyên nhìn bóng lưng của Dương Diệp, mặt không biểu tình. Sau lưng nàng đứng một lão giả, đúng là lão giả đã từng trợ giúp Dương Diệp kia. Lão giả khẽ lắc đầu. Đáng tiếc. Hai mắt Lưu Uyên chậm rãi đóng lại, chiến giới thiếu nhất đúng là người chiến lực vĩnh viễn cường đại. Mà Dương Diệp, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Nếu như Dương Diệp vẫn ở chiến giới bồi dưỡng một chút, ngày sau nhất định trở thành chiến sĩ cường đại nhất của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Hắn, thật rất mạnh mẽ. Đặc biệt là hắn hiện tại. Cho dù là nàng, thời điểm đối mặt Dương Diệp, cũng không dám nói mình 100% có thể thắng. Nếu để cho lão giả biết suy nghĩ của Lưu Uyên hiện tại, nhất định sẽ cực kỳ khiếp sợ. Bởi vì Lưu Uyên đại nhân này, được vinh dự là chiến thần của chiến giới. Từ khi nàng gia nhập chiến giới đến bây giờ, chưa từng một lần thất bại. Sở dĩ hai người cảm thấy đáng tiếc, là vì không chỉ chiến giới mất đi một chiến tướng, còn có thể trở thành địch nhân của chiến tướng này. Chiến giới, thủ hộ Vĩnh Hằng Quốc Độ. Bây giờ Dương Diệp và Cổ Kiếm Tông ở Vĩnh Hằng Quốc Độ, chỉ có thể coi là nội chiến, nhưng ai có thể bảo chứng hắn có một ngày sẽ không trở thành địch nhân của toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc Độ. Qua hồi lâu, Lưu Uyên khe khẽ thở dài, quay người rời đi. Ngoài thành, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư không, giống như nghĩ đến cái gì, khóe miệng nổi lên nụ cười, rất nhanh, hắn biến mất ngay tại chỗ. Ở một chỗ không biết tên. Trên đường phố, người đến người đi. Một tiểu nữ hài tóc đuôi ngựa đứng ở trên đường phố, tiểu nữ hài mặc áo hoa, chân mang giày thể thao trắng. Trên vai tiểu nữ hài, ngồi một tiểu gia hỏa lông xù đang cầm mứt quả. Giờ phút này,
hai tiểu gia hỏa mắt nhìn chằm chằm vào cách đó không xa, chỗ đó có 4-5 người đang xếp hàng trước quầy thu ngân của ngân hàng, xếp hàng lấy tiền. Lúc này tiểu nữ hài đột nhiên chỉ một máy. Giấy của bọn họ chính là từ nơi này tới, chính là tiền tệ gì đó, giấy màu đỏ kia có thể mua rất nhiều thứ. Tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó gật cái đầu nhỏ, tinh thạch của nàng ở nơi này không hữu dụng, giấy màu đỏ càng hữu dụng. Lúc này tiểu nữ hài nói. Khi đó ta hỏi, mua cái xe 4 bánh kia, thật giống như 900.000 tệ, nói cách khác, chúng ta phải lấy không sai biệt lắm 10 vạn tờ màu đỏ, không nên lấy màu xanh lá phải 20 vạn tờ, màu đỏ đáng giá nhất. Nói đến đây, chân nàng nhẹ nhàng chà chà, nàng chăm chú nhìn quầy thu ngân kia. Tiểu Bạch, ta có một ý tưởng lớn mật, nếu như thành công. Tiểu Bạch nhìn về phía nữ hài tiếp tục nói. Nếu như thành công, cái xe kia là của chúng ta, đồ vật người yêu thích chúng ta cũng có thể mua. Nghe được lời của nữ hài, con mắt Tiểu Bạch nhất thời sáng lên. Rất nhanh, nàng vô điều kiện ủng hộ bất kỳ ý tưởng cùng cách làm gì của nữ hài. Cứ như vậy, tiểu nữ hài mang theo Tiểu Bạch tiến vào ngân hàng. Xếp hàng. Rất quy củ xếp hàng. Cuối cùng đến phiên nữ hài, tiếp đãi nữ hài là một nữ tử dáng dấp thanh tú, nữ tử mỉm. Cười, tiểu bằng hữu, ngươi cần gì? Tiểu nữ hài dựng lên hai ngón tay. Ta muốn 10 vạn tờ giấy màu hồng kia. Biểu lộ của nữ tử cứng ngắc. Rất nhanh, nữ tử mỉm cười. Tiểu bằng hữu, ngươi là một người đến sao? Gia trưởng của ngươi đâu? Tiểu nữ hài nhíu mày. Một mình ta không được sao? Yên tâm, ta mang đi được. Trên vai tiểu nữ hài, Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, tỏ vẻ không cần lo lắng, các nàng mang đi được. Lại nhiều đồ cũng có thể mang đi. Trước mặt nữ hài, nàng kia nhìn thoáng qua tiểu nữ hài và tiểu gia hỏa lông xù, ánh mắt nàng ở trên người gia hỏa lông xù dừng lại lâu hơn một chút. Sủng vật này thật sự quá khả ái. Lúc này nữ hài kia hơi không kiên nhẫn nói. Nhanh cho ta đi, ta còn muốn đi mua xe. Nữ tử thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tiểu nữ hài. Tiểu bằng hữu, thẻ của ngươi đâu? Ngươi phải đưa thẻ cho ta, ta mới có thể lấy tiền cho ngươi. Thẻ. Tiểu nữ hài nhíu mày. Thẻ gì? Giờ khắc này, thần sắc của nữ tử có chút đề phòng. Lúc này tiểu nữ hài quay đầu nhìn thoáng qua bên phải, chỗ đó, một nam tử đưa cho nữ tử trước mặt hắn một tấm thẻ, rất nhanh, nàng kia trả thẻ lại cho nam tử, ngoại trừ thẻ còn có một chồng giấy màu đỏ thật dày. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía cô gái trước mặt. Cái kia, ta không có thẻ, các ngươi có thể cho ta mượn một chút không? Không nhiều lắm, 10 vạn tờ giấy hồng hồng kia là được. Ta nhất định sẽ trả lại. Nữ tử. Vĩnh Hằng Quốc Độ, chiến giới. Dương Diệp cũng không hề rời chiến giới, mà đi tới phía bắc chiến giới. Cũng chính là địa phương Kỳ Bỉ Thiên đã từng ở. Nhảy xuống vực sâu, rất nhanh, Dương Diệp rơi xuống đất. Lúc này hai lão giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đúng là Sát Tịch và Thương Mộ. Nàng đi đâu? Dương Diệp hỏi. Thương Mộ nhìn thoáng qua Dương Diệp. Đi một chỗ. Dương Diệp còn muốn hỏi cái gì, nhưng Thương Mộ lắc đầu. Lần kia ra tay, nàng đã bại lộ hành tung của mình. Hiện tại tình cảnh của chủ thượng không quá tốt, ngươi cũng chớ hỏi nhiều, chuyện của ngươi, nàng có thể nhúng tay, nhưng chuyện của nàng, bây giờ ngươi căn bản không thể nhúng tay. Rời đi đi. Tại chỗ. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, hắn nhìn hai người ôm quyền, sau đó xoay người rời đi. Như Thương Mộ nói, nếu Kỳ Bỉ Thiên có địch nhân, cũng tuyệt đối không phải hắn có thể trộn lẫn. Hắn đi, sẽ chỉ là phiền toái. Sau khi Dương Diệp rời đi, Thương Mộ thấp giọng thở dài. Lúc trước không nên để cho chủ nhân ly khai nơi đây. Sát Tịch lạnh lùng nói. Nếu như không phải ngươi, hôm nay ta phải giết kẻ này. Nếu không phải hắn. Chủ nhân đâu đến nổi bị thiên mệnh đuổi giết. Vất vả che giấu vô số năm, lại vì hắn mà kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, ta thật muốn giết hắn. Thương Mộ lắc đầu. Chủ nhân rất rõ ràng hậu quả mình ra tay, nhưng nàng vẫn xuất thủ. Cái này chứng minh nàng coi trọng người này, nếu như ngươi giết hắn, chuyện chủ nhân làm chẳng phải không công. Sát Tịch lắc đầu. Lúc trước hắn đến vực sâu, ta nên tự mình ra tay, ai? Dương Diệp đi ra vực sâu. Không có dừng lại ở chiến giới, hắn đã đi ra chiến giới, lúc này đây,
hắn đi thẳng tới Trung Giới. Hình Gia là gia tộc lớn nhất Trung Giới, có thể nói, Hình Gia cũng là một thế giới mạnh nhất Vĩnh Hằng Quốc Độ. Bởi vì ở chỗ này, có một vị Vĩnh Hằng chi chủ tọa chấn. Dương Diệp vừa mới đến Hình Gia, một lão giả liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Chủ cảnh đỉnh phong. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, lạnh nhạt nói. Không biết Diệp Tông chủ đại giá Quang Lâm có gì chỉ giáo? Dương Diệp cười nói. Chỉ giáo không dám nhận, chỉ là tới gặp một lão bằng hữu. Lão giả lắc đầu. Hình Gia ta không có người là bằng hữu với Diệp Tông chủ. Dương Diệp đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn gặp Hình Bỉ Thanh. Lão giả lắc đầu. Nàng không tiện gặp các hạ có thể rời đi. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt đối phương, sắc mặt lão giả đại biến, vừa định ra tay, lúc này quanh người Dương Diệp, vô số kiếm ý kiếm khí ngưng hiện. Phương Thốn Kiếm Vực. Theo Phương Thốn Kiếm Vực xuất hiện, thành trì tường tòa trong nháy mắt bị kiếm khí và kiếm ý đánh thành mảnh vỡ, mà lão giả kia thì cả người bay ra ngoài là linh hồn, nhục thân đã vỡ thành đống cặn bã rồi. Xa xa. Linh hồn lão giả kia kinh hãi nhìn Dương Diệp. Ngươi! Giờ phút này, hắn đã kinh hãi đến mức tận cùng. Hắn là chủ cảnh đỉnh phong. Mà Dương Diệp bất quá là chủ cảnh, nhưng mới vừa rồi giao thủ, chỉ một hiệp, hắn trực tiếp thảm bại. Dương Diệp đã cường đại đến loại trình độ này sao? Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả kia, sau đó nói. Lúc này đây, mục đích chủ yếu của ta là tới gặp bằng hữu, đương nhiên, nếu như không thấy được. Mục đích của ta khả năng sẽ đổi. Ví dụ như giết người, giết mấy người vui đùa một chút. Nghe vậy, sắc mặt lão giả cực kỳ khó coi. Lúc này hai thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện ở hai bên Dương Diệp. Không có kiếm khí, cũng không có kiếm ý, nhưng khí tức bức người. Trên không trung, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, hắn còn không có nhìn thấy người mình muốn gặp. Dương Diệp lắc đầu cười cười. Vậy giết người đi. Nói xong. Ong ong, theo hai tiếng kiếm reo vang lên, hai thanh phi kiếm chém về phía linh hồn của lão giả. Trong nội tâm lão giả kia hoảng hốt, hắn cũng không phải người của hồn giáo, không CDO thân thể ngược lại cường đại hơn, hắn hiện tại làm sao tiếp được hai thanh phi kiếm kia. Ngay lúc này, hai thanh phi kiếm kia đột nhiên ngừng lại, cách lão giả không sai biệt lắm nửa trượng. Xa xa, Dương Diệp nhìn về phía bên phải chẳng biết lúc nào đứng một nữ tử. Đúng là Hình Bỉ Thanh. Hình Bỉ Thanh cười nói. Đã lâu không gặp, người mạnh hơn lúc trước, chúc mừng. Dương Diệp quan sát Hình Bỉ Thanh một chút. Hình Gia không có làm khó ngươi chứ. Hình Bỉ Thanh lắc đầu, chẳng qua là không là gia chủ nữa mà. Thôi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Như vậy cũng tốt. Đi vào ngồi một chút không? Hình Bỉ Thanh mời. Dương Diệp lắc đầu. Ta không vào. Nói xong hắn nhìn về phía trong thành. Nể mặt Bỉ Thanh, ta sẽ ở cuối cùng mới tìm đến Hình Gia, ta hy vọng thời điểm ta đến tìm Hình Gia có thể cho ta một câu trả lời thỏa mãn, bằng không thì, kiếm của Dương Diệp ta, nhất định sẽ dạy Hình Gia các ngươi làm người. Nói xong, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Hình Bỉ Thanh. Mặc kệ ta cùng với Hình Gia như thế nào, ngươi, vĩnh viễn là bằng hữu của ta. Nói xong, thân hình Dương Diệp run lên. Quang hóa thành một đạo kiếm biến mất ở cuối chân trời mờ mịt. Sau lưng hắn, ba thanh kiếm theo sát. Cầm đầu đúng là kiếm sát. Ba thanh kiếm lướt qua chân trời, toàn bộ bầu trời bị xé ra. Trên không, Hình Bỉ Thanh im lặng không nói. Nàng biết, nếu như vừa rồi nàng không đi ra, ba thanh kiếm kia nhất định sẽ chạm vào thành. Dùng thực lực của Dương Diệp bây giờ, tăng thêm kiếm sát hoàn toàn nhận chủ. Hình Gia ngoại trừ Vĩnh Hằng chi chủ. Không ai có thể ngăn cản hắn. Trong chủ cảnh, không ai có thể ngăn trở hắn. Trên thành, Hình Bỉ Thanh thấp giọng thở dài, trong mắt tràn đầy lo lắng. Bây giờ Dương Diệp quá mạnh, quá kinh khủng. Đặc biệt là khi hắn cầm lấy siêu thần khí, chủ yếu nhất là, siêu thần khí này còn đã nhận hắn làm chủ. Loại tình huống này, cường giả chủ cảnh bình thường thật không phải đối thủ của hắn. Phải nói, chủ cảnh ở trước mặt Dương Diệp đã hoàn toàn chưa đủ nhìn. Bây giờ có thể áp chế Dương Diệp, chỉ có mệnh cảnh. Nếu như Dương Diệp ra tay với Hình Gia, lại thêm người ở sau lưng cho hắn chỗ dựa, có thể nói, kia tuyệt đối là cơn ác mộng của Hình Gia. Bởi vì một khi Vĩnh Hằng chi chủ không cách nào ra tay, Hình Gia ở trước mặt Dương Diệp,
chỉ có phần bị tàn sát. Trên không trung, Hình Bỉ Thanh thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Dương Diệp về tới Tây Giới, hắn cũng không trở về Cổ Kiếm Tông, mà đi thẳng tới một sơn mạch. Trên không trung, Dương Diệp cúi đầu nhìn lại, phía dưới, một vùng núi liên miên, căn bản nhìn không tới cuối. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau một khắc, một đạo kiếm quang đột nhiên từ trên trời hạ xuống. Suy! Kiếm quang rơi xuống, trong tràng lập tức vang lên từng âm thanh nứt vỡ chói tai. Toàn bộ bầu trời như bị một kiếm này chém thành hai khúc. Rất nhanh, trước mặt Dương Diệp xuất hiện một đại điện đen nhánh. Cung điện kia lơ lửng giữa không trung, tựa như một thành thị trên không trung. Cả đại điện tản ra hàn quang làm cho người thấu xương. Lúc này một hắc y nhân xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đúng là nữ tử có được không gian vực của hồn giáo. Nữ tử váy đen gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, người ngược lại có đảm lược, cũng dám tự mình tìm tới tận cửa, thật sự. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Đối diện Dương Diệp, đồng tử của nữ tử có được không gian vực bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, không gian trước mặt nàng rung động, sau đó tầng tầng co rút lại, tạo thành một không gian bích thật dày. Thần thông không gian, xuất thần nhập hóa. Nhưng theo một đạo kiếm quang xẹt qua, không gian bích tầng tầng đập nát. Rất nhanh, kiếm đi tới trước mặt nữ tử váy đen. Nhưng lúc này, thân thể nữ tử váy đen trở nên hư ảo, cứ như vậy, thanh kiếm kia trực tiếp xuyên qua nữ tử váy đen, nhưng nữ tử váy đen một chút việc cũng không có. Nàng đã không ở trong không gian này. Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp cười lạnh. Dương Diệp, ngươi cho rằng chỉ mình ngươi lớn lên, ta. Ngay lúc này, đột nhiên Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt nàng, sau một khắc, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm sát. Một kiếm đâm ra. Lấy kiếm thành vực. Một kiếm này đâm ra, trực tiếp đâm thủng thân thể của nữ tử váy đen, bất quá nữ tử váy đen không có thay đổi gì, nhưng sau một khắc, sắc mặt nàng đại biến. Suy 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 suy. Chỗ kiếm rơi, không gian nơi đó trực tiếp hư ảo qua đi là mai một, sau mai một là hắc động, nhưng hắc động này vẫn mai một, cuối cùng cái hắc động này biến thành hư vô. Lúc này, bản thể của nữ tử váy đen xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Mà kiếm của Dương Diệp thì gác ở trên cổ của nữ tử váy đen. Lực phá. Nữ tử váy đen gắt gao nhìn Dương Diệp. Ngươi làm sao có thể? Lúc này kiếm có chút động. Suy. Một cái đầu lâu tuyệt mỹ mang theo máu tươi bay ra ngoài. Kiếm thu. Dương Diệp lắc đầu. Hôm nay ta chỉ muốn giết người, không muốn nói chuyện. Lúc này đây, nữ tử váy đen thần hồn câu. Diệt. Thần hồn câu diệt chân chính. Không gian vực của nữ tử váy đen, so với ban đầu tạo nghệ xác thực cao hơn không ít, nhưng kiếm vực của hắn so với lúc trước mạnh hơn không biết bao nhiêu. Lại thêm kiếm sát, hắn cưỡng ép phá không gian vực của nữ tử váy đen. Lúc này đây, hắn là dùng lực phá. Bất kể là không gian vực hay kiếm vực của hắn, đều không phải vô địch chân chính, thời điểm lực lượng đạt tới trình độ nhất định, là có thể trực tiếp lực phá. Mà lực lượng bây giờ của hắn, đã hoàn toàn có thể lực phá không gian vực. Theo nữ tử váy đen vẫn lạc, cả hồn giáo kinh ngạc, rất nhanh, một đạo khí tức cường đại xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, ngay sau đó, một hắc y nhân hiện ra. Hồn giáo giáo tôn. Hồn giáo giáo tôn lạnh lùng nhìn Dương Diệp, không nói gì. Giờ phút này trong lòng hắn cũng có chút khiếp sợ, Dương Diệp trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà thực lực đạt đến loại trình độ này. Tốc độ tăng trưởng quả thực quá nghịch thiên. Hồn giáo giáo tôn thu hồi suy nghĩ, hắn quan sát Dương Diệp một chút. Mấy ngày không gặp, ngươi. Xùy. Một thanh phi kiếm bay qua. Hai mắt hồn giáo giáo tôn híp lại, sau một khắc, một cái rùi đen nhánh xuất hiện ở trước mặt hắn. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, một đạo kiếm quang nổ bể ra, trong kiếm quang là một thanh kiếm, mà giờ khắc này, thanh kiếm kia bị cái rùi gắt gao đón đỡ, không cách nào lại tiến nửa tấc. Siêu thần khí. Linh hồn truy tản ra lực lượng linh hồn mạnh mẽ trực tiếp ngăn trở kiếm của Dương Diệp. Ngay lúc này, hồn giáo giáo tôn đột nhiên bấm tay điểm một cái. Trong linh hồn truy, một cỗ linh hồn chi lực cường đại bạo phát. Luồng lực lượng mạnh mẽ này lập tức chấn kiếm của Dương Diệp bay ra ngoài. Không chỉ như thế, cỗ lực lượng cường đại kia tựa như cuồng phong thổi quét về phía Dương Diệp. Dương Diệp đứng ở nơi đó, không tránh không né. Thời điểm những lực lượng linh hồn kia dựa vào gần Dương Diệp,
trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Lực lượng linh hồn căn bản không gần được thân thể của hắn. Phương Thốn kiếm vực. Phương Thốn kiếm vực này, tuy chủ sát phạt, nhưng dùng để phòng ngự cũng không tệ. Xa xa, thần sắc của hồn giáo giáo tôn cực kỳ ngưng trọng. Sự thực chứng minh, Dương Diệp bây giờ xác thực không phải Dương Diệp lúc trước rồi. Kiếm của Dương Diệp, uy hiếp cường giả chủ cảnh thật quá to lớn rồi. Lúc này trong tay Dương Diệp, đột nhiên nhiều hơn một thanh kiếm. Kiếm sát. Lúc trước hắn đã từng quá ỷ lại kiếm sát, cũng chính vì nguyên nhân này, hắn căn bản không có cách để cho kiếm sát nhận chủ. Mà bây giờ, mặc dù hắn không cách nào chính thức khống chế kiếm sát, triển khai uy lực của nó đến mức tận cùng, nhưng hắn hiện tại không phải ỷ lại kiếm sát, kiếm ý của hắn gia trì, có thể làm cho kiếm sát càng cường đại hơn. Hiện tại hắn và kiếm sát quan hệ có thể nói là ngang hàng, ai cũng không có bao trùm ai, lẫn nhau đền bù. Theo thanh kiếm này xuất hiện, sắc mặt của hồn giáo giáo tôn càng thêm ngưng trọng. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc, một đạo kiếm quang cường đại lóe lên. Đồng tử của hồn giáo giáo tôn bỗng nhiên co rụt lại, thoáng qua, hai tay hư chiêu, ở trước mặt hắn, linh hồn chùy xoay tròn, sau đó từng âm thanh bén nhọn chói tai không trung vang vọng lên. Lực lượng linh hồn cường đại không ngừng từ trong linh hồn chùy phát ra, những linh hồn này ngay cả không gian cũng có thể dễ dàng xé tan thành phấn. Nhưng lúc này, kiếm của Dương Diệp đã tới. Ầm, toàn bộ bầu trời, một âm thanh nổ vang rung trời vang lên. Ngay sau đó, vô số kiếm quang và lực lượng linh hồn không ngừng khuếch tán ra, toàn bộ không trung trở nên hỗn độn. Nhưng đúng lúc này, kiếm sát trong tay Dương Diệp biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, kiếm sát bay thẳng đến linh hồn chùy. Hồn giáo giáo tôn muốn thúc giục linh hồn chùy lần nữa, bất quá Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Diệp nhìn hồn giáo giáo tôn. Chúng nó đánh chúng nó, chúng ta đánh chúng ta. Siêu thần khí và siêu thần khí quyết đấu, người với người quyết đấu. Đột nhiên hồn giáo giáo tôn nở nụ cười. Cực kỳ khủng khiếp, Dương Diệp ngươi đi thế giới kia một chuyến, thật là thay đổi từ trong ra ngoài. Lúc trước nên không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi, thật sự nên không tiếc bất cứ giá nào. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hiện tại cũng còn có cơ hội, các ngươi có thể thử một chút. Nói xong, hai bên hắn xuất hiện hai thanh kiếm. Thoáng qua, hai thanh kiếm hóa thành hai đạo kiếm quang chém về phía hồn giáo giáo tôn. Xa xa, khóe miệng của hồn giáo giáo tôn nổi lên nụ cười cực kỳ dữ tợn, hai tay của hắn giơ lên, trong lòng bàn tay xuất hiện hai cây chùy thủ. Tản ra linh hồn chi lực cường đại. Nhưng lúc này kiếm đã tới. Hai cây chùy thủ trong tay hồn giáo giáo tôn đột nhiên chém ra. Keng keng. Theo hai tiếng va chạm vang lên, hai thanh phi kiếm của Dương Diệp bị chém bay, nhưng hai thanh kiếm còn chưa bay ra mấy trượng, hai cánh tay đã cầm các nàng. Tay của Dương Diệp. Tay cầm song kiếm, thân hình Dương Diệp run lên, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hồn giáo giáo tôn. Song kiếm lưu. Dương Diệp lựa chọn cận chiến, bởi vì đây cận chiến là điểm mạnh của hắn. Vừa mới dựa vào gần hồn giáo giáo tôn, Dương Diệp trực tiếp thi triển ra phong ma kiếm pháp. Từng trận kiếm quang chém xuống, vẻn vẹn không đến hai hơi, hồn giáo giáo tôn bị chấn bay đến mấy vạn trượng, mà Dương Diệp tựa như giỏi trong xương dính sát hắn, hắn căn bản không có cách trốn tránh, cũng không cách nào kéo ra khoảng cách. Sốt cuộc. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, một nhân ảnh bay ra ngoài, đúng là hồn giáo giáo tôn. Mà ở sau lưng nhân ảnh này, hai thanh phi kiếm theo sát. Một chút cơ hội thở dốc cũng không cho đối phương. Thời điểm Hali thanh phi kiếm muốn chém lên người hồn giáo giáo tôn, hồn giáo giáo tôn kinh hãi vội vàng bóp nát một phù lục, sau một khắc, ở trước mặt hắn, một hư ảnh ngưng hiện. Hư ảnh. Bảo mệnh phù. Hư ảnh đột nhiên nâng tay phải lên, một vòng xoáy linh hồn cường đại xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn, thoáng qua, hai thanh ca phi kiếm của Dương Diệp bị lực lượng linh hồn trong đó bức ngừng. Hai thanh kiếm bay ngược về tới hai bên trái phải của Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía hư ảnh, mặt không biểu tình. Người trước mắt này, hẳn là hồn giáo giáo chủ, bất quá không phải bổn tôn. Hư ảnh kia cũng đang nhìn Dương Diệp, không nói gì, cũng không có động thủ. Ngay lúc này, tay phải Dương Diệp mở ra, sau một khắc, kiếm tổ xuất hiện ở trong tay hắn, thoáng qua, vô số kiếm ý hội tụ. Một hơi sau, Dương Diệp đã ở trước mặt của hư ảnh. Nhưng lúc này,
vòng xoáy trong lòng bàn tay hư ảnh kia tăng vọt, tạo thành một vòng xoáy linh hồn gần ngàn trượng, vòng xoáy này trực tiếp bao phủ Dương Diệp vào. Toàn bộ không trung yên lặng một cái chớp mắt. Ầm, một vòng xoáy linh hồn màu đen nổ ra, ngay sau đó, vô số đạo kiếm quang xuất hiện ở trên không trung. Trên không trung, Dương Diệp vẫn còn, hư ảnh kia cũng còn. Xa xa, hồn giáo giáo tôn gắt gao nhìn. Ai thắng ai thua? Ngay lúc này, khóe miệng Dương Diệp tràn ra một ngụm máu tươi. Xa xa, hư ảnh kia mở miệng. Hảo một cái lấy kiếm thành vực. Nói xong, đạo hư ảnh kia dần dần trong suốt, rất nhanh, hắn hoàn toàn biến mất ở trong không trung. Biến mất theo còn có linh hồn trùy và hồn giáo giáo tôn. Trên không trung, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, thời gian dần trôi qua, sắc mặt tái nhợt khôi phục thành bình thường. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía dưới, cung điện màu đen đã biến mất không thấy gì nữa. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, thi triển ra kiếm vực, nhưng hắn vẫn không có phát hiện cung điện màu đen. Cung điện kia, đã chuyển di toàn bộ cường giả hồn giáo. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, rất nhanh, một hắc y nhân xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Hắc y nhân bấm tay điểm một cái hộp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, trong hộp là một trái thiên dựng quả. Hắc y nhân nói, chủ thượng bảo tại hạ giao vật này cho các hạ. Chủ thượng nói, chuyện giữa các hạ và hồn giáo, chúng ta không lẫn vào, các hạ tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắc y nhân trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trên không trung, Dương Diệp thu hồi cái hộp kia, hắn cười cười. Sự tình còn chưa kết thúc. Nói xong, Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Hồn giáo triệt để che giấu, hắn không có cách nào, nhưng có chút thế lực không có biện pháp che giấu. Dương Diệp rời Tây Giới, đi tới Đông Giới. Bất quá hắn mới vừa vào Đông Giới, một lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn, lão giả này đúng là Bắc Gia gia chủ Lục Ngôn Danh. Ở sau lưng, còn có ba lão giả tóc bạc hoa râm. Toàn bộ đều là chủ cảnh đỉnh phong. Lục Ngôn Danh nhìn thoáng qua Dương Diệp. Dương Diệp, người thật biết đưa tới nhiều người tức giận. Hiện tại, mọi người bởi vì hoang tộc, không có động thủ với ngươi và Cổ Kiếm Tông, cũng không có ý định động thủ, nếu như ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, hậu quả kia, tuyệt đối không phải ngươi và Cổ Kiếm Tông có thể gánh vác. Coi như ngươi không vì mình, cũng phải suy nghĩ cho Cổ Kiếm Tông, suy nghĩ cho bằng hữu của ngươi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Lục Ngôn Danh. Đến, nói tiếp, sao ngươi không nói tiếp? Hai mắt Lục Ngôn Danh híp lại. Dương Diệp, ngươi thật cho rằng Vĩnh Hằng Quốc Độ không ai có thể áp chế được ngươi sao? Dương Diệp chậm rãi đi về phía Lục Ngôn Danh, ở hai bên trái phải lơ lửng hai thanh phi kiếm. Nhìn thấy Dương Diệp đi tới, thần sắc mọi người Lục gia ngưng trọng lên. Bọn hắn kiêng kỵ Dương Diệp, kỳ thật bọn hắn càng kiêng kỵ người đứng phía sau Dương Diệp. Ngay lúc này, đột nhiên Dương Diệp dừng bước, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Hôm nay, ta là tới đòi công đạo, Lục gia phái người cùng hồn giáo vây công Cổ Kiếm Tông ta, việc này, các ngươi chuẩn bị tính thế nào? Ta không tính, các ngươi tới tính, tính tốt, ta đi, không tính được, Dương Diệp ta dùng kiếm tới giúp các ngươi tính. Cũng đừng lấy cường giả mệnh cảnh gì ra uy hiếp ta, tuy Dương Diệp ta đơn độc, sau lưng không có chỗ dựa gì, ân. Thật sự không có chỗ dựa gì, nếu các ngươi có cường giả mệnh cảnh, cứ việc phái ra, nếu quả thật đi ra, ta nhất định sẽ chạy, không nói đùa đâu. Thật không có. Hắn hiện tại, là kéo ra hổ của Kỳ Bỉ Thiên. Nếu như cường giả mệnh cảnh của Lục gia thật đi ra, không hề nghi ngờ, hắn nhất định sẽ chạy. Nhưng hắn đang đánh cuộc, đánh bạc vị kia không dám ra. Bởi vì hắn biết rõ, Kỳ Bỉ Thiên ở Thủy Nguyên Chi Địa làm vài chuyện. Những thế lực này đều biết. Có thể miểu sát mệnh cảnh tồn tại. Bất kể là hoang tộc, hay Vĩnh Hằng Quốc Độ, tuyệt đối không dám chủ quan và khinh thường. Vạn nhất Kỳ Bỉ Thiên xuất thủ lần nữa thì làm sao bây giờ? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Một khi vị kia ra tay, ai có thể ngăn trở nàng? Đây cũng chính là thời điểm Dương Diệp thiếu chút nữa giết chết hồn giáo giáo tôn, hồn giáo giáo chủ cũng không ra. Phải biết. Ở trong thế giới Thủy Nguyên Chi Địa, thế lực thần bí kia cũng bởi vì phái cường giả mệnh cảnh, mới làm cho nữ hải kia xuất thủ. Mà thế lực không có phái ra cường giả mệnh cảnh, cho dù Dương Diệp thiếu chút nữa bị diệt sát, nữ hải kia cũng chưa từng xuất hiện. Cái này đã đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Sắc mặt đám người Lục Ngôn Danh cực kỳ khó coi,
Dương Diệp rõ ràng là muốn lấy thế đẻ người. Loại chuyện này, bọn hắn từng làm qua rất nhiều lần, hiện tại, người ta đến làm với bọn họ. Loại tư vị này, chỉ có chính bọn hắn có thể cảm nhận. Lúc này Dương Diệp cười nói. Xem ra, các ngươi là không có ý định cho ta một câu trả lời rồi. Nếu như vậy, nói xong, hai thanh kiếm đột nhiên rung động kịch liệt. Thần sắc đám người Lục Ngôn Danh đề phòng lên. Công bằng. Cái gọi là công bằng của Dương Diệp, đối với Lục gia mà nói tuyệt đối là nhục nhã, bọn hắn làm sao có thể cho công bằng gì? Chiến. Trong tràng bất ngờ xảy ra chuyện. Không gian chung quanh Dương Diệp đột nhiên nhăn nhó, rất nhanh, cảnh tượng trước mặt hắn biến ảo. Một mảnh đen nhánh. Thời khắc này Dương Diệp cảm giác mình tiến vào một không gian hắc ám, chỉ có bóng tối vô tận. Không cần phải nói, đây là trận pháp của Lục gia. Lục gia đã sớm chuẩn bị xong trận pháp ở chỗ này chờ hắn. Bên hông Dương Diệp, một thanh kiếm chém bay ra. Xuy, một đạo kiếm quang xé rách không gian. Nhưng chỉ có tiếng xé rách, còn lại chẳng có gì cả. Dương Diệp nhíu mày, sau một lúc lâu, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại, sau một khắc, vô số kiếm khí và kiếm ý từ trong cơ thể hắn tản ra. Phương Thốn kiếm vực. Theo Phương Thốn kiếm vực xuất hiện, không gian bắt đầu bị xé nứt, dùng thực lực của hắn bây giờ, coi như là ám không gian cũng có thể xé tan thành phấn. Nhưng chung quanh vẫn một mảnh đen nhánh. Không chỉ như thế, hắn còn cảm thấy một ít âm thanh quỷ dị. Nghe được mấy thanh âm này, đồng tử của Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại. Này căn bản không phải trận pháp gì, nơi này chính là ám không gian. Lúc trước Kỳ Bỉ Thiên không cẩn thận truyền tống hắn đến thế giới kinh khủng kia. Trong lòng Dương Diệp kinh hãi, hắn thật không ngờ Lục gia này lại hắn chuyển đến nơi đây. Ám sinh linh. Dương Diệp không có suy nghĩ Lục gia nữa, giờ phút này hắn phải bảo trì tinh thần đến đối mặt những sinh linh trong không gian này. Lúc trước hắn vừa mới đến chỗ này, là thiếu chút nữa bị miểu sát. Tuy thực lực của hắn bây giờ tăng nhiều, nhưng ở địa phương này, trong lòng hắn còn không có ngọn nguồn. Ngay lúc này, Dương Diệp quay người, cùng lúc đó, hai tay hắn nắm kiếm nghiêng người bổ xuống. Xuy, kiếm rơi xuống, dường như có cái gì bị xé nứt. Nhưng sau một khắc, sắc mặt Dương Diệp đại biến, bởi vì hắn cảm giác có cái gì trực tiếp xuyên thấu trước ngực hắn, ngay sau đó, cả người hắn bay ra ngoài. Mà ở trước ngực, một vết máu tươi bắn ra, bất quá vừa vẩy ra đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng sự tình còn chưa kết thúc, Dương Diệp một mực bay ngược cảm giác mình đã mất trọng lượng, hắn căn bản không có chỗ đặt chân, mình nhẹ bồng, mà bây giờ, hắn ngay cả điểm mượn lực cũng không có. Dương Diệp vội vàng ổn định tâm thần. Sau một khắc, hai thanh phi kiếm xuất hiện ở phía sau hắn, để cho hắn ngừng lại. Bất quá ngay lúc này, hắn cảm thấy một cỗ khí tức bắn về phía hắn. Dương Diệp không chút nghĩ ngợi chém ra. Lúc này đây, hắn dùng kiếm sát, một kiếm này rơi xuống, trong tràng lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết, nhưng Dương Diệp còn chưa kịp cao hứng, một cỗ lực lượng cường đại không có dấu hiệu nào đánh vào phía sau lưng của hắn. Dương Diệp như gặp phải trọng kích, cả người lần nữa té bay ra ngoài, mà lúc này, có mấy âm thanh vang vọng lên, không chỉ như thế, những âm thanh kia cách hắn càng ngày càng gần, đến cuối cùng, hắn cảm giác thịt mình đang bị xé rách. Trong lòng Dương Diệp hoảng hốt, vội vàng thi triển ra Phương Thốn kiếm vực. Xuy 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 xuy. Ở trong ám thế giới này, từng đạo kiếm quang sáng chói bộc phát, nhưng rất nhanh, những kiếm quang sáng chói này lại bị bóng tối thôn phệ. Dương Diệp đứng ở trên kiếm của mình, thần sắc hắn vô cùng đề phòng, mặc dù bây giờ hắn không cách nào chứng kiến mình, nhưng hắn biết, toàn thân mình đã xuất hiện vết thương rậm rạp chằng chịt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 178.